Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 326. Đó không phải là ánh sáng của mặt trời mang, mà là Diệp thần luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng sau đó, bộc phát ra võ đạo uy nghiêm, so thái dương còn chói mắt hơn ngàn gấp vạn lần. Đại thiên trọng lâu trưởng, làm sao có thể? Cựu Nhật Minh bên trong, mà tổ vô thiên thấy vậy đại thiên trọng lâu khí tượng, cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này đại thiên trọng lâu trưởng, mới bắt đầu ở hắn sư huynh võ tuyệt thần trong tay, sau đó thất lạc, cũng không biết đi nơi nào. Cho dù là hắn sư huynh võ tuyệt thần, trong truyền thuyết cựu Nhật chi chủ, hiểu mấy chục ngàn năm, đều không có thể lĩnh ngộ đại thiên trọng lâu trưởng, mà hiện tại, lại có người lĩnh ngộ thành công, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bị thần thuật khí tượng ảnh hưởng, hắc ám biển cấm nổ lên trùng trùng sóng thần, sóng gió kinh hoàng, vô cùng nguy nga. Vậy mênh mông khoáng đạt thần thuật khí tượng, thậm chí truyền tới thái thượng thế giới, để cho được vạn khư thần điện, thần đồ thế gia, rất nhiều thiên quân lão tổ địa bàn, đều là một hồi chấn động. Vô số cường giả khiếp sợ, đại thiên trọng lâu trưởng xuất thế, hơn nữa có người tu luyện thành công, đây là đại sự kinh thiên động địa. Rất nhiều cường giả thử nghiệm suy diễn nhân quả, hy vọng có thể tìm ra sau lưng người tu luyện, nhưng thiên cơ mênh mông mù mịt, ẩn không thể ngửi nổi, nhưng không người biết sau lưng chân tướng. Địa tâm vực, huyết u cốc bên trong. Diệp thần mở mắt ra, từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra. Hắn tu vi, vẫn là còn thật cảnh tầng 8 trời, nhưng hắn khí thế, đã là kinh thiên lột xác. Luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng sau đó, Diệp thần cả người phơi bày ra một cổ cương mãnh uy thế, trong giơ tay nhấc chân, dường như muốn uy áp vũ trụ, nghiền bạo tinh không, làm người ta nghẹt thở. Ở Diệp thần chung quanh, có từng cái thật nhỏ vết nứt không gian, giống như màu đen nứt nẻ vậy, không ngừng sinh diệt lóng lánh. Đây là hắn khí thế, đã đạt đến nghiền bạo hư không, sinh diệt thế giới bước, liền con ngươi cũng phơi bày ra một cổ hoàng kim vậy màu sắc, như có nhật nguyệt xa vào. Đem hậu đế tam kiếm, huyết ngưng thiên, thấy Diệp thần xuất quan, đều là vô cùng chấn động ngạc, kinh ngạc được không nói ra lời. Hồi lâu, đế kiếm mới hoàn hồn lại, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi gặp qua cựu Nhật chi chủ võ tuyệt thần, còn luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng. Từ Diệp thần trên mình, đế kiếm bắt được cựu Nhật chi chủ hơi thở. Diệp thần gật đầu một cái, nói, nhờ có cựu Nhật chi chủ chỉ điểm, ta đã kém không nhiều coi là luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng. Ba kiếm cùng huyết ngưng thiên một hồi rung động, đế kiếm nói, ngươi. Ngươi lại luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đại thiên trọng lâu trưởng, đây chính là thực tế võ đạo tột cùng nhất thần thông, Diệp thần lại có thể nắm giữ, sức chiến đấu tuyệt đối là động trời lột xác. Nếu như là lúc này Diệp thần, lại đối mặt Thường Mạch Quân, cho dù đối phương tu vi không rơi xuống, hắn đều có lòng tin đánh chết. Diệp thần nhìn về phương xa chân trời, vậy vạn khư cự đỉnh, hơi thở lóng lánh không chừng. Đại thiên trọng lâu trưởng, phá cho ta. Diệp thần ánh mắt bỗng nhiên run lên, một trưởng bạo giết ra, không cách nào dùng lời nói diễn tả được hung mãnh trưởng thế, như bài sơn đảo hải gào thét, cách không hướng vậy vạn khư cự đỉnh lướt đi. Phịch, hạ một sát, vậy vạn khư cự đỉnh, gặp phải Diệp thần một trưởng bạo đánh, thân đỉnh kịch liệt lay động, xuất hiện từng đạo nứt nẻ vậy vết rách, in vào thân đỉnh lên ba đạo đồ đằng, lập tức chôn vùi đi xuống. Cái gì? Thấy một màn này, đem hậu đế tam kiếm cùng huyết ngưng thiên, đều là vô cùng khiếp sợ. Từ huyết u cốc đến vạn khư cự đỉnh, hai người cách nhau đâu chỉ vạn dặm, nhưng Diệp thần cách không một trường, lại có thể nghiền phá trùng trùng không gian, một trường đánh trúng cự đỉnh, thậm chí làm được ba đạo đồ đằng tắt. Vũ Hoàng cổ đế bố trí cửu đỉnh đại trận, trước mắt có ba đạo vạn khư ý chí, đã hạ xuống. Nhưng hiện tại, cái này ba đạo vạn khư ý chí, im hơi lặng tiếng, lại có thể bị Diệp thần một trường đánh được bạo diệt. Thậm chí liền một chút vùng vẫy năng lực phản kháng cũng không có. Đây chính là đại thiên trọng lâu trưởng uy thế sao? Huyết ngưng thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngực phập phồng, kinh hãi rung động tới cực điểm, chỉ cảm thấy bây giờ Diệp thần, có chút xa lạ, cường đại đến để cho nàng cảm thấy bất an bước. Nếu như không phải là cửu đỉnh đại trận, có Vũ Hoàng cổ đế khí vận gia trì, tòa kia cự đỉnh, có thể đều phải bị Diệp thần đánh bể, không chỉ là đồ đằng chôn vùi như thế đơn giản. Bất quá thời khắc này Diệp thần nhưng là cảm giác linh khí khô kiệt, thậm chí thân thể vậy truyền tới một chút cắn trả ý. Muốn thi triển một kích này, cũng không phải là như vậy dễ dàng.
đừng nhìn như vậy ta lại sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp thần nhìn Huyết Ngưng Thiên kinh hoàng thất thố hình dáng, nhỏ nhỏ cười một cái, đi qua sờ một cái gò má mặt nàng. Hắn võ đạo quá mức cường hãn, cho tới trong giơ tay nhấc chân, đều có một cổ động trời uy nghiêm, làm người ta không dám đến gần. Huyết Ngưng Thiên thấy Diệp thần nụ cười, mới lần nữa cảm thấy quen thuộc an ổn, thở phào nhẹ nhõm, nói, người cái này trưởng pháp, cũng có phần quá mức cường hãn, đơn giản là ngoại hạng. Cách nhau mấy vạn dặm, một trường đánh bể vạn khư ba đạo ý chí, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Diệp thần nhưng làm được. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, trong truyền thuyết xếp hạng thứ nhất cửu thiên thần thuật, dĩ nhiên lợi hại, chỉ là ta cảnh giới bây giờ vẫn là thấp chút, không thể phát huy này trưởng lực lượng chân chính, bất quá đã rất khá. Diệp thần mỉm cười nói, nghĩ thầm lĩnh ngộ Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, muốn giết Huyền Cơ Nguyệt, vậy thì thật là không phí nhiều sức. Dừng một chút. Diệp thần vừa quay đầu nhìn về đem hậu đế tam kiếm, nói, ba vị tiền bối, các ngươi tự do. Cái gì? Đem hậu đế tam kiếm ngạc nhiên, bọn họ trên mình lưng đeo sứ mạng rất trọng yếu, sau lưng quan hệ đến một tràng vạn cổ bố trí, mặc dù bố cục chi tiết cụ thể, bọn họ thật ra thì cũng không biết, nhưng lại biết tự thân không hề tự do, tương lai có nhiệm vụ trọng yếu muốn thi hành, thậm chí có thể hy sinh vậy không nhất định. Diệp thần nói, sứ mạng của các ngươi, ta đã biết hết. Nhưng các ngươi yên tâm, chàng này bố trí, ta có thể đoạn, không cần các ngươi hy sinh. Lập tức, Diệp thần đem cựu Nhật chi chủ bố trí, cụ thể nói một lần. Nói xong lời cuối cùng miễn cưỡng tạo hóa trận, Diệp thần giọng rửng rưng, lấy hắn trận pháp tu vi, tự nhiên không cần hy sinh ba kiếm. Ba kiếm có thể thối lui ra chàng này vòng xoáy, lấy được tự do. Đem hậu đế tam kiếm chố mắt nhìn nhau, thật ra thì trong lòng bọn họ đã mơ hồ đoán được bố cục lai lịch, nhưng bây giờ nghe Diệp thần cụ thể nói đến, như cũ cảm thấy rung động. Đế kiếm nói, không nghĩ tới nhân quả có thể nhanh như vậy chấm dứt, thật là tạo hóa vô thường à. Dừng một chút, đế kiếm lại nói, luân hồi chi chủ, chàng này vòng xoáy, chúng ta sẽ không dễ dàng thối lui ra, ngươi sau này có phải dùng tới chúng ta địa phương, xin cứ mở miệng, hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, chúng ta há có thể giữ được mình. Diệp thần cười nói, nếu như ba vị tiền bối, còn nguyện ý giúp ta giúp một tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đế kiếm trầm ngâm một lát, nói, ừ, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt quyết chiến sao? Lấy ngươi bây giờ thực lực, đánh bắn ra ngón tay, chỉ sợ là được nghiền diệt nàng ngàn vạn lần. Diệp thần chắp tay, cười nói, ta cùng Huyền Cơ Nguyệt ân oán, vậy đến nên thanh toán thời điểm, ba vị tiền bối, Ngưng Thiên, ta đi trước. Nếu như đơn thuần võ đạo đánh nhau, Diệp thần tự nhiên có tuyệt đối chắc chắn, có thể giết chết Huyền Cơ Nguyệt, nhưng hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt đánh cờ, sau lưng còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, ngược lại cũng không giải quyết dễ dàng như vậy. Diệp thần, người phải đi sao? Huyết Ngưng Thiên thấy Diệp thần phải rời khỏi, trong lòng có vẻ không thôi. Đem hậu đế tam kiếm thấy vậy, yên lặng xoay người rời đi, để lại cho hai người một mình cơ hội. Ta sau này sẽ trở lại. Diệp thần cười một tiếng, vuốt ve Huyết Ngưng Thiên tóc. Ta bỏ không được ngươi. Huyết Ngưng Thiên rất là chủ động, mềm hồ hồ thân thể, đưa vào Diệp thần trong ngực. Sau đó, hai người là một hồi nhiệt liệt ôm hôn, hận không được đem đối phương hòa tan nhập thân thể mình bên trong vậy. Đợi ta trở lại. Diệp thần nhìn Huyết Ngưng Thiên như tơ ánh mắt quyến rũ, tâm thần hơi rung động, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là chìm đắm ôn nhu xã thời điểm. Có rất nhiều sự việc chờ hắn giải quyết. Huyết Ngưng Thiên tuy không thôi, nhưng cũng biết Diệp thần gánh vác gánh nặng, cuối cùng hai người lại ôm hôn vuốt ve một hồi, liền lưu luyến không thôi phân biệt. Cùng Huyền Cơ Nguyệt ước chiến ngày, sắp đến, Diệp thần biến dạng hư không, chạy về Phong Gia Tổ Địa. Mà lúc này Phong Gia Tổ Địa, bên ngoài lại có tầng tầng chiến sĩ vần quanh, vậy cũng là cân nhắc quyết định thánh đường bên trong đệ tử. Cân nhắc quyết định đứng đầu tới. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, bắt được cân nhắc quyết định đứng đầu hơi thở, còn có Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên hơi thở, cũng ở đây Phong Gia Tổ Địa bên trong. Mà những cái kia cân nhắc quyết định thánh đường các chiến sĩ, thấy Diệp thần bóng người, chính là cao giọng la lên. Luân hồi chi chủ pháp giá trở về. Thanh âm này truyền ra ngoài, nhất thời Phong Gia Tổ Địa chấn động. Sau đó, từng đạo quen thuộc bóng người, gào thét ra, xuất hiện ở Diệp thần trước mặt. Những thứ này bóng người, chính là cân nhắc quyết định đứng đầu, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Thiên Hoàng Địa Lão,
Ngụy Dĩnh, Không Hàn Hy, Kiếm Vô Danh, Lâm Thiên Tiêu, Phong Gia tỉ muội các người, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Huyền Cơ Nguyệt, lúc đầu ngươi đã tới. Diệp Thần cười một cái, ánh mắt quét nhìn toàn trường. Huyền Cơ Nguyệt phi thân ra, lãnh đạm nói, luân hồi chi chủ, ngươi nếu muốn ước chiến, ta há có thể không tới. Diệp Thần nói, rút kiếm đi, ta ngươi ân oán, là thời điểm đến thanh toán thời điểm. Huyền Cơ Nguyệt nói, ta không phải ngươi địch thủ, hiện tại quyết chiến, đó là tự tìm cái chết. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Huyền Cơ Nguyệt nói, ngươi muốn quyết chiến, vậy cùng 3 năm sau nói sau, hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, chúng ta cần gì phải lục đục. Đế Thích Thiên vậy bay ra, nói, không sai, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi lấy đại cuộc làm trọng, lục đục vô ích, chỉ sẽ tiện nghi vạn khư thần điện. Cân nhắc quyết định đứng đầu đây là cũng lớn bước ra, nói, luân hồi chi chủ, cho ta một cái mặt mũi, ngươi và Huyền Cơ Nguyệt có cái gì ân oán, 3 năm sau nói sau, nếu như chàng này vạn khư nguy cơ, chúng ta độ không đi qua, vậy cuối cùng mọi người đều phải chết, cần gì phải tranh nhau. Hắn ngay lúc nói chuyện, cả người hơi thở thả ra ngoài, lại có thể đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên. Muốn đến đoạn thời gian này, cân nhắc quyết định đứng đầu nguyên khí rất nhiều khôi phục. Tu Vi lại có thể khôi phục được bách gia cảnh 6 tầng thiên cảnh giới, có thể nói xa xa dẫn đầu, uy áp toàn bộ địa tâm vực. Hắn nếu thả ra Tu Vi hơi thở, vậy thì đại biểu, hắn phải ra mặt điều đình, bảo vệ Huyền Cơ Nguyệt, không cho phép Diệp Thần tổn thương. Dẫu sao, đối kháng vạn khư, còn có nhu cầu dùng đến Huyền Cơ Nguyệt địa phương. Nếu như vận mệnh chết, vậy đối với kháng vạn khư, đem mất đi một cái thiên đại trợ lực, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Ngụy Dĩnh, Kiếm Vô Danh các người, đều là yên lặng, cái này phương diện tranh đấu, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, nói, muốn ta buông tha tranh đấu cũng có thể, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi cầm ở trên tay ngươi nhốt những người đó, toàn bộ thả ra ngoài, ta có thể tha ngươi không chết, còn như người nào, ngươi hẳn rõ ràng, năm đó ngươi nhưng mà đem những người này vây ở Huyền Thiên Kiếm mộ phần. Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói cái này không thể nào. Ta có ta bố trí, 3 năm sau nói sau. Diệp Thần cười lạnh nói, 3 năm sau đó, ngươi làm ta là người ngu. Ngươi liền một chút thành ý cũng có mặt kêu ta tha ngươi. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên rút ra tai nạn thiên kiếm, một kiếm như trời tai hạ xuống, hướng Huyền Cơ Nguyệt bổ đi. Hoàng Ma thiên kiếm thu xếp trước võ giao, Diệp Thần sẽ không lại tùy tiện vận dụng, cho nên là dùng tai nạn thiên kiếm, hơn nữa còn là thật đơn giản một kiếm. Ngược lại cũng vô ích cái gì kiếm pháp tinh diệu. Nhưng chính là như thế thật đơn giản một kiếm, Huyền Cơ Nguyệt nhìn ở trong mắt, cũng cảm thấy vô cùng ác liệt, vô cùng tàn bạo, lại không cách nào ngăn cản. Nàng lật đật lui về phía sau, né tránh Diệp Thần kiếm khí tập sát, thật sâu cảm thấy hai người thực lực chênh lệch. Thật may lúc này, cân nhắc quyết định đứng đầu đứng dậy, bàn tay như vách sắt vậy vừa đỡ, liền chặn lại Diệp Thần kiếm khí. Hắn Tu Vi trước mắt khôi phục lại bách gia cảnh 6 tầng thiên, chân thực cường hãn, liền mấy ngày trước, Thường Mạch Quân tấn công Phong Gia tổ địa thời điểm, đều ở đây trong tay hắn thua thiệt, hắn phải bảo vệ Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần tạm thời tới giữa, cũng khó mà tổn thương. Cân nhắc quyết định đứng đầu, người cố ý muốn quấy rối. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ác liệt chất vấn nói. Cân nhắc quyết định đứng đầu nói, không phải quấy rối, hôm nay vạn khư nguy cơ còn không vượt qua. Như không có Huyền Cơ Nguyệt khí vận, địa tâm vực tất nhiên nguy hiểm, ta không thể nhìn các ngươi nội đấu. Diệp Thần nói, chẳng muốn nội đấu cũng có thể, ngươi kêu nàng phóng thích những người đó đi ra, bọn họ bên trong có vài người và ta nhân quả dính, thậm chí có chút coi như là ta sư tôn. Cân nhắc quyết định đứng đầu hồ nghi, nhìn về Huyền Cơ Nguyệt, nói, ngươi nhốt luân hồi chi chủ sư tôn. Huyền Cơ Nguyệt có chút bất ngờ, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, nói chuyện này nói đến phức tạp. Tóm lại là ta cùng luân hồi chi chủ ân oán cá nhân, những thứ này ân oán, 3 năm sau sẽ giải quyết cũng không muộn, hôm nay cần gì phải nội đấu. Nàng cảm giác sâu sắc Diệp Thần mạnh mẽ, hiện tại khai chiến, tuyệt không lật bàn có thể, chỉ có trì hoãn 3 năm thời gian, để cho Diệp Thần cùng vạn khư tranh đấu, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nàng từ trong lấy được mưu lợi bất chính, thì có nghịch chuyển cơ hội. Diệp Thần tự nhiên nhìn ra liền Huyền Cơ Nguyệt âm mưu, cười lạnh nói, Huyền Cơ Nguyệt, người muốn trì hoãn thời gian, đó là tuyệt đối không thể nào, người ngày hôm nay phải chết. Dứt lời,
Diệp Thần một trưởng bạo giết ra. Một trưởng này, nhưng là mới vừa học được đại thiên trọng lâu trưởng. Mặc dù thi triển có giá cực lớn, nhưng đáng. Vì giết chết Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần trực tiếp thi triển mạnh nhất thần thông. Một hồi cương mãnh vô cùng trưởng phong, bỗng nhiên nổ tung lên, hư không bể tan tành, có thế giới vô biên mênh mông khí tượng hiện lên, một tòa nguy nga trọng lâu, vậy từ Diệp Thần sau lưng hiển hóa ra. Diệp Thần một trưởng này, mang đại thiên trọng lâu kinh thiên uy thế, hung hăng hướng Huyền Cơ Nguyệt đầu đánh tới, trưởng pháp dọc đường lướt qua, hư không sụp đổ, càn khôn bạo diệt, có hàng tỷ cái hắc động, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần đánh đi ra, nguy nga bá đạo tới cực điểm. Cái gì? Đại thiên trọng lâu trưởng. Huyền Cơ Nguyệt thấy một trưởng này, nhất thời kinh hãi được mặt không người sắc. Đế Thích Thiên cùng cân nhắc quyết định đứng đầu, cũng là cả kinh thất sắc. Bọn họ sớm liền thấy, trước đây vậy đại thiên trọng lâu trưởng khí tượng, trong lòng cũng suy đoán sau lưng người tu luyện. Dõi mắt toàn bộ địa tâm vực, có thể luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, chỉ có Diệp Thần một người. Mà hiện tại, chính mắt nhìn thấy Diệp Thần thi triển ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn rung động. Đây quả thực là không cách nào hình dung một trường, uy mãnh, cương liệt, bá đạo, không có chút nào xinh đẹp, một trường nghiền ép dưới, pháp bảo gì thần thông, cái gì thiên địa quy luật, đều phải băng diệt tán loạn, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, tựa hồ cũng không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở một trường này uy thế. Một trường này, chính là thực tế võ đạo nhất đỉnh cấp, là Hồng Quân lão tổ đắc ý nhất kiệt tác. Lúc đầu luyện thành đại thiên trọng lâu trường người, quả nhiên là ngươi. Cân nhắc quyết định đứng đầu thán phục, Diệp Thần mặt ngoài tu vi, tuy chỉ có còn thật cảnh tầng 8 trời, nhưng cái này đại thiên trọng lâu trưởng thi triển ra, lại liền hắn đều cảm thấy nghẹt thở, khí cơ làm ngưng động chất. Hung mãnh như vậy một trưởng, tuyệt không phải Huyền Cơ Nguyệt có thể ngăn cản. Phương Thuyền Thiên Châu, đi. Mắt xem Huyền Cơ Nguyệt sẽ bị một trưởng đánh chết, cân nhắc quyết định đứng đầu sử dụng Phương Thuyền Thiên Châu, linh khí một thúc dục, một chiếc ngày tận thế chiến thuyền nổi lên, chở Huyền Cơ Nguyệt nhanh chóng chạy trốn xa đi. Phương này thuyền Thiên Châu, có thể biến ảo mạt nhật phương chu, trong truyền thuyết thậm chí có thể vượt qua bể khổ, đến bờ bên kia. Huyền Cơ Nguyệt ngồi mạt nhật phương chu, khó khăn lắm tránh thoát Diệp Thần một trường. Phịch! Diệp Thần một trường in ở trong hư không, ngàn vạn nặng vũ trụ tinh không, đều bị đánh được bạo diệt, vô số viên tinh cầu, ở trong nháy mắt nghiền, chư thiên quy luật tan vỡ, chung quanh nhấc lên vô cùng gió bão. Những thứ này gió bão, mỗi một đạo cũng có thể so với 9 tầng trời hủy diệt đạo ấn, tràn đầy cứu cực phá hoại hơi thở. Phong ra tổ địa bốn phía sơn hà, mặt đất, rừng rậm, núi cao, ở trong nháy mắt bị san bằng, hóa thành phấn vụn. Ngụy Dĩnh, Kiếm Vô Danh, Phong ra tỉ muội các người, thấy Diệp Thần một trưởng này uy thế, đều là rung động tại chỗ, không nói ra lời. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ tuyệt không dám tin tưởng. Thế gian lại có đáng sợ như vậy trưởng pháp, đơn giản là một trưởng giết ra, quỷ thần không lưu, tựa hồ coi như là thiên quân hạ xuống, cũng không ngăn nổi một trưởng này nghiền ép. Diệp Thần sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng ẩn núp cực tốt, thần sắc lãnh đạm. Huyền Cơ Nguyệt, không cần vùng vẫy, ta muốn ngươi chết, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Diệp Thần lại vung ra một trưởng, trọng lâu khí tượng trào đáng, vô cùng thế giới vô biên quy luật năng lượng. Ra chỉ ở bàn tay hắn trên, một trưởng lại hướng trước Huyền Cơ Nguyệt bạo giết đi. Mà đang thi triển đại thiên trọng lâu trưởng thời điểm, Diệp Thần cảm thấy tự thân linh khí cùng khí vận, thậm chí sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cái này đại thiên trọng lâu trưởng, uy thế kinh thiên, nhưng đối với linh khí cùng khí vận tiêu hao, cũng là to lớn. Cái này trưởng pháp tiêu hao, không chỉ là tu vi linh khí, còn có trong chỗ u minh khí vận. Khí vận bị hàng loạt tiêu hao sau đó, người sẽ rơi vào tai ách tình cảnh, thậm chí gặp gỡ thiên phạt cướp giết, tẩu hỏa nhập ma vân. Vân, đáng sợ như vậy trưởng pháp, đối với thi triển yêu cầu, dĩ nhiên là cao, không thể khinh thường dùng. Nhưng, vì chu diệt Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, coi như tự thân khí vận bị nghiêm trọng tiêu hao, chỉ cần có thể giết chết Huyền Cơ Nguyệt, hết thảy đều đáng giá. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần một trưởng kia lại giết tới, con người nhất thời kịch liệt co rúm lại, chỉ cảm thấy ở đại thiên trọng lâu trưởng trước mặt, tự thân giống như con kiến hôi nhỏ bé, lại không có phản kháng chút nào chỗ trống. Luân hồi chi chủ, đủ rồi. Cân nhắc quyết định ý kiến trạng, phấn khởi ra tay, thân thể bão tố bắn ra, bách ra cảnh 6 tầng thiên hơi thở, phóng thích đến mức tận cùng,
cả người toát ra vô cùng nhức mắt thánh quang. Thiên đường thánh quyền, phá. Cân nhắc quyết định đứng đầu ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, một quyền mãnh kích ra, muốn ngăn cản Diệp Thần đại thiên trọng lâu trường. Trước mắt hắn tu vi, đã khôi phục lại bách gia cảnh 6 tầng thiên, nếu như là bình thường tỷ thí, Diệp Thần tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần thi triển ra đại thiên trọng lâu trường, nhưng là liền cân nhắc quyết định đứng đầu đều phải kiêng kỵ, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Bất quá một kích này thiên đường thánh quyền, cân nhắc quyết định đứng đầu ở cuối cùng thu mấy tầng lực lượng, không hề coi là mình đỉnh cấp nhất kích. Đại thiên trọng lâu trường, thiên đường thánh quyền, một trường này một quyền, mãnh liệt đụng vào nhau, bạo phát ra vô cùng thần thánh chói lọi, ánh sáng chói mắt hoa bắn tán loạn ra bốn phía. Ngụy Dĩnh, Kiếm Vô Danh, Phong Gia tỉ muội các người, cảm nhận được vậy động trời va chạm hơi thở, vội vàng lắc mình trốn vào tổ địa bên trong, mượn hoàng đế thần thụ che chở đón đỡ, miễn được bị thương. Đế Thích Thiên cũng là lui về phía sau, âm thầm thán phục Diệp Thần mạnh mẽ. Cho dù là hắn, cũng khó mà chống lại hôm nay cân nhắc quyết định đứng đầu, nhưng Diệp Thần nhưng làm được. Phốc xích, phốc xích. Diệp Thần cùng cân nhắc quyết định đứng đầu, đồng thời há mồm hộc máu, hai bên ở va chạm sau khi kết thúc, nội tạng đều bị liền to lớn chấn động, một hồi trọng thương. Cái này va chạm, nhìn như là lưỡng bại câu thương, nhưng trong thực tế là Diệp Thần thắng. Bởi vì, Diệp Thần tu vi, chỉ có chính là còn thật cảnh tầng 8 thiên mà thôi, đối mặt cân nhắc quyết định đứng đầu, lại có thể một trưởng đánh rất đúng phương trọng thương, đây là hạng huy hoàng chiến tích. Tốt cơ hội. Mạt Nhật Phương Chu bên trong, Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần trọng thương, mắt đẹp nhất thời sát khí hiện lên, cheng một tiếng, rút ra thần La Thiên Kiếm. Đây là ngàn năm một thuở tuyệt thời cơ tốt, Diệp Thần bị trọng thương, nàng nếu như nhân cơ hội tập sát, rất có thể trực tiếp giết chết Diệp Thần. Thiên Phù Đạo Pháp, kiếm khí uy sắc. Huyền Cơ Nguyệt lau một cái thân kiếm, sử dụng Thiên Phù Đạo Pháp, thoáng chốc tới giữa, tầng tầng phù lục, ở thần La Thiên trên thân kiếm nổi lên, cả cây kiếm uy nghiêm tăng vọt, đằng đằng sát khí. Suy, Huyền Cơ Nguyệt vô cùng hung hãn một kiếm, trực tiếp hướng Diệp Thần ấn đường đâm tới. Cái này một tí nổi lên biến cố, Ngụy Dĩnh cùng Phong Gia tỉ muội, Không Hàn Hy các người, đều là ai yêu một tiếng thét kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt lại đột nhiên đánh lén. Hèn hạ vô sỉ, Kiếm Vô Danh ánh mắt run lên, bỗng nhiên cách không một kiếm chém ra, đang đích một tiếng, chặn lại Huyền Cơ Nguyệt kiếm. Cuối cùng hắn kiếm đạo tuyệt diệu, Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên kiếm tuy sắc bén, nhưng bị hắn mượn lực đả lực, cuối cùng tại hóa giải được tất cả kiếm khí, cứu Diệp Thần. Diệp Thần đứng dậy, tuét miệng cười một tiếng, cặp mắt hiện đầy tia máu, nhìn Huyền Cơ Nguyệt nói, Huyền Cơ Nguyệt, người quả nhiên là lòng dạ bò cạp, người kêu ta như thế nào có thể tha ngươi. Thật ra thì lấy Diệp Thần lá bài tẩy, coi như không Kiếm Vô Danh trợ giúp, hắn cũng sẽ không bị Huyền Cơ Nguyệt giết chết. Chỉ là, Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt còn có dám đánh lén tâm tư. Ở Luân Hồi Linh Bia, Bát Quái Thiên Đan thuật bồi bổ hạ, Diệp Thần thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn nắm chặt tai nạn thiên kiếm, như nhìn một bộ xương khô vậy, nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc đại biến, lần này đánh lén lỡ tay, nàng liền biết việc lớn không ổn. Huyền Cơ Nguyệt, ta vẫn là nhìn lầm ngươi. Cân nhắc quyết định đứng đầu thấy Huyền Cơ Nguyệt, lại còn dám có đánh lén tâm tư, cũng là vô cùng thất vọng. Hắn hôm nay là tới điều đình, nào nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt thân là người trong cuộc, lại có thể không chê chuyện lớn, còn dám đánh lén Diệp Thần. Đã như vậy, vậy hắn vậy lười được nhúng tay nữa, để cho Huyền Cơ Nguyệt tự sanh tự diệt tính. Lập tức cân nhắc quyết định đứng đầu, trực tiếp thu hồi phương thuyền Thiên Châu, cũng không để ý tới nữa Huyền Cơ Nguyệt sống chết. Huyền Cơ Nguyệt mồ hôi lạnh nhễ nhại, sống lưng lông tơ từng cây một giơ lên, đã cảm thấy đại họa ập lên đầu, trong đầu nghĩ chẳng lẽ ta ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Không thể nào, ta khí số chính là thịnh vượng, làm sao sẽ lúc này chết. Nàng suy diễn dưới, cảm thấy tự thân khí vận thịnh vượng, không có một chút suy nhược dấu hiệu, cho nên mới dám đáp ứng ước chiến, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không tới, bởi vì Diệp Thần cường hãn, đánh liền là chịu chết. Nhưng hiện tại, cục diện đã rơi vào tử địa, nàng nhưng không thấy được cái gì lật bàn có thể. Huyền Cơ Nguyệt, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Ta sẽ đem đầu ngươi cắt đi, dùng đầu ngươi cốt làm ly rượu. Diệp Thần nắm tai nạn thiên kiếm, cắn răng nghiến lợi, hồi tưởng lại cái này nhiều năm qua,
cùng Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu chém giết, rất nhiều luân hồi đại năng sư tôn ủy khuất, hắn nội tâm tràn đầy hận ý. Cảm thụ Diệp Thần ánh mắt sắc bén, Huyền Cơ Nguyệt cả người một hồi lạnh lẽo, ngắm nhìn bốn phía, cân nhắc quyết định đứng đầu cùng Đế Thích Thiên đều cúi đầu, Ngụy Dĩnh, Phong gia tỷ muội, Không Hàn Hy các người, cũng là yên lặng nhìn chăm chú nàng, xem quan sát một cái tử thi. Nàng nội tâm lạnh như băng tới cực điểm, chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, nhưng lại không có một chút thoát thân đường sống. Nữ hoàng bệ hạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên hoàng địa lão các người, còn có một chút huyền gia các cường giả, thấy Huyền Cơ Nguyệt sắp chết, đều là vô cùng nóng nảy. Nhưng ở Diệp Thần uy thế bao phủ hạ, bọn họ liền một chút ý niệm phản kháng cũng không dám có, đi lên liền là chịu chết. Thôi, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Huyền Cơ Nguyệt thở dài một tiếng, tự biết hẳn phải chết, trong lòng vạn niệm câu hôi, thần la thiên kiếm để ngang trên cổ, liền muốn tự vận, cất giữ một điểm cuối cùng mặt mũi. Vận mệnh đứng đầu, người khí số chưa hết, cần gì phải như vậy? Vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, xuất hiện từng luồng biển sương mù huyễn khí, diễn hóa thành ảo ảnh, lại có thể xuất hiện thiên hải dị tượng, phảng phất có một vùng đại dương, đột nhiên ở trên trời ra đời. Đây là... Diệp Thần nhìn vậy vùng đại dương, nhất thời con người co rúc lại. Vậy đại dương, hắn ở Bắc Mãng tổ địa gặp qua, là trong truyền thuyết huyền hải. Huyền hải khí tượng, lại có thể hạ xuống ở địa tâm vực. Ngay tức thì, Diệp Thần nhớ lại cựu Nhật chi chủ mà nói, huyền hải kiêm gia kiếm phái, phải phái người tới đón đi Huyền Cơ Nguyệt. Trừ Diệp Thần và kiếm vô danh bên ngoài, tất cả mọi người không gặp qua huyền hải, thấy đột nhiên xuất hiện thiên hải dị tượng, tất cả người đều là kinh ngạc. Nhưng hôm nay biển chấn động, vậy phiến ảo ảnh bên trong, có mười mấy đạo thân ảnh yểu điệu hạ xuống, đều là cô gái. Kiêm gia kiếm phái bên trong, chỉ có nữ đệ tử, không thu nam đồ. Vậy mười mấy uyển chuyển cô gái, liền như tiên vai nữ một vậy, cao cao tại thượng, mang theo một loại làm người ta không dám ngưỡng mộ khí chất. Huyền Cơ Nguyệt thấy những cô gái này hạ xuống, cũng là ngạc nhiên cùng mê mang, suy đoán không ra đối phương thân phận. Cầm đầu một người cô gái, người mặc cung trang, nhìn Huyền Cơ Nguyệt nói, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi là vận mệnh đứng đầu. Là Hồng Quân lão tổ tiên đoán bên trong, tương lai phải thừa kế kiêm gia tiên tử đạo chính thống nhân vật, chúng ta từ thời đại Hồng Hoang bắt đầu, liền chờ ngươi xuất thế cùng đến, hôm nay là thời điểm, đón ngươi đi kiêm gia kiếm phái, ngươi nhưng có ý theo chúng ta rời đi. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng động một cái, nàng hôm nay đang rơi vào tử cục, bỏ mạng ở tức, mà đây chút đột nhiên phủ xuống cô gái thần bí, lại nói có thể mang đi nàng, thậm chí để cho nàng thừa kế đạo thống gì. Kiêm gia tiên tử danh hiệu, Huyền Cơ Nguyệt chưa từng nghe qua, nhưng Hồng Quân lão tổ bốn chữ, nhưng là như sấm bên tai. Hồng Quân lão tổ lưu lại tiên đoán, còn nhắc tới nàng tên chữ, đây là chuyện lớn bằng trời. Được, ta cùng các người đi. Huyền Cơ Nguyệt tự biết nguy hiểm, chỉ muốn lập tức rời đi. Thần bí kia cung trang cô gái, gật đầu một cái, vẫy tay thả ra một đạo minh mông ánh sáng vàng, tiếp đón Huyền Cơ Nguyệt thăng thiên lên, muốn mang đi nàng. Muốn mang đi Huyền Cơ Nguyệt, người có hỏi qua ta không? Diệp Thần nhất thời tức giận, một trường hung hăng hướng bầu trời vỗ tới, trường phong gào thét, phải đem Huyền Cơ Nguyệt, còn có vậy mười mấy kiêm gia kiếm phái đệ tử, toàn bộ giết chết. Một trường này, vẫn là Đại Thiên Trọng Lâu trường, uy thế vô cùng minh mông. Ai yêu, Đại Thiên Trọng Lâu trường, luân hồi chi chủ, người thật đúng là lợi hại. Nếu như người tu vi không phải còn thật cảnh, có thể ta thật vẫn sẽ cứ vậy rời đi. Vậy cung trang cô gái lấy làm kinh hãi, nên cũng không dám đón đỡ, trong tay một nặn quyết, sử dụng một chiêu thuật pháp, quát khẽ. Địa mẫu nguyên thần quang. Ngay lập tức tới giữa, thiên địa biến sắc. Nhưng gặp một đoàn màu vàng sẫm, mê mê mông mông, giống như mặt đất bụi bậm vậy ánh sáng, từ tay nàng bên trong tràn ngập ra. Diệp Thần Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, tất cả trưởng thế cùng uy lực, đều bị vậy đoàn quang mang hấp thu. Vậy cung trang cô gái sắc mặt một trắng, thiếu chút nữa hộc máu, hiển nhiên Diệp Thần trưởng thế uy lực quá lớn, nàng thiếu chút nữa không tiếp nổi. Nàng thi triển địa mẫu nguyên thần quang, chính là giả cửu thiên thần thuật một trong, là từ chân chính cửu thiên thần thuật, vạn vật mẫu kiếm quyết bên trong diễn hóa ra tới. Đất này mẫu nguyên thần quang, có cực mạnh hấp thu hiệu quả, có thể hấp thu công kích của địch nhân, như mặt đất dày đức, chịu đựng vạn vật, bao dung hết thảy.
Diệp Thần liên tục thi triển đại thiên trọng lâu trưởng, mới vừa một trưởng kia, thật ra thì đã là nỏ hết đà, cho nên bị địa mẫu nguyên thần quang ngăn trở, nếu như là mạnh nhất trưởng thế trạng thái, vậy chính là địa mẫu nguyên thần quang, không thể nào ngăn cản Diệp Thần trưởng pháp uy nghiêm. Đây cũng là huyền cơ nguyệt vận khí. Trong sâu thẳm, tựa hồ định trước nàng ngày hôm nay có thể tránh được một kiếp. Diệp Thần một trưởng bị ngăn trở, nhất thời thở hồng hộc, vô luận là tu vi linh khí, vẫn là tự thân khí vận, cũng đang cấp tốc tiêu hao. Huyền cơ nguyệt bị tiếp đón đến trên trời, mặc dù đã an toàn, nhưng thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy hình dáng, nội tâm như cũ sợ hãi không thôi. Vận mệnh đứng đầu, chúng ta đi thôi. Vậy cung trang cô gái, cũng không dám lưu lại, vội vàng mang huyền cơ nguyệt rời đi. Diệp Thần luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng sau đó, uy thế quá mức đáng sợ, nếu như lại lưu lại nữa, rất có thể sẽ có bất trắc. Chỉ như vậy, huyền cơ nguyệt bị Kiêm Gia kiếm phái người, dẫn tới huyền hải. Diệp Thần nhìn huyền cơ nguyệt rời đi, chỉ hận được cắn răng nghiến lợi, quả đấm nắm chặt, quanh thân bùng nổ cực kỳ kinh khủng sát ý. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu U Tà Quân thở dài nói, huyền cơ nguyệt nữ nhân này, quả nhiên là khí vận lâu dài, cái này cũng không chết, xem ra muốn cứu vãn ra ta chân thân, còn cần chút thời gian. Diệp Thần cắn răng, nói tiền bối mời yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Tuy nói huyền cơ nguyệt đi huyền hải, nhưng Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cuối cùng có một ngày, Diệp Thần vậy sẽ đuổi giết đi huyền hải, tuyệt không thể để cho huyền cơ nguyệt tiêu giao thế ngoại. Vạn vật mẫu kiếm quyết, kinh cức phương quan, cái này hai môn cửu thiên thần thuật, đều ở đây huyền hải bên trong, nếu như không người cùng huyền cơ nguyệt tranh đấu nói, nàng rất có thể thừa kế cái này hai môn cửu thiên thần thuật. Hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, Diệp Thần chỉ hy vọng, Tiểu Hoàng có thể ở Bắc Mãng tổ địa bên trong, mau sớm tìm được tiến vào huyền hải bản đồ, hắn chẳng muốn trì hoãn quá lâu, nếu không cùng huyền cơ nguyệt quật khởi, vậy hết thảy đều chậm. Huyền cơ nguyệt bị tiếp đón đi, kết cục này, nhưng ra tất cả mọi người ý liệu. Cân nhắc quyết định đứng đầu cùng Đế Thích Thiên nhìn nhau. Hai người rõ ràng vậy không dự liệu được cục diện này. Huyền cơ nguyệt bị mang đi, tương lai đối kháng vạn khư, mất đi một lớn trợ lực, coi như khó khăn. Cân nhắc quyết định đứng đầu thật sâu lo âu, đối kháng vạn khư, mất đi vận mạng một vòng, tương lai thế cục, đem sẽ thành được càng gian nan hơn. Đế Thích Thiên nói, không sao, luân hồi chi chủ luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, hắn đột phá khổng lồ như vậy, muốn đến có đối kháng vạn khư biện pháp. Diệp Thần hừ một tiếng, nắm quyền một cái, quét nhìn cân nhắc quyết định đứng đầu cùng Đế Thích Thiên hai người, nói các ngươi cho ta cút đi, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Cân nhắc quyết định đứng đầu cùng Đế Thích Thiên im lặng, cuối cùng chỉ có thể không tiếng động, mang người thủ hạ rời đi. Thiên Hoàng Địa Lão, còn có huyền gia các cường giả, lòng người bàng hoàng, cuối cùng vậy rời đi. Tất cả tranh đấu, đến chỗ này hạ màn. Diệp Thần một hồi mất sức. Khạc ra một hơi tử máu tươi, thân thể lảo đảo lắc lư, hơi thở phù phiếm. Ngụy Dĩnh, Phong gia tỷ muội, Không Hàn Hy các người, vội vàng tới đây đỡ Diệp Thần. Ngụy Dĩnh ân cần nói, không có sao chứ. Diệp Thần nói, không có sao, ta dây dưa lực quá lớn, nghỉ ngơi mấy ngày cho giỏi. Dừng một chút, Diệp Thần quan sát Ngụy Dĩnh một mắt, nói, người đột phá thành công. Ngụy Dĩnh hôm nay hơi thở, đạt tới bách gia cảnh nhất tầng thiên. Rõ ràng cho thấy thành công chém ra đột phá. Ngụy Dĩnh gò má ửng đỏ, nói, may mà ngươi luân hồi huyết mạch bồi bổ, ta đã thành công đột phá, chém ra 81. Chém ra 81, vậy cũng không tệ. Diệp Thần gật đầu một cái, xem ra huyết mạch hắn vô cùng cường đại, Ngụy Dĩnh đạt được hắn bồi bổ, chém ra số lượng, lại đạt tới 81 nói, đây đã là huyền cơ nguyệt, Đế Thích Thiên như vậy tầng thứ, tuy không phải trời quân tư, nhưng cũng vô cùng cường hãn. Ngụy Dĩnh nói, huyền cơ nguyệt chạy mất, sau này làm thế nào? Diệp Thần nói, chuyện sau này hãy nói, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem nàng giết chết. Ngụy Dĩnh im lặng không tiếng động, kéo Diệp Thần tay, vô luận tương lai cục diện như thế nào, nàng cũng sẽ cùng bạn ở Diệp Thần chừng. Diệp Thần cùng người khác nữ trở lại Phong gia tổ địa bên trong, nghỉ ngơi, cũng phái kiếm vô danh đi vực ngoại, tìm kiếm Thường Mạch Quân rơi xuống. Thường Mạch Quân tu vi mặc dù đã rơi xuống, nhưng tất lại còn có trước bách gia cảnh 4 tầng thiên tu vi, quả thực không thể khinh thường,
nếu như bị hắn ở vực ngoại làm loạn, đó đúng là vực ngoại ác mộng. 3 ngày sau, Kiếm Vô Danh trở về. Ở sau lưng hắn, còn có một cái cô gái, lại là Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, ngươi làm sao tới? Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết, rất là giật mình, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt có chút yếu ớt, gương mặt hơi có vẻ trắng bệch, da có bị bụi gai đâm bị thương dấu vết, nói, Diệp Thần, xảy ra chuyện. Kiếm Vô Danh nói, Diệp Đại Nhân, tìm được Thường Mạch Quân tung tích, hắn ở Huyết Tử Ngục. Huyết Tử Ngục, đó chính là Huyết Thần Đạo Tràng. Diệp Thần nghe được cái này tin tức, nhất thời kinh hãi, nói Thường Mạch Quân ở Huyết Tử Ngục. Hạ Nhược Tuyết nói, đúng vậy, Diệp Thần, Thường Mạch Quân tên kia, hắn bắt được Huyết Thần, muốn bắt Huyết Thần làm đồ đựng đoạt xác. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt chợt biến, Thường Mạch Quân muốn tìm một cái mới đồ đựng, chuyện này hắn đã sớm biết, nhưng không nghĩ tới lại có thể sẽ ứng nghiệm ở Huyết Thần trên mình. Suy nghĩ kỹ một chút, Huyết Thần huyết mạch, bất tử bất diệt, đổ là cả vực ngoại thích hợp nhất Thường Mạch Quân tồn tại. Nếu như Huyết Thần bị Thường Mạch Quân đoạt xác, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Thường Mạch Quân thực lực, hắn tuyệt đối có thể phát huy ra bất tử bất diệt huyết mạch mạnh nhất uy lực, đến lúc đó, liền Diệp Thần đều không chắc chắn chế trụ hắn. Hiện tại Huyết Tử Ngục bên kia, tình huống như thế nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Hạ Nhược Tuyết nói, chết hơn nửa, Huyết Thần bị bắt nhốt, ta may mắn chạy trốn ra ngoài. Vất vả ngươi! Diệp Thần nắm Hạ Nhược Tuyết tay, nhìn nàng trên da bụi gai thương thế, một hồi đau lòng. Muốn đến Hạ Nhược Tuyết chạy trốn thời điểm, vậy khá là hung hiểm, nếu như hơi lơ là mà nói, rất có thể liền bị Thường Mạch Quân giết chết. Không, không chỉ là giết chết như thế đơn giản, lấy Thường Mạch Quân nóng nảy, nói không chừng còn sẽ làm ra cái gì ác liệt hơn sự việc tới. Diệp Thần sống lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm giác sâu sắc tình hình nghiêm trọng, phải mau sớm chu diệt Thường Mạch Quân, nếu không vô cùng hậu hoạn. Diệp Thần, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn Huyết Thần cùng Huyết Tử Ngục nguy nan. Hạ Nhược Tuyết hơi có chút nóng nảy, nghĩ đến Thường Mạch Quân tàn bạo, nàng vậy một hồi sợ hãi. Bất quá, nàng đối với Diệp Thần thực lực, có tuyệt đối lòng tin, chỉ cần Diệp Thần xuất thủ, vậy tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn lúc này đã luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, lại đối mặt Thường Mạch Quân, dĩ nhiên là không có gian nan như vậy. Nhược Tuyết, ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi, viên này Vọng Thư Thiên Châu đưa cho ngươi, ngươi thật tốt luyện hóa, ta đi ra ngoài giải quyết hết vậy Thường Mạch Quân. Diệp Thần móc ra một hạt châu, giao cho Hạ Nhược Tuyết. Hạt châu này, tràn ngập từng tia ánh trăng khí tượng, chính là trong truyền thuyết Vọng Thư Thiên Châu. Đây là... Hạ Nhược Tuyết thấy Vọng Thư Thiên Châu, nội tâm khẽ động, chỉ cảm thấy hạt châu này, lại có thể cùng mình trăng sáng thiên thư, có cực lớn đồng tình. Diệp Thần nói, đây là thập đại thiên châu bên trong Vọng Thư Thiên Châu, trăng sáng hơi thở ngọn nguồn, ngươi giọt máu luyện hóa, cùng ngươi trăng sáng thiên thư dung hợp, tu vi tất có thể lớn tiến bộ lớn, nói không chừng có thể chặt đứt gông xiềng, hoàn toàn đột phá. Hạ Nhược Tuyết nhận lấy Vọng Thư Thiên Châu, tâm tình một hồi kích động, nói, được, Diệp Thần, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nàng vậy muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ, như vậy có thể giúp được Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, vậy ta đi trước, phải mau sớm giải quyết hết vậy Thường Mạch Quân, cứu ra Huyết Thần tiền bối. Liền muốn xoay người rời đi. Kiếm Vô Danh nói, Diệp Đại Nhân, cần ta đi theo đi không? Diệp Thần nói, không cần, ngươi lưu lại trấn thủ nơi đây là được. Kiếm Vô Danh nói, liền lưu lại, trấn thủ phong ra tổ địa. Mà Diệp Thần biến dạng hư không, nhanh chóng hướng vực ngoại Huyết Tử Ngục chạy tới. Mà lúc này, Huyết Tử Ngục bên trong, lại bị tầng tầng bụi gai bao phủ. Vô số bụi gai, ùn ùn kéo đến, hoàn toàn xung chất đầy Huyết Tử Ngục, vậy từng cái bụi gai bên trên, mang nhọn đổ gai, thậm chí còn dính máu tươi. Có rất nhiều thi thể, ngã xuống Huyết Tử Ngục hai bên đường. Thường Mạch Quân ở chỗ này hỏa loạn, sát phạt khốc mãnh liệt, Huyết Tử Ngục bên trong đệ tử, chết hơn nửa, đặc biệt thảm thiết. Còn dư lại các đệ tử. Chỉ có thể trốn địa mạch chỗ sâu, trốn tránh Thường Mạch Quân sát phạt. Lớn như vậy Huyết Tử Ngục, nhất thời đổi được lạnh tanh, chỉ có bụi gai cùng mùi máu tươi. Ở một phiến rừng cây gai bên trong, Huyết Thần bị từng cái dây leo buộc chặt, vô số nhọn đổ gai, đâm xuyên hắn ra thịt, mà hắn là bất tử bất diệt thân thể,
sau khi bị thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Chỉ là, không ngừng bị thương cùng phục hồi như cũ, Khô Vinh sống chết tới giữa, vậy cổ đau nhức cùng hành hạ, nhưng là đặc biệt đau khổ, xâm nhập phạt người tâm thần. Huyết thần ngũ quan hơi vặn vẹo, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Hay à, huyết mạch ngươi, quả nhiên có chút bí ẩn, đặc biệt thích hợp làm mặt của ta khí. Ở huyết thần trước mặt, là một cái tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, giống như phong ma nam tử, chính là Thường Mạch Quân. Hắn vương miện bị chém xuống, lại bị cắn trả, trước mắt tu vi rơi vào bách gia cảnh 4 tầng thiên, nhưng đối với huyết thần mà nói, vẫn là một cái khó mà chiến thắng cường địch. Ngươi không cần đắc ý, luân hồi chi chủ sớm muộn sẽ đến cứu ta. Huyết thần giọng lạnh lùng, trong lòng suy nghĩ thoát thân phương pháp. Thường Mạch Quân cười hắc hắc, nói ta đã phong tỏa chung quanh không gian, hắn liền tính ra, cũng không khả năng đột phá đi vào, ngươi không cần ngoan cố kháng cự, ngoan ngoãn buông ra thần hồn quy luật, làm mặt của ta khí, ngươi cùng ta dung hợp, đó là phúc khí của ngươi. Huyết thần hừ một tiếng, gắt gao coi giữ thần hồn, không để cho Thường Mạch Quân đoạt xác, hắn biết mình hơi có buông lỏng, lập tức cũng sẽ bị đoạt xác, kết quả so chết còn thảm. Thường Mạch Quân thả ra thần hồn, nhiều lần đánh vào, nhưng như cũng không cách nào công phá huyết thần phòng tuyến, không khỏi có chút tức giận cùng nóng nảy. Đoạt xác có thể thành công hay không, chủ yếu là xem tinh thần ý chí, đạo tâm mạnh yếu, huyết thần tu vi tuy không bằng Thường Mạch Quân, nhưng ý chí chút nào không kém, Thường Mạch Quân cũng là không có biện pháp chút nào. Đáng chết, ngươi khổ khổ vùng vẫy, thì có ích lợi gì? Ta xem ngươi xương cứng bao nhiêu? Thường Mạch Quân tức giận dưới, thúc giục bụi gai, vô số bụi gai nhọn gai, hung hăng đâm vào huyết thần trong da thịt. Dây rức đau nhức truyền tới, huyết thần chán toát mồ hôi lạnh, nhưng như cũ cắn răng cố nén, trong đầu nghĩ, Diệp Thần, ngươi thằng nhóc này, rốt cuộc lúc nào tới, thật chẳng lẽ muốn xem ta chết? Hắn đã biết, Hạ Nhược Tuyết hướng đi Diệp Thần cầu cứu. Chỉ cần Diệp Thần tới, sự việc thì có nghịch chuyển cơ hội. Lại nói Diệp Thần biến dạng hư không, đi tới huyết tử ngục ra, thấy huyết tử ngục bị từng tầng một dây bụi gai củ cải bao phủ, bên trong truyền ra từng cơn mùi máu tanh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vậy tầng tầng bụi gai, chồng lên bệnh, chặt chẽ vững chắc tổ chức chung một chỗ, giống như đan thành liền một cái kén cầu vậy, đem toàn bộ huyết tử ngục đạo tràng bao phủ ở, liền không gian quy luật cũng bị phong tỏa. Linh Nhi, ngươi ở đâu? Diệp Thần trong lòng động một cái, kêu gọi hư bia bia Linh. Linh Nhi nghe được Diệp Thần kêu gọi, tỉnh hồn lại, nói, Diệp Thần, có chuyện gì không? Chúc mừng ngươi luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, nếu như có thời gian, ta đề nghị ngươi tiếp nhận hư bia khảo nghiệm, lấy ngươi thực lực trước mắt, có lẽ có thể một lần hành động thông qua khảo nghiệm vậy nói không chừng. Diệp Thần nói, chậm một chút nói sau, ta bây giờ không có thời gian, nơi này không gian bị phong tỏa. Người có thể giúp ta đi vào sao? Linh Nhi nói, dĩ nhiên có thể, hư bia chính là nắm trong tay không gian phép tắc tồn tại, điểm này phong tỏa không làm khó được ta. Nói xong, Linh Nhi thúc giục hư bia, từng cổ một không gian sát phạt lực lượng tràn ngập ra. Diệp Thần trước mắt trùng trùng hư không, nhất thời vỡ vụn, vậy từng cái dây bụi gai củ cải, cũng bị biến dạng. Toàn bộ bụi gai kén cầu, xuất hiện một cái lỗ to lớn. Đa tạ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức phi thân dọc theo vậy chỗ rách, tiến vào huyết tử ngục bên trong. Ừ, huyết tử ngục bên trong, Thường Mạch Quân đang hành hạ trước huyết thần, đột nhiên cảm thấy có ngoại lai hơi thở xông vào, không khỏi được mặt liền biến sắc. Vậy tiểu tử, rốt cuộc đã tới sao? Huyết thần đã bị hành hạ được máu tươi đầm đìa, nguy cơ giây phút, bắt được Diệp Thần hơi thở, nhất thời tinh thần chấn động, ánh mắt nhìn về phương xa. Nhưng gặp Diệp Thần thân thể, do như sấm vậy bão tố bắn tới, tràn đầy cuồng bạo khí thế. Cái này cổ cuồng bạo khí thế, cùng mấy ngày trước, vậy Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng ra đời khí tượng, rất có đồng tình chỗ. À, Luân Hồi Chi Chủ, là ngươi, lúc đầu luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng người, chính là ngươi. Thường Mạch Quân cả kinh thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Mấy ngày trước, Diệp Thần luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, lúc ấy có động trời khí tượng. Truyền khắp chư thiên vạn giới, Thường Mạch Quân cũng là thấy rõ. Hiện tại, cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, Thường Mạch Quân rõ ràng phát hiện, cái này Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng người tu luyện, chính là Diệp Thần. Hắn tu vi đã rơi xuống, nếu như Diệp Thần thi triển Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, hắn yên có lệnh ở. Kinh Cức Huyết Kiếm, giết.
Thường Mạch Quân cảm giác sâu sắc nguy hiểm, lập tức tiên hạ thủ vi cường, bụi gai hóa thành phi kiếm, cách không chém chết ra, hướng Diệp Thần đầu chém tới. Diệp Thần gương mặt không thay đổi, nhưng vậy không có dùng Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng ý tưởng. Bởi vì vậy Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, đối với hơi thở tiêu hao quá lớn, không chỉ là linh khí, còn có bên trong ở khí vận, cũng sẽ bị nghiêm trọng tiêu hao, cho nên không thể khinh thường dùng. Nếu như là đối phó Huyền Cơ Nguyệt, cái loại này trọng yếu kẻ địch, vậy Diệp Thần dĩ nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, nhưng đối phó với Thường Mạch Quân mà nói, không cần phải liều mạng như vậy mệnh. Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp mở Hồng Mông Đại Tinh Không. Khoáng Đạt Tinh Không, ngay tức thì ở Huyết Tử Ngục bên trong tạo ra, đem vậy ùn ùn kéo đến bụi gai, toàn bộ biến dạng tán loạn. Ở bên ngoài, Diệp Thần khó mà biến dạng cây có gai cấm chế, nhưng từ bên trong kích phá, nhưng là vô cùng đơn giản. Luyện hóa Ma Tổ Vô Thiên Kinh Thư sau đó, Diệp Thần Hồng Mông lớn tinh không tu vi, lại là hùng hậu cường hãn, hiện ở thi triển ra, uy năng vô địch, trực tiếp đem Thường Mạch Quân đẩy lui. Đáng chết! Thường Mạch Quân hơi thở ngưng động chất, chỉ cảm thấy tinh không mênh mông, mà tự thân là nhỏ bé như vậy. Hắn tu vi rơi xuống, trước mắt chỉ có 4 tầng thiên, kiêu căng suy yếu được quá lợi hại, Diệp Thần chỉ là đơn giản một chiêu Hồng Mông Đại Tinh Không, hắn đều có điểm không chịu nổi. Diệp Thần nội tâm bên trong, cũng là ám hô vui mừng. Nếu như Thường Mạch Quân tu vi, vẫn là bách gia cảnh 6 tầng thiên, vậy hắn đối phó, khẳng định vô cùng khó giải quyết, nơi nào sẽ có hiện ở đây sao ung dung. Thường Mạch Quân, ta niệm tình ngươi cũng là lầm vào đường rẽ, ngày hôm nay liền cho một mình ngươi thống khoái. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, Hồng Mông lớn trong tinh không, một cái tinh cầu dần dần hiển hóa đi ra. Tinh cầu kia, chính là Vạn Thú Thiên Tinh. Trước đây ở Hắc Ám Biển Cấm, cổ U Hải Thành bên trong, Diệp Thần giải cứu tiểu hoàng đồng loại thời điểm, thuận tiện thu phục rất nhiều thần thú. Những thần thú này, toàn bộ thu xếp ở Vạn Thú Thiên Tinh bên trong. Kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, những thần thú này nguyên khí đã thật to khôi phục. Cái này một tí, Diệp Thần sử dụng Vạn Thú Thiên Tinh, nhưng gặp tất cả thần thú, toàn nghê, quỷ nghiêu, đào một vân. Vân, từ trên tinh cầu chạy đạp ra, gầm thét chấn thiên, hội tụ thành thú triều nước lũ, hướng Thường Mạch Quân đạp chết đi. Diệp Thần vậy không việc gì hành hạ dự định, chỉ muốn cho Thường Mạch Quân một thống khoái, sớm giải quyết tất cả nhân quả. Thường Mạch Quân đã từng, thật ra thì cũng là một người hiền lành, thậm chí là võ giao trung thành tín đồ, chỉ tiếc tu luyện là huyết minh công cấm pháp, hiện tại đã đổi được điên điên khùng khùng. Hắn tạo ra sát nghiệt quá nhiều, Diệp Thần tự nhiên không thể nào tha hắn, cho hắn một thống khoái, là Diệp Thần sau cùng nhân từ. Thường Mạch Quân trước mắt vậy trải thiên thú triều tập sát tới, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Hắn tu vi rơi xuống, mà Diệp Thần luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, uy thế bạo tăng, này tiêu người dài dưới, hắn cùng Diệp Thần chênh lệch, hoàn toàn bị nghịch chuyển. Trước kia là hắn uy áp Diệp Thần, nhưng hiện tại, đến phiên Diệp Thần nghiền ép hắn. Không, ta đường đường một đời thiên võ tiên tôn, làm sao sẽ chết nơi này? Ta còn muốn chấp trưởng kinh cức phương quan, lễ đăng cơ là vương, cũng không ai có thể ngăn trở ta. Thường Mạch Quân khàn cả giọng, lớn tiếng gầm hét lên, nhưng là không cam lòng chết cùng thất bại. Hắn ánh mắt lóe lên, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thân thể chớp mắt, bay đến huyết thần bên người, sau đó lại nắm huyết thần, đi phương xa chạy trốn đi. Hắn rất rõ ràng, trước mắt tình thế vô cùng bất lợi, nếu như chiến đấu tiếp, hắn tuyệt không phải Diệp Thần địch thủ. Chỉ có bắt đi huyết thần, tương lai đoạt xác, nặng hơn đúc kinh cức phương quan, hắn mới có nghịch gió lật bàn cơ hội. Muốn chạy. Diệp Thần thấy Thường Mạch Quân muốn chạy trốn, nhất thời giận dữ, sử dụng Thiên Yêu Thần Tác, quát lên. Thiên Yêu Thần Tác, cho ta trói buộc. Thiên Yêu Thần Tác ngang trời bay vút, tinh mang lóe lên, lập tức bay tập kích đi qua, đem Thường Mạch Quân vững vàng buộc chặt lại. À, Luân Hồi Chi Chủ, người muốn giết ta. Ta sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Thường Mạch Quân bị Thiên Yêu Thần Tác trói, nhưng thì không cách nào thoát thân, tự biết hẳn phải chết, gương mặt nhất thời đổi được vô cùng dữ tợn, nắm huyết thần thân thể, nói. Ngươi cho ta chôn theo đi. Lời nói xong, hắn cả người linh khí điên cuồng phun trào, còn muốn đột phá Thiên Yêu Thần Tác hạn chế, trực tiếp tự bạo. Hắn nếu như tự bạo, máu kia thần vậy muốn đi theo chết. Không tốt. Diệp Thần cả kinh thất sắc.
mắt xem thường Mạch Quân thì phải tự bảo, kéo huyết thần cùng chết, nhưng vừa lúc đó, bầu trời có bên trong có một viên quỷ dị ma nhãn hiện lên. Vậy ma nhãn, hiện đầy tia máu, con ngươi trên tràn ngập từng tia đặc thù hơi thở, những thứ này hơi thở, không thuộc về thế giới hiện thật, lại có thể mang theo không không thời không ý vị. Chính là tử triệu ma nhãn. Chết triệu ánh sao, phá cho ta giết. Một đạo lạnh lùng nghiêm khắc uống tiếng vang lên, nhưng gặp tử triệu ma nhãn bắn ra một đạo cho đen ánh sáng, như đao kiếm vậy xuyên qua hư không, đuổi ở Thường Mạch Quân tự bảo trước, xuyên qua Thường Mạch Quân đầu, trực tiếp đem hắn giết chết. Sau đó, một đạo áo bào đen bóng người, từ tử triệu ma nhãn trên nổi lên. Chính là Già Thiên Ma Đế. Ma Đế tiền bối. Diệp Thần thấy Già Thiên Ma Đế hạ xuống, nhất thời đại hỉ. Thường Mạch Quân bị đánh chết, trên trời dưới đất, tất cả bụi gai cũng khô héo hết, huyết thần vậy được cởi tự do. Muốn đoạt xác ta, vậy ta liền luyện hóa ngươi. Huyết thần nhìn Thường Mạch Quân thi thể, trong tròng mắt bắn ra cửu hận thần sắc. Ngay sau đó, hắn bàn tay một chảo, bộc phát ra một món hung mang, lại là trực tiếp luyện hóa hết Thường Mạch Quân thi thể, đem hắn khí huyết cùng tu vi, toàn bộ nuốt ăn. Một màn này khá là máu tanh, huyết thần tóc tung bay, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa tàn bạo thích giết chóc hình dáng. Thường Mạch Quân nhiều lần muốn đoạt xác hắn, hai người thần hồn va chạm qua vô số lần, cho nên Thường Mạch Quân khí huyết tu vi, đối với huyết thần không có chút nào bài xích, có thể bị huyết thần ung dung cắn nuốt hết. Mà ở chiếm đoạt Thường Mạch Quân khí huyết tu vi sau đó, huyết thần cảnh giới tu vi, vậy mơ hồ có đột phá dấu hiệu, thậm chí sắp chặt đứt không xiềng. Diệp Thần bay đi, khẽ cau mày, nói, huyết thần tiền bối, ngươi không có sao chứ? Huyết thần nói, không có sao, thằng nhóc, ngươi vừa cứu ta một mạng. Diệp Thần nói, ngươi luyện hóa Thường Mạch Quân khí huyết tu vi, thật không có sao. Ta tựa hồ bắt được hắn một chút oán niệm. Mới vừa Già Thiên Ma Đế ra tay, nhất kích giết chết Thường Mạch Quân, thậm chí tiêu diệt Thường Mạch Quân hồn phách. Nhưng, Thường Mạch Quân người này, tu luyện là huyết minh công, máu tươi bên trong hàm chứa oán niệm, coi như thần hồn diệt vong, cái này của oán niệm vậy sẽ không dễ dàng tản đi, cần thời gian tiêu hóa. Mà hiện tại, huyết thần hấp thu Thường Mạch Quân khí huyết tu vi, Diệp Thần chỉ sợ hắn xảy ra chuyện, bị Thường Mạch Quân máu độc đánh vào. Huyết thần ngưng thần cảm ứng một hồi, khẽ cau mày, bất quá vẫn là nói, là có chút mặt trái oán niệm, nhưng ta có thể chịu đựng, ngươi không cần lo lắng, ta có thể luyện hóa hết. Nói tới chỗ này, huyết thần lại liếm môi một cái, nói, tên này khí huyết, thật đúng là phong phú rất, chờ ta hoàn toàn luyện hóa, cũng có thể chém ra đột phá. Diệp Thần nói, vậy chúc ngươi thuận lợi. Lúc này, Già Thiên Ma Đế đáp xuống, nhìn Diệp Thần nói, Thường Mạch Quân tên kia, chuyện gì xảy ra, tu vi làm sao rớt xuống như thế nhiều. Thường Mạch Quân tu vi, rơi vào bách gia cảnh 4 tầng thiên, thật to ngoài Già Thiên Ma Đế ý liệu. Nếu như Thường Mạch Quân, vẫn là một cái bách gia cảnh 6 tầng thiên cường giả, vậy hắn tuyệt đối không thể nào như thế ung dung giết chết. Ma Đế tiền bối, là như vậy. Diệp Thần đem đất tim vực sự tình phát sinh, đem hậu đế tam kiếm, tà kiếm, Thường Mạch Quân cùng đám người tranh đấu, còn có cựu Nhật chi chủ bố trí, võ giao tồn tại, đơn giản nói một lần. Già Thiên Ma Đế sau khi nghe, có vẻ chấn động, không nghĩ tới sau lưng lại có thể dính líu tới như thế nhiều, thậm chí quan hệ đến cựu Nhật chi chủ vạn cổ bố trí. Cái đó võ giao tiểu thư tạm thời do ta chiếu cố, Ma Đế tiền bối, người bên kia như thế nào? Diệp Thần hỏi. Già Thiên Ma Đế nói, hết thảy bình thường, mà tổ không trời còn chưa có đoạt xác ta dự định, hắn cũng gọi ta không cần phải để ý đến Thường Mạch Quân sự việc, nhưng ta sợ hắn tạo nhiều sát nghiệt, cho nên vẫn là động thủ giết hắn. Dừng một chút, Già Thiên Ma Đế ngưng xem đánh giá Diệp Thần, nói, không nghĩ tới à, người thằng nhóc này, lại luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trường, xếp hạng thứ nhất cửu thiên thần thuật, đều bị ngươi nắm trong tay, chỉ sợ Vũ Hoàng Cổ Đế muốn không ngủ yên giấc. Diệp Thần luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trường, chuyện này, Vũ Hoàng Cổ Đế tạm thời còn không biết chân tướng, nhưng rất nhanh liền sẽ biết được, không thể nào giấu giếm. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, nói ta còn không cách nào phát huy Đại Thiên Trọng Lâu Trường toàn bộ uy lực, chỉ hy vọng lão nhân kia, đừng lại nổi điên, dùng xảy ra cái gì Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm. Nhớ tới ban đầu, Vũ Hoàng Cổ Đế thi triển Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, tạo thành kinh thiên sát phạt. Cuối cùng thậm chí đưa đến thập phương kiếm thánh chết, Diệp Thần vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi.
Vũ Hoàng Cổ Đế lá bài tẩy vô cùng nhiều, dẫu sao là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Diệp Thần cùng hắn tới giữa, còn có đặc biệt chênh lệch thật lớn, chàng này đánh cờ muốn thắng được, nhưng là muôn vàn khó khăn. Bất quá, hiện tại luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, cuối cùng là một cái tốt bắt đầu. Già Thiên Ma Đế cười ha ha một tiếng, nói chuyện tương lai rồi hãy nói, khó khăn được ngày hôm nay giải quyết hết Thường Mạch Quân cái này chó điên, chúng ta đáng chúc mừng uống một ly. Diệp Thần gật đầu nói, giữa lúc như vậy, Thường Mạch Quân như vậy kình địch, có thể ở ngày hôm nay giải quyết, dĩ nhiên là thật đáng mừng. Lập tức Diệp Thần sử dụng Nguyện Vọng Thiên Tinh, mời Già Thiên Ma Đế đi lên cộng ẩm. Huyết Thần mới vừa hấp thu Thường Mạch Quân khí huyết, cần bế quan luyện hóa, liền tự đi đi tù ma hạp, bế quan tu luyện đi. Mà Huyết Tử Ngục bên trong, may mắn còn sống sót các đệ tử rối rít đi ra, thu thập chiến loạn phế tích, xây lại đạo tràng. Diệp Thần lại gửi một phong phi kiếm truyền thư, trở về Địa Tâm Vực, cho biết Hạ Nhược Tuyết, Thường Mạch Quân nguy cơ đã giải quyết, kêu nàng không cần lo lắng. Sau đó, Diệp Thần liền ở Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, cùng Già Thiên Ma Đế thoải mái uống thỏa thích. Hết thảy đều ở đây đâu vào đấy tiến hành, như vậy qua được 3 ngày, Già Thiên Ma Đế liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Cái này 3 ngày thời gian, hắn cùng Diệp Thần vui vẻ đoàn tụ uống thỏa thích, khó khăn được hưởng thụ một đoạn bình tĩnh thời gian. Đáng tiếc sung sướng thời gian, luôn là qua được đặc biệt mau. Ta cần phải trở về, rời đi quá lâu, mà Tổ Vô Thiên có thể sẽ trách cứ ta. Già Thiên Ma Đế khẽ mỉm cười, sau đó lại thở dài một tiếng. Thật không biết lần sau lúc nào, mới có thể có thời gian cùng lòng dạ thảnh thơi, cùng Diệp Thần uống rượu. Diệp Thần cười nói, tiền bối đi thong thả. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, liền muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên lúc này, hắn ánh mắt run lên, nhìn về Huyết Tử Ngục chỗ sâu, một phiến thung lũng vị trí. Vậy phiến thung lũng, chính là tù ma hạp, là Huyết Thần bế quan tu luyện địa phương. Thế nào? Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy phát giác không ổn. Bên kia tựa hồ có một cổ khác thường huyết khí chập chờn, oán niệm đặc biệt kịch liệt, mau lại xem. Già Thiên Ma Đế ấn đường bên trong, Tử Triệu Ma Nhãn tự động hiện ra, tựa hồ bắt được trong chỗ u minh oán khí, sinh ra đặc thù cảm ứng. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chẳng lẽ Huyết Thần luyện hóa Thường Mạch Quân khí huyết, xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cùng Già Thiên Ma Đế, lập tức ngự gió bay lên, đi tù ma hạp bay đi. Đi tới tù ma hạp bên trong. Nhưng gặp thung lũng tới giữa, mơ hồ tràn ngập một món quỷ dị huyết khí. Máu kia khí, mang đặc biệt hung lệ tàn niệm, làm người ta sợ hãi. Huyết Thần đang ngồi xếp bằng bên trong hạp gốc, gương mặt ngũ quan hơi co rúm, tựa hồ hơi có chút thống khổ. Huyết Thần tiền bối, thế nào? Diệp Thần không kịp chờ đợi hạ xuống đi xuống, nhưng phát hiện chung quanh trào đãng khí huyết, lại có thể mang theo Thường Mạch Quân hơi thở. Huyết Thần mở mắt ra, cắn răng nói. Diệp Thần, mau giết ta, mau. Nếu không không còn kịp rồi. Cái gì? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Nhưng gặp Già Thiên Ma Đế đáp xuống, trực tiếp đánh ra một chuôi khói báo động ma đao, chém chết hướng Huyết Thần đầu. Ma Đế tiền bối, ngươi làm gì? Diệp Thần kinh hãi, vội vàng bổ ra một trường, đánh mở vậy khói báo động ma đao. Che trời ma Tử Triệu Ma Nhãn mở, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Thần, nói Thường Mạch Quân muốn hồi phục. Phải lập tức giết hắn. Thường Mạch Quân muốn hồi phục. Diệp Thần nhất thời con người co rúm lại. Vừa lúc đó, lại nghe Huyết Thần trong cơ thể, truyền ra một đạo đặc biệt khàn khàn tiếng cười the thé. Hi hi, Huyết Thần, người không nên như thế lòng tham, lại chiếm đoạt ta khí huyết, đây không phải là muốn chết sao? Người muốn đưa ta sống lại cơ hội, vậy ta cũng không khách khí. Tiếng cười kia, chính là Thường Mạch Quân thanh âm. Lúc đầu Thường Mạch Quân tu luyện là huyết minh công, hắn khí huyết bên trong mang theo tự thân ý chí, Huyết Thần hấp thu sau đó, cũng không có thể hoàn toàn luyện hóa, ngược lại bị cổ ý chí này hồi phục. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra Thường Mạch Quân ý chí, so hắn tưởng tượng còn cường liệt hơn, lại muốn hồi phục. Nếu như Thường Mạch Quân hồi phục, vậy cũng phiền toái, Huyết Thần cái này thân thể, sắp bị hắn cướp lấy. Một khi Thường Mạch Quân có mới đồ đựng, vậy hắn tu vi. Thậm chí có thể khôi phục lại bách gia cảnh 6 tầng thiên cảnh giới. Đến lúc đó, cục diện đem không cách nào thu thập. Diệp Thần, xin lỗi, là ta khinh thường. Huyết Thần cắn răng, nếu như hắn không luyện hóa Thường Mạch Quân khí huyết, căn bản không sẽ có loại chuyện này phát sinh.
Thường Mạch Quân bị tru diệt sau đó, hắn khí huyết, tự nhiên sẽ theo thời gian trôi qua, mà hoàn toàn khô kiệt, hết thảy ý chí cũng sẽ biến mất, không thể nào có hồi phục cơ hội. Nhưng hiện tại, huyết thần cái này cái đổ đựng, lại để cho Thường Mạch Quân khí huyết hồi phục, ý chí quật khởi. Huyết thần tự biết gây thành liền đại họa, trở tay một trường, lại hướng chán mình đánh tới, muốn tại chỗ tự vận, cùng Thường Mạch Quân cùng chết đi. Phịch! Huyết thần một trường này, bỗng nhiên ra tay, Diệp Thần căn bản không có phòng bị. Liền thấy máu thần hung hăng một trường, đánh được từ mình đầu lâu nứt ra, máu tươi từ ấn đường bắn ra lưu ra, trực tiếp ngã xuống đất. Huyết thần tiền bối. Diệp Thần kêu lên một tiếng, không nghĩ tới huyết thần lại muốn tại chỗ tự vận, vậy không muốn nhìn thấy Thường Mạch Quân hồi phục. Hắn vội vàng đỡ dậy huyết thần thân thể, vận chuyển bát quái thiên đan thuật, thay huyết thần chữa trị. Thật may huyết thần bất tử bất diệt, coi như tự vận, vậy sẽ không dễ dàng chết đi. Ở Diệp Thần bát quái thiên đan thuật chữa trị xuống, huyết thần miễn cưỡng bị cứu vãn lại được, treo một hơi không chết, nhưng cũng đã rơi vào độ sâu hôn mê bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Già Thiên Ma Đế nhìn huyết thần độ sâu hôn mê hình dáng, thật sâu cau mày, tựa hồ thấy được tương lai mình. Nếu thật đến ngày hôm đó, Ma Tổ Vô Thiên muốn chiếm thân xác hắn tình huống, có phải hay không xem huyết thần như vậy thê thảm? Lắc đầu một cái, Già Thiên Ma Đế thu liếm tâm thần, điều tra một tí huyết thần hơi thở, ngưng trọng nói, huyết mạch hắn, cùng Thường Mạch Quân máu tươi ý chí, hoàn toàn hỗn hợp, không cách nào tách ra, cái này hai người đã hòa làm một thể. Diệp Thần trong lòng giật mình, nói có thể có biện pháp gì giải quyết. Già Thiên Ma Đế nói, Thường Mạch Quân là ngày cũ người, trừ phi là kêu cựu Nhật thời đại cường giả ra tay, mới có thể phân hóa hết hắn máu tươi, nếu không hắn quấn quanh ở huyết thần trong cơ thể, huyết thần còn không bằng chết liền coi là. Nếu như bị Thường Mạch Quân quấn quanh, máu kia thần chính là một cái đồ đựng, sống sót cũng chỉ có bị đoạt xác kết quả. Cựu Nhật thời đại cường giả. Diệp Thần nghĩ tới Cửu U Tà Quân, trong lòng nhất thời động một cái. Cửu U Tà Quân vậy nhận ra được Diệp Thần ý tưởng, nói, mộ chủ đại nhân, người muốn gọi ta xuất thủ không? Diệp Thần nói, tiền bối, người có thể giải quyết sao? Cửu U Tà Quân nói, ta ra tay giải quyết cũng có thể, nhưng làm như vậy, thần hồn của ta, rất có thể phải hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, phải không? Nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Già Thiên Ma Đế nói, cần ta giúp một tay sao? Ta có thể mang huyết thần hồi cựu Nhật Minh, mời Ma Tổ Vô Thiên, hoặc là cái khác cao tầng trưởng lão hộ pháp ra tay, có lẽ có cứu vãn cơ hội. Diệp Thần trầm tư một lát, nhưng là lắc đầu một cái, nói, không được, ta không muốn thiếu cựu Nhật Minh ân huệ, ta muốn huyết thần cũng không muốn. Già Thiên Ma Đế nói, vậy chính ngươi có biện pháp? Diệp Thần trầm mặc xuống, hắn hiện tại nhưng không có gì hay biện pháp. Già Thiên Ma Đế nói, chính ngươi từ từ cân nhắc, có nhu cầu lại tới tìm ta, thời gian không còn sớm, ta trước phải hồi một chuyến hắc ám biển cấm, đi trước. Dứt lời, Già Thiên Ma Đế chính là biến dạng hư không rời đi, cựu Nhật Minh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn tự nhiên không thể ở lâu. Còn như huyết thần, hắn vậy có thể giúp một tay giải quyết, chỉ cần Diệp Thần chịu mở miệng. Chỉ bất quá, Diệp Thần không muốn thiếu hạ nhân quả, tự nhiên sẽ không dễ dàng hướng cựu Nhật Minh nhờ giúp đỡ. Diệp Thần, ta có biện pháp. Già Thiên Ma Đế mới vừa đi không lâu, một đạo xinh đẹp nũng nịu bóng người, nhưng là hiện lên ở Diệp Thần trước mắt, chính là Hư Bia Bia Linh, Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi có biện pháp gì? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Linh Nhi nói, ta biết một cái cựu Nhật thời đại cường giả, hắn kêu Giang Trần Tử, pháp danh Tuyệt Diệt Hồn Sư. Linh hồn thần thông thập phần cường đại, hắn nếu như chịu ra tay nói, có lẽ có thể khoác cứu bạn ngươi. Diệp Thần nói, Tuyệt Diệt Hồn Sư, Giang Trần Tử. Linh Nhi nói, ừ, người này cũng là xuất từ Thiên Võ Tiên Môn, đã từng phụng cựu Nhật chi chủ mệnh lệnh, ẩn núp trên đất Tim Vực, muốn phải đối phó Vũ Hoàng Cổ Đế, đáng tiếc cuối cùng là thất bại, hoàn toàn ẩn cư, nếu như chúng ta có thể mời hắn rời núi, sự việc có lẽ mới có thể có chuyển cơ. Ở cựu Nhật thời đại, cựu Nhật chi chủ Võ Tuyệt Thần, đã dự cảm đến Vũ Hoàng Cổ Đế muốn quật khởi, cho nên nói trước bố cục, hy vọng có thể ngăn cản Vũ Hoàng Cổ Đế phi thăng, thậm chí là trước thời hạn tru diệt. Giống như hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế, dự cảm đến Diệp Thần muốn quật khởi, cho nên trước thời hạn bố trí thủ đoạn vậy, cũng muốn phòng ngừa tại chưa xảy ra.
Vậy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, chính là cựu Nhật chi chủ phái xuống, mai phục ở địa tâm vực, mưu đồ chặn đánh Vũ Hoàng cổ đế người. Diệp thần nói, cái này tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, ở địa phương nào? Linh Nhi nhưng có chút không biết làm sao, nói cựu Nhật thời đại quá rất xưa, năm tháng bể dâu, nhân quả đều bị bụi bẩm che giấu, ta hiện tại cũng không cách nào xác định, nhưng công tử ngươi tinh thông suy diễn phương pháp, có lẽ có thể mình suy diễn thử một chút. Diệp thần trong lòng động một cái, thử nghiệm bấm ngón tay suy diễn, căn cứ cựu Nhật thời đại, ẩn núp chặn đánh Vũ Hoàng cổ đế, tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử Vân. Vân đầu mối, hy vọng có thể ngược dòng đến thiên cơ, tra rõ vậy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử rơi xuống. Nhưng, Linh Nhi nói không sai, cựu Nhật thời đại quá mức rất xưa, năm tháng lịch sử bể dâu, rất nhiều nhân quả đều bị che giấu, Diệp thần ngưng thần dưới, chỉ thấy từng tầng một u tối sương mù dày đặc, nhưng không thấy rõ cụ thể chi tiết. Hồi địa tâm vực xem. Diệp thần thu hồi thôi diễn thủ đoạn, chuẩn bị trở về địa tâm vực nếm thử nữa. Dẫu sao, vậy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, đã từng mai phục ở địa tâm vực, nếu như hiện tại hắn còn sống, vậy hẳn là cũng ở đây địa tâm vực bên trong. Lập tức Diệp thần sử dụng hoàng tuyền đồ, đem huyết thần thân thể, tạm thời an trí đi vào, dùng suối vàng thánh thủy, sa la lá cây, nguyện vọng thiên tinh, vạn yêu tiên chỉ vân. Vân pháp bảo, thay hắn treo mệnh. Sau đó, Diệp thần chính là biến dạng hư không, trở lại địa tâm vực, trở lại phong gia tổ địa. Phong gia tổ địa bên trong, bao phủ một phiến sáng trong ánh trăng, như mộng như ảo, nhưng là Hạ Nhược Tuyết ở chỗ này tu luyện, nàng đang luyện hóa vọng thư thiên châu, hơn nữa muốn cùng trăng sáng thiên thư dung hợp, cho nên tóe ra ảo mộng vậy ánh trăng dị tượng. Diệp thần cảm ứng một tí khí tức chung quanh, nhưng phát hiện Hạ Nhược Tuyết sắp muốn chém ra đột phá, trong lòng ngầm ám mừng rỡ, nếu như Hạ Nhược Tuyết có thể thuận lợi đột phá, dĩ nhiên là một kiện thiên đại chuyện vui. Chỉ bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất là tra rõ tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử rơi xuống, nghĩ biện pháp cứu vãn huyết thần. Diệp thần lúc này đi tới phong gia tổ địa trung ương, ngồi xếp bằng ở hoàng đế thần thụ dưới, lại ngưng thần suy diễn. Lần thôi diễn này, Diệp thần mơ hồ tới giữa, bắt được mới hình ảnh. Hắn thấy được một cái tóc bạc hoa dâm ông già, trong gió tàn năm, thân thể lảo đảo lắc lư, đứng ở một phiến quỷ khí âm u địa phương. Lão kia người, tựa hồ chính là tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử. Diệp thần trong lòng nóng lên, muốn lại cẩn thận điều tra, nhưng bốn phía nhưng bao phủ tầng tầng sương mù dày đặc, hắn tuy có thể thấy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử bóng người, nhưng không thấy được đối phương ở địa phương nào. Diệp thần, công tử, thế nào? Linh Nhi không kịp chờ đợi hỏi, vốn là nàng muốn không ngừng kêu Diệp thần tên chữ, nhưng suy nghĩ một chút, Diệp thần hôm nay thực lực, vẫn là gọi là công tử. Còn không được. Diệp thần hơi bất ngờ, cắn răng, tiếp tục thử nghiệm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác định Giang Trần Tử vị trí. Linh Nhi nói, công tử, có lẽ ngươi có thể đi tiếp nhận hư bia khảo nghiệm. Diệp thần nói, à. Linh Nhi nói, nếu như ngươi có thể thông qua hư bia khảo nghiệm, là có thể thức tỉnh luân hồi mới thần mạch, thực lực thật to tăng tiến, đến lúc đó, cũng có thể tra được vậy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử rơi xuống. Diệp thần trong lòng động một cái, nếu như có thể thức tỉnh toàn luân hồi mới thần mạch, hắn suy diễn thiên cơ thủ đoạn, cũng có thể tiến một bước tăng lên. Được, cũng là thời điểm tiếp nhận hư bia khảo nghiệm. Diệp thần gật đầu một cái, từ ở Hoa Hạ thu phục hư bia, thẳng đến hiện tại, thời gian vậy không ngắn, cũng là thời điểm tiếp nhận hư bia khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có thể thức tỉnh thần mạch. Công tử, vậy ngươi chuẩn bị xong. Linh Nhi sử dụng hư bia, vậy cổ xưa trên bia đá, tản mát ra từng trận cường đại không gian uy áp. Diệp thần hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, lập tức lắc mình tiến vào hư bia thế giới bên trong. Vừa tiến vào hư bia, Diệp thần trong tai, liền nghe được từng cơn sấm cuồn cuộn tiếng. Trước mắt, là một cái mênh mông hư không thế giới, một phiến bóng tối hỗn độn hư không, không có trời đất tồn tại, không phân rõ đông nam tây bắc, bốn phía tràn đầy từng đạo hư không thần lôi, không gian chảy loạn, không gian loạn nhận vân. Vân, hoàn cảnh tương đối tồi tệ. Rào, ánh sáng trắng hội tụ, một đạo thân ảnh già nua, từ trong hư không nổi lên. Ta là hư bia thủ bia người, ngươi là cái này một đời hư bia người chấp trưởng. Vậy thủ bia người ngắm nhìn Diệp thần, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Diệp thần vậy đánh giá vậy thủ bia người, luân hồi huyền bi khảo nghiệm,
hắn đã thông qua rất nhiều lần, hiện tại tu vi cùng kiến thức, xa so với trước kia mạnh mẽ, hắn ngưng thần xem chút dưới, liền bắt được cái này thủ bia người, sau lưng một ít lai lịch. Chế tạo luân hồi huyền bi vật liệu, xuất xứ từ không không lúc nào không, mà mỗi một khối luân hồi huyền bi, bên trong thủ bia người, nhưng thật ra là không không ý thức diễn hóa, cố thực lực này không có bờ bến, gặp mạnh càng mạnh, không thể dùng thế giới hiện thật quy luật tới hình dạng. Vậy thủ bia người chú ý tới Diệp Thần ánh mắt hơi rét một cái, nói, người đã nhìn thấu ta nhân quả. Diệp Thần nói, miễn cưỡng dòm ngó gặp một chút. Truyền thuyết bên trong, không không cảnh giới, không không lúc nào không, đều có ý thức, vô cùng là kháng cự người ngoài tiến vào, cho nên thế giới hiện thật võ giả, cơ hồ không thể nào dòm ngó gặp không không, liền vũ hoàng cổ đế cũng không làm được. Luân hồi huyền bi chế tạo vật liệu, xuất từ không không thế giới, cho nên vậy mang theo kháng cự ý thức, muốn chân chánh chấp trưởng bia đá nói, cần trước thông qua khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm, chính là không không hạn chế, ở kháng cự người ngoài nắm trong tay. Vậy thủ bia người thở dài nói, người có thể nhìn thấu chúng ta thủ bia người chân tướng, đã là nghịch thiên cử chỉ, ánh mắt siêu thoát thực tế. Diệp Thần trong lòng động một cái, khá có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối, không không lúc nào không, trong truyền thuyết không không thế giới, rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Vậy thủ bia người ha ha cười một tiếng, nói thế giới hiện thật ngôn ngữ, không cách nào miêu tả không không tồn tại, người như muốn theo dõi không không, mình sau này tu vi đến, tự nhiên biết rõ. Diệp Thần cười khổ một tí, liền vũ hoàng cổ đế đều không thể dòm ngó gặp không không, hắn lại như thế nào có thể theo dõi. Vậy thủ bia nhân đạo, tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, lần này hư bia khảo nghiệm, cần ngươi kích phá tất cả hư không thần lôi. Trong lúc nói chuyện, thủ bia người trưởng vung lên, vô cùng thời không chấn động, từng hạt tròn to lớn thần lôi, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, chi chít còn quấn hắn. Những thứ này hư không thần lôi, tương tự tinh cầu vậy lớn nhỏ, nhúc nhích tia chớp, bên trong nổi lên vô cùng là cuồng bạo năng lượng, bề ngoài thoạt nhìn là sấm sét, trên thực tế chân chính sát phạt, là không gian quy luật. Nơi này hư không thần lôi, tổng cộng có 180 tỷ nói, ngươi phải đem toàn bộ kích phá, mới khá thông qua khảo nghiệm, thức tỉnh thần mạch, nếu như thất bại, người đời này đem sẽ bị phong ấn ở nơi đây, vĩnh viễn không thể thoát thân đi ra ngoài. Thủ bia người trưởng huy động lúc đó, vô số thời không mở ra, chi chít thần lôi xung nhét vũ trụ, tử điện ánh sáng cùng hư không chảy loạn gào thét bạo dũng, đặc biệt nguy nga. 180 tỷ đạo. Diệp Thần nghe thấy con số này, lại nhìn bốn phía chi chít, một mắt không thấy được cuối to lớn lôi cầu, nhất thời có chút ra đầu tê dại. Như vậy, khảo nghiệm bắt đầu. Thủ bia người một tiếng hò hét, vung tay lên, đếm không hết hư không thần lôi, xen lẫn đáng sợ tia chớp cùng không gian phong bạo, hung hăng hướng Diệp Thần nổ đi. Bình bịch bịch, từng hạt tròn lôi cầu nổ tung, bộc phát ra nhưng không chỉ là sấm sét, còn có một cổ kinh khủng không gian năng lượng. Mỗi một viên lôi cầu nổ, đều có làm một mảnh không gian than xúc bạo diệt. Không gian than xúc bạo diệt, hình thành vô cùng vũ trụ hắc động, như vòng xoáy vậy chuyển động, lại giống như cối xay vậy, muốn cắn nát Diệp Thần thân xác thần hồn. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, những thứ này lôi cầu tuôn ra sấm sét. Chỉ là bề mặt lực lượng, chân chính lợi hại sát phạt, là tầng tầng không gian uy áp, vậy vô cùng hắc động chuyển động, cơ hồ phải đem Diệp Thần chiếm đoạt đi vào. Từng trận không gian chi lực, lại hình như là đè ép vậy, phải đem Diệp Thần ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, đầu hắn ông ông tác hưởng, thừa nhận cực lớn áp lực. Rất tốt, cái này khảo nghiệm có chút ý tứ. Diệp Thần liếm môi một cái, mặc dù áp lực to lớn, nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Hắn bây giờ võ đạo thần thông quá mạnh mẽ, những thứ này khảo nghiệm không làm khó được hắn. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, phá cho ta diệt. Diệp Thần ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, rút ra một chuôi hàm chứa huyết nguyệt và long ý kiếm, trực tiếp một kiếm trảm thiên gào thét ra. Ung ung, thiên địa dị tượng kinh biến, một phiến huyết nguyệt thời không hiện lên. Ước chừng 7 luân huyết nguyệt, trôi lơ lửng ở trên trời, thả ra vô cùng sáng chói tia sáng yêu dị. Diệp Thần tâm niệm vừa động, thì có hàng tỷ tia máu thắng kiếm khí, ùn ùn kéo đến bạo chém xuống tới, hướng chung quanh từng hạt tròn lôi cầu đánh tới. Lôi cầu số lượng, là 180 tỷ nói, mà Diệp Thần tiện tay một kiếm, bộc phát ra kiếm khí, nhưng là 1.000 tỷ số, đủ để ở ngay tức thì chém mặc một phiến vũ trụ lớn thế giới, kiếm khí uy lực cường hãn, cơ hồ là đạt tới thế giới hiện thật đỉnh cấp.
Từ lĩnh ngộ Xi Xui kiếm đạo sau đó, Diệp Thần kiếm pháp thành tựu, là đột nhiên tăng mạnh, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm vậy đi theo nghịch thiên quật khởi, ngoài mặt bảy luân huyết nguyệt, nhưng trong thực tế có thể biến ảo 1000 tỷ kiếm khí, giết mặc một cái đại thế giới dư sức có thừa. Cho dù là Nhâm Phi Phàm, năm đó đạt tới bảy luân huyết nguyệt cảnh giới thời điểm, kiếm đạo khí tượng vậy kém hơn Diệp Thần. Diệp Thần là đương kim thế gian, duy nhất một, nắm giữ Xi Xui kiếm đạo người, hắn song kiếm lĩnh ngộ, đã vượt qua Nhâm Phi Phàm, vậy vượt qua thế gian tất cả người. Vậy thủ bia người thấy đầy trời huyết nguyệt kiếm khí, như thác vải vậy chém xuống mênh mông khí tượng, nhất thời hoàn toàn kinh hãi, dù gì nói, thế giới hiện thật, lại có người có thể tướng kiếm nói, luyện đến kinh khủng như vậy bước, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng gặp ở Diệp Thần huyết nguyệt kiếm khí chém chết hạ, vậy từng đạo hư không thần lôi, toàn bộ bị chém chết, mà chung quanh không gian chảy loạn, gió bão loạn nhận, vũ trụ hắc động vân. Vân, nơi có không gian lực lượng dị tượng, toàn bộ chôn vùi ở Diệp Thần kiếm khí dưới. Thiên địa vũ trụ, là không còn một mống. Diệp Thần trôi lơ lửng ở trong hư không, hướng vậy thủ bia người cười nói, tiền bối, ta coi là thông qua khảo nghiệm sao. Vậy thủ bia nhân đạo, há chỉ là thông qua như thế đơn giản, người đơn giản là nghiền ép. Hư bia thần mạch, tên là giả linh thần mạch, ta liền giao phó cho ngươi, hy vọng một ngày kia, ta có thể ở không không lúc nào không, sẽ cùng ngươi gặp lại. Nói tới chỗ này, thủ bia người cười nhạt, bóng người tiêu tán đi. Rồi sau đó, một cổ năng lượng bàng bạc, bơm vào nhập Diệp Thần trong huyết mạch. Ùm ùm. Diệp Thần tiên máu sôi trào, nhưng cảm thấy tự thân luân hồi huyết mạch, tiến một bước hồi phục, lại có một đạo luân hồi mới thần mạch thức tỉnh. Cái này thần mạch, tên là giả linh thần mạch. Hư linh thần mạch, đại biểu là không gian lực lượng, có thể điều khiển không gian chi lực, có ngay tức thì di động, hư không nghịch chuyển, không gian nổ, hư không phong tỏa, thời không giam cầm cùng các thủ đoạn. Bất quá Diệp Thần hôm nay cảnh giới cũng không thể phát huy hư linh thần mạch toàn bộ. Nhưng theo tu vi nâng cao, hư linh thần mạch vậy sẽ thành càng cường đại hơn. Rất nhanh, 10 khối luân hồi huyền bi, ta đã chấp trưởng 8 khối, còn thiếu cuối cùng 2 khối, luân hồi huyết mạch liền nhưng chân chính viên mãn. Diệp Thần nội tâm mừng thầm. Lúc này, Linh Nhi vậy từ trong hư không nổi lên, vui mừng đánh về phía Diệp Thần, cười nói, công tử, chúc mừng ngươi. Lại có thể như thế thuận lợi, liền thông qua hư bia khảo nghiệm, người thực lực vậy cường hãn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, điểm này khảo nghiệm không coi vào đâu. Trước kia luân hồi huyền bi khảo nghiệm, Diệp Thần thường thường muốn một phen chiến đấu hăng hái, mới cuối cùng gian khổ thông qua, nhưng hiện tại hắn võ đạo quá nghịch thiên, chỉ là một kiếm, thuận tiện lấy nghiền ép dung mạo, hoàn toàn thông qua khảo nghiệm. Đang khảo nghiệm sau khi kết thúc, Diệp Thần từ hư bia trong thế giới đi ra. Lần nữa hồi đi ra bên ngoài. Công tử, người hiện tại thử lại lần nữa, xem có thể hay không tìm được vậy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử rơi xuống. Linh Nhi nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, chính là lần nữa thử nghiệm suy diễn. Từng tầng một nhân quả sương mù dày đặc, rào rào tản ra, Diệp Thần lại lần nữa thấy được tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử bóng người, hơn nữa mơ hồ tới giữa, hắn bắt được tin tức mới. Tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử. Ở địa phương đó, tên làm chất dẫn hồn quỷ. Công tử, có thể thấy tìm người sao? Linh Nhi hỏi. Ở một cái kêu là dẫn hồn quỷ đất địa phương. Diệp Thần tim mãnh liệt nhảy lên một tí, trong sâu thẳm, lại có thể phát hiện cái này dẫn hồn quỷ, cùng luân hồi đạo pháp, có đồng tình chỗ tương thông. Chẳng lẽ, cái này dẫn hồn quỷ, còn cất giấu luân hồi bí mật? Linh Nhi lại hỏi, dẫn hồn quỷ ở nơi nào? Diệp Thần thật sâu rình rập trước. Nhưng phát hiện dẫn hồn quỷ bốn phía, bị tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ, hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấu chân tướng, nói, không biết, cha không biết, cái này sau lưng tựa hồ có luân hồi sương mù dày đặc biệt thần bí, ta cũng không cách nào theo dõi. Nếu như là phổ thông chi địa, lấy Diệp Thần trước mắt thủ đoạn, một mắt liền có thể xem thấu, nhưng cái này dẫn hồn quỷ, lại có thể cùng luân hồi đạo pháp có liên quan, tựa hồ vô cùng là thần bí, hắn lại cha không tìm được. Linh Nhi nói, vậy làm sao bây giờ? Cựu Nhật thời đại cường giả, ta chỉ biết là cái này tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, nếu như không tìm được hắn mà nói, ta liền không tìm được những người khác. Muốn cứu vãn huyết thần, nhất định phải có cựu Nhật thời đại cường giả ra tay, mới khá phân hóa hết thường mạch quân máu tươi, để cho huyết thần khôi phục như cũ. Mà tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử,
là Linh Nhi biết, duy nhất một cựu Nhật thời đại cường giả. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong chốc lát cũng không có phá vỡ luân hồi sương mù dày đặc biện pháp. Giao. Vừa lúc đó, phong gia tổ địa bầu trời, bỗng nhiên toát ra từng luồng sáng trong ánh trăng, có ở trên trời một vòng vòng tròn mặt trăng, thật cao lơ lửng, bỏ ra muôn vàn thanh huy. Nhược Tuyết đột phá thành công. Diệp Thần thấy bầu trời mặt trăng, nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Một cổ cường hãn hơi thở, từ phong gia tổ địa chỗ sâu truyền ra, đó chính là Hạ Nhược Tuyết hơi thở. Diệp Thần vội vàng đi tới phong gia tổ địa chỗ sâu, nhưng gặp Hạ Nhược Tuyết từ một phiến tu luyện sân nhỏ đi ra, nàng cả người da thịt như tuyết, khí chất thanh nhã cùng u tính, như tháng tiên tử, trong giơ tay nhấc chân, đều có một cổ làm lòng người say phong vận. Nhược Tuyết, người đột phá. Diệp Thần đi nhanh đi lên, khoác ở Hạ Nhược Tuyết tay, chỉ cảm thấy nàng hơi thở, đã đạt đến bách gia cảnh nhất tầng thiên, rõ ràng cho thấy thành công chém ra đột phá. Hạ Nhược Tuyết chém ra sau khi thành công, vô luận là vóc người, tướng mạo, vẫn là khí chất, cũng so trước kia lột xác rất nhiều, cả người tràn ngập một món đẹp và tĩnh mịch mùi thơm. Diệp Thần trong lòng lại là động tình, không nhịn được đem Hạ Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, hôn lại thân, yêu thích không buông tay khẽ vuốt ve nàng. Hạ Nhược Tuyết gò má ửng đỏ, nói, nhờ có ngươi Vọng Thư Thiên Châu, ta đã thuận lợi đột phá, chém ra 88. Diệp Thần vui vẻ nói, chém ra 88, đó là Thiên Quân Tư. Liên Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cũng kém hơn ngươi. Hạ Nhược Tuyết nói, đây đều là ngươi luân hồi huyết mạch ban cho ta che chở, chính ta nơi nào có như thế lợi hại. Diệp Thần nói, bất kể như thế nào, ngươi có thể chém ra 88, đã là nghịch thiên dung mạo. Sau này nhất định có thể phi thăng, trở thành thiên quân. Hạ Nhược Tuyết nói, hy vọng như vậy, truyền thuyết thiên quân thế giới, là bờ bên kia vô cùng vui thế giới, có thể vĩnh viễn tiêu giao hưởng phúc, à, ta cũng suy nghĩ nhiều cùng ngươi vĩnh viễn chung một chỗ, không buồn không lo, đáng tiếc. Thiên quân thế giới, chính là Thái Thượng, mặc dù truyền thuyết là hết sức vui bờ bên kia, nhưng vô luận là Hạ Nhược Tuyết vẫn là Diệp Thần, cũng rất rõ ràng biết, chỗ đó tuyệt đối không phải thế giới cực lạc. Tranh đấu sát phạt thậm chí so với ngoại giới bất kỳ một người nào địa phương, đều phải nghiêm trọng. Diệp Thần nói, sau này luôn sẽ có hưởng phúc cơ hội, vậy ngươi trăng sáng thiên thư. Hạ Nhược Tuyết nói, ta đã đem Vọng Thư Thiên Châu, dung nhập vào trăng sáng thiên thư bên trong, thiên thư thăng lột xác, hiện tại hẳn là cao nhất thiên thư. Vừa nói, Hạ Nhược Tuyết đem trăng sáng thiên thư sử dụng tới. Nhưng gặp vậy trăng sáng thiên thư, còn quấn từng luồng sáng trong ánh trăng. Khí tượng minh mông tươi đẹp, xa so trước kia mạnh mẽ, đã đạt đến vô thượng tiêu chuẩn. Mới bắt đầu trăng sáng thiên thư, chỉ là một quyển tiểu thiên sách, nhưng ở Hạ Nhược Tuyết đào tạo hạ, không ngừng thăng lột xác, hôm nay lại trở thành cao nhất thiên thư. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, cái này trăng sáng thiên thư phẩm chất, sẽ không so không vô thiên sách kém đi nơi nào. Nói cách khác, Hạ Nhược Tuyết trăng sáng thiên thư, phẩm chất đã đủ để sánh bằng không vô thiên sách. Có thể tưởng tượng được có cường hãn dường nào. Nhược Tuyết, ta đang tìm một người rơi xuống, người lợi dụng trăng sáng thiên thư, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần trong lòng động một cái, đem huyết thần xảy ra chuyện, hắn phải tìm Tuyệt Diệt Hồn Sư Giang Trần Tử sự việc, đơn giản hướng Hạ Nhược Tuyết nói một lần. Trước mắt, Diệp Thần tra được vậy Tuyệt Diệt Hồn Sư Giang Trần Tử, ở một cái kêu là dẫn hồn quỷ đất địa phương, nhưng không biết cụ thể rơi xuống. Thiên cơ sương mù dày đặc bao phủ quá nghiêm trọng. Mà nếu như có Hạ Nhược Tuyết trợ giúp, nói không chừng có thể lợi dụng trăng sáng thiên thư, chiếu phá sương mù dày đặc, từ đó tìm được dẫn hồn quỷ đất chỗ. Hạ Nhược Tuyết nghe được huyết thần hiểm tình hình, tất nhiên kinh hãi, nói, huyết thần xảy ra chuyện sao? Vậy ta giúp ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, lần nữa thử nghiệm suy diễn thiên cơ. Giao. Trong thiên địa nhân quả, nhất thời bị kích động. Ở Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết hai người tới giữa, hiện ra một bức tranh. Hình ảnh kia bốn phía, hiện đầy sương mù dày đặc, mà ở sương mù dày đặc bên trong, có thể thấy có một cái ông già, đang đứng ở một phiến phủ đầy sương trắng cùng âm hồn nơi phế tích, hai tròng mắt mê ly, không biết đang suy nghĩ gì. Ông già thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ cảm thấy được trong sâu thẳm, Diệp Thần dòm ngó, nhưng lại không dám xác định, khẽ cau mày trước. Trong miệng trầm thấp tự nói, chẳng lẽ trong truyền thuyết phá cuộc người, rốt cuộc phải xuất hiện sao? Nhược Tuyết, dựa vào ngươi. Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết một mắt. Hạ Nhược Tuyết chăn thủ nhẹ một chút,
lập tức thúc giục trăng sáng thiên thư, từng luồng ánh trăng thả ra ngoài, chiếu sáng ở đó mảnh phế tích bầu trời. Mà ở Hạ Nhược Tuyết ánh trăng chiếu rọi xuống, vậy mảnh phế tích bốn phía sương mù dày đặc, lại đang dần dần tiêu tán đi. Có hiệu quả. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời đại hỉ. Nhưng gặp sương mù dày đặc không ngừng tiêu tán, cuối cùng một cái thế giới hoàn chỉnh, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Lúc đầu cái này dẫn hồn quỷ, trên đất tìm vực một nơi phong ấn di tích bên trong, vô cùng bí mật, coi như là thế ngoại đào nguyên vậy tồn tại. Năm đó, tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, phụng cựu Nhật chi chủ mệnh lệnh, mai phục ở địa tâm vực, định chặn đánh Vũ Hoàng cổ đế, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Thậm chí, cựu Nhật chi chủ ở cuối cùng, vậy thảm thua ở Vũ Hoàng cổ đế trong tay. Giang Trần Tử mất hết ý chí dưới, liền dẫn thủ hạ môn đồ, ẩn cư lánh đời, đi qua mười mấy vạn năm sinh sôi, vậy dẫn hồn quỷ đất nhân khẩu, đã có mấy triệu hơn. Những người này, phụng Giang Trần Tử là tổ sư, lấy cựu Nhật chi chủ Võ Tuyệt Thần là tín ngưỡng, coi là một khối ngày cũ thiên đường, không cùng thế tục tranh đấu, cho tới bây giờ không có nhúng tay vào địa tâm vực nhân quả, ngoại giới vạn khư nguy cơ, cửu đỉnh sắp hạ xuống, dẫn hồn quỷ người, cũng không biết. Bọn họ cư ngụ ở thế ngoại đào nguyên vậy địa phương, tự nhiên không biết ngoại giới phân tranh. Tất cả sương mù dày đặc, đều bị ánh trăng chiếu phá, Diệp Thần rõ ràng bắt được tất cả thiên cơ nhân quả, nội tâm có vẻ chấn động. Cái này dẫn hồn quỷ, không đơn giản à. Diệp Thần thiên cơ bắt dưới, phát hiện cái này dẫn hồn quỷ, quả nhiên và luân hồi đạo pháp có liên quan. Hoặc là nói, và luân hồi huyết mạch kèm pháp bảo có liên quan. Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Thần ngưng trọng hình dáng, hỏi, Diệp Thần, ngươi cũng nhìn thấy gì? Diệp Thần nói, thiên cơ bắt, ta thấy được sau lưng luân hồi nhân quả, cái này phiến dẫn hồn quỷ, lại và luân hồi huyết mạch kèm pháp bảo, luân hồi thánh hồn thiên có liên quan. Hạ Nhược Tuyết nói, luân hồi thánh hồn thiên. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, luân hồi thánh hồn trời, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất pháp bảo này, là một phiến bầu trời. Là một cái vũ trụ đại thế giới, đại biểu nhất minh mông, sâu nhất thúy, nhất bàng bạc, nhất là trí cao vô thượng, thiên. Thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần lại phát hiện luân hồi bí mật, vậy bí mật, tên là luân hồi thánh hồn thiên. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ngơ, nói, luân hồi thánh hồn trời, lại có như vậy thần kỳ pháp bảo. Một kiện pháp bảo, lại là một phiến bầu trời, một cái vũ trụ thế giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nói, cái này luân hồi thánh hồn trời, là độc lập tồn tại, không giống như là thập đại thiên châu, bốn đại thiên ao, hồng hoang cửu môn, hồng quân thất bảo vân. Vân, đều có đặt song song đồ, nó là độc nhất vô nhị, cái này luân hồi thánh hồn trời, chính là độc nhất vô nhị, trí cao vô thượng pháp bảo. 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, lấy luân hồi độc tôn, mạnh nhất pháp bảo, là một phiến bầu trời, tên là luân hồi thánh hồn thiên. Hạ Nhược Tuyết rung động không dứt, nói, như vậy luân hồi thánh hồn trời, cùng ngươi bầu trời hoàng tuyển đồ, cái nào lợi hại? Bầu trời hoàng tuyển đồ, cũng là luân hồi kèm pháp bảo, từ luân hồi huyết mạch ra đời chỗ, bầu trời hoàng tuyển đồ liền xuất hiện, nhất định là luân hồi chi chủ bảo vật, ngoại nhân không cách nào chấp trưởng. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, hai kiện pháp bảo này, là không cùng thuộc tính, không cách nào so sánh, luân hồi thánh hồn trời, là linh hồn thuộc tính pháp bảo. Cùng bầu trời hoàng tuyển đồ hoàn toàn không cùng. Hạ Nhược Tuyết càng nghi ngờ, nói, linh hồn thuộc tính pháp bảo. Diệp Thần nói, không sai. Luân hồi huyết mạch ra đời lúc đó, khí tượng cực lớn, có rất nhiều thiên tài địa bảo, pháp bảo thần thông kèm, bầu trời hoàng tuyển đồ cùng luân hồi thánh hồn trời, đều là luân hồi huyết mạch kèm trí bảo, mà luân hồi thánh hồn trời, là linh hồn trình độ cao nhất. Hạ Nhược Tuyết nói, linh hồn trình độ cao nhất. Diệp Thần nói, ừ, người tu luyện lực lượng nguồn, có thân xác và linh hồn hai loại, mà luân hồi thánh hồn trời, có thể là luân hồi huyết mạch, cung cấp cường hãn nhất linh hồn lực lượng, nếu như có thể luyện hóa luân hồi thánh hồn trời, luân hồi thần hồn, sẽ đạt tới tột cùng nhất cảnh giới. Hạ Nhược Tuyết lớn bị rung động, nếu như cái này luân hồi thánh hồn trời, thật có thể để cho Diệp Thần thần hồn, đạt tới đỉnh cấp cảnh giới, vậy giá trị tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Dẫu sao là xếp hạng thứ nhất thái thượng thần khí, uy lực có thể tưởng tượng được. Như vậy luân hồi thánh hồn trời, là ở nơi này dẫn hồn quỷ sao? Hạ Nhược Tuyết liền vội vàng hỏi. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, liền nói, Thiên Phú 6 nói, luân hồi thánh hồn thiên pháp bảo này,
chia làm 6 khối mảnh vỡ, năm đó Giang Trần Tử lấy được rồi một phiến, muốn lợi dụng luân hồi mảnh vụn lực lượng, giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế, đáng tiếc thất bại, vậy dẫn hồn quỷ, nhưng thật ra là một khối luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, diễn hóa ra tới thế giới. Diệp Thần thức tỉnh hư linh thần mạch, luân hồi huyết mạch tăng cường thật nhiều, hiện tại tất cả thiên cơ xương mù dày đặc lại bị đuổi tản ra, hắn biết được tất cả nhân quả, thấy rõ vật nhỏ. Cho nên, ngày xưa rất nhiều bí mật, hắn thấy rõ, toàn bộ nhìn thấu, cũng biết liền luân hồi thánh hồn thiên bí mật. Bí mật này, quả thực để cho Diệp Thần có chút khiếp sợ. Luân hồi thánh hồn thiên pháp bảo này, nhưng đại biểu linh hồn trình độ cao nhất, nếu như có thể chấp chưởng mà nói, Diệp Thần linh hồn và thần hồn lực lượng, chỉ sợ sẽ có một cái chất lột xác. Cho dù là kiếp trước luân hồi chi chủ, đều không có thể chấp chưởng luân hồi thánh hồn trời, chỉ lấy đến bầu trời hoàng tuyền đồ mà thôi. Mà đây nhất thế, Diệp Thần nếu như có thể chấp chưởng luân hồi thánh hồn thiên mà nói, thành tựu tuyệt đối có thể vượt qua kiếp trước. Thiên Phú 6 nói, cái này luân hồi thánh hồn trời, trên thực tế là do 6 khối mảnh vỡ tạo thành. Cái này 6 khối mảnh vỡ, theo thứ tự là thiên thần hồn nói, tu la hồn nói, vạn thú hồn nói, diệt quỷ hồn nói, địa ngục hồn nói, nhân gian hồn nói, đại biểu lục đạo luân hồi bí ẩn. 6 khối mảnh vỡ tề tụ, là được diễn hóa thành chân chính luân hồi thánh hồn thiên. Mà một khi luyện hóa luân hồi thánh hồn trời, là được thức tỉnh luân hồi hồn thể, linh hồn lực lượng, đủ để đạt tới thế giới hiện thật đỉnh cấp. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, lúc đầu tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử năm đó, cầm trong tay một khối luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, khó trách bị cựu Nhật chi chủ ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đáng tiếc, giống như bầu trời hoàng tuyền đồ, chỉ có Diệp Thần có thể chấp chưởng như nhau, cái này luân hồi thánh hồn trời, cũng chỉ có chân chính luân hồi huyết mạch người có, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Vậy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, không phát huy ra thánh hồn mảnh vụn toàn bộ uy lực, chỉ có thể điều động một chút xíu lực lượng, tự nhiên không thể nào giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế. Chặn đánh kế hoạch thất bại, Vũ Hoàng Cổ Đế cuối cùng phi thăng, bị diệt toàn bộ cựu Nhật thời đại, thiên võ tiên môn vạn cổ đạo thống, cũng bị nghiền diệt. Giang Trần Tử mất hết ý chí dưới, chỉ có thể là ẩn cư lánh đời. Ta cùng cựu Nhật chi chủ, cũng rất có sâu xa, cũng có thể mời hắn ra tay. Diệp Thần tâm tư chớp động, nghĩ đến mình cùng cựu Nhật chi chủ quan hệ, nội tâm cũng là chấn định rất nhiều. Hạ Nhược Tuyết nói, Diệp Thần, người hiện tại phải đi dẫn hồn quỷ. Diệp Thần nói, nếu tra rõ dẫn hồn quỷ đất rơi xuống, dĩ nhiên là phải đi một chuyến, không chỉ là vì mời Giang Trần Tử rời núi, ta còn muốn đi xem vậy thánh hồn mảnh vỡ. Luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, tổng cộng có 6 khối, Giang Trần Tử nắm trong tay một khối, là 6 đạo ở giữa diệt quỷ hồn nói. Diệp Thần tuy không có cướp đoạt ý, nhưng luân hồi thánh hồn trời, vốn chính là luân hồi huyết mạch kèm pháp bảo, là hắn đồ, hắn mới là chủ cũ, bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi xem. À, chúng ta hiếm có đoàn tụ cơ hội, ngươi nhanh như vậy liền đi, ta bỏ không được ngươi, không bằng. Tối nay cùng ta, qua tối nay lại đi. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt quyến rũ như tơ, khá là không thôi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, nhưng lại biết thời gian gấp, huyết thần tình huống không quá lạc quan, hắn cần phải mau sớm cứu vãn. Lần sau rồi hãy nói, Nhược Tuyết, ta cũng bỏ không được ngươi, nhưng bây giờ không có thời gian. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ một tí, đem Hạ Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, rất là không thôi hôn. Hạ Nhược Tuyết một hồi thở hổn hển, hai người nhiệt liệt ôm hôn một hồi, cuối cùng lưu luyến không thôi tách ra. Nàng biết Diệp Thần lưng đeo, tự nhiên sẽ không đùa bỡn nóng này. Diệp Thần rời đi Phong Gia tổ địa sau đó, nhanh chóng biến dạng hư không, chạy tới dẫn hồn quỷ. Vậy dẫn hồn quỷ đất lối vào, ở một phiến hoang phế di tích bên trong. Chính xác mà nói, cái này dẫn hồn quỷ, căn bản không có lối vào. Bởi vì, tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, năm đó vạn niệm câu hôi, biết cựu Nhật thời đại đã qua, mà thiên võ tiên môn lại hoàn toàn tiêu diệt, hắn đã quyết ý lánh đời ẩn cư. Cho nên, hắn địa phương ẩn cư, dẫn hồn quỷ, lối vào đã sớm bị hắn xóa đi hết, người ngoài không thể nào tìm được bất kỳ lối vào đi vào. Thật may ta lấy được rồi hư bia, nếu không còn thật không biết làm sao đi vào. Diệp Thần âm thầm vui mừng, mặc dù không có lối vào, nhưng hắn chấp chưởng hư bia, hơn nữa thức tỉnh hư linh thần mạch, không gian nắm trong tay thủ đoạn cường đại dị thường. Hắn có thể trực tiếp bể tan tành hư không,
rất miễn cưỡng đem nơi này không gian quy luật nghiền nát, trực tiếp mạnh xông vào. Hư linh thần mạch, mở. Lập tức Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp mở hư linh thần mạch. Thoáng chốc tới giữa, từng cổ một cường đại không gian chi lực, từ Diệp Thần trong cơ thể bạo dũng ra, bốn phía hư không bắt đầu vặn vẹo, từng tầng một song song thời không sụp đổ. Sau đó, một miếng cửa hư không, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần sáng lập đi ra. Cái này phiến cửa hư không, chính là đi thông dẫn hồn quỷ đất cửa. Hô, hư bia linh khí còn không khôi phục viên mãn, thì triển ra có chút cố hết sức. Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, trán hơi thấm vào suốt mồ hôi nước. Hắn tuy đế tạo ra được cửa hư không, nhưng bể tan tành hư không trong quá trình, dây dưa lực quả thực không nhỏ. Hắn có 8 khối luân hồi huyền bi, trần bia phong bi viêm bia vân. Vân, đều đã lột xác viên mãn, nhưng cái này khối mới thu lấy hư bia, linh khí còn không viên mãn, cho nên sử dụng, có chút cố hết sức. Nếu như là thông thường bể tan tành hư không, vậy cũng được, hết lần này tới lần khác cái này dẫn hồn quỷ, không gian chướng ngại cực lớn, cho dù là Diệp Thần, hiện tại vậy cảm thấy có điểm mất sức. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hít thở một hơi thật sâu, khôi phục hơi thở, chính là sải bước vào trong cửa hư không, hướng dẫn hồn quỷ xuất phát. Xuyên qua cửa hư không sau đó, Diệp Thần đi tới một phiến quỷ khí tràn ngập địa phương, bầu trời hiện đầy khói mù, hàng năm mưa rơi. Mây đen không tiêu tan, tràn ngập khá là khí tức quỷ dị. Nơi này chính là dẫn hồn quỷ sao? Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, nhưng gặp thiên sơn vạn thủy, cái này dẫn hồn quỷ đất lãnh thổ, khá là bát ngát. Mà ở nơi này phiến bát ngát lãnh thổ trên, Diệp Thần nhưng thấy được khá là kỳ lạ cảnh tượng. Ở chỗ này, mặc dù khắp nơi nổi lơ lửng âm hồn quỷ quái, nhưng tất cả quỷ hồn, cũng không quấy rầy sinh linh. Người sống cùng quỷ hồn, hài hòa sống chung, tuân thủ sống và chết biên giới, ai cũng không có vượt ranh giới, lại có thể sống chung được 10 phần hòa hợp. Cái này làm cho Diệp Thần cảm thấy ngạc nhiên, xem ra cái này dẫn hồn quỷ, sau lưng bị Giang Trần Tử nắm trong tay, mà ở Giang Trần Tử xử lý xuống, nơi đây quỷ quái không sợ hãi, sinh linh cứ theo lẽ thường sinh hoạt, và ngoại giới không việc gì khác biệt, mặc dù hoàn cảnh âm u điểm, nhưng nhân tâm là quang minh. Ở dẫn hồn quỷ các nơi, đều có thể thấy từng ngọn tế đàn, thờ phụng cựu Nhật chi chủ võ tuyệt thần pho tượng. Dẫn hồn quỷ đất nhân khẩu, ước chừng có mấy triệu người, những người này cũng không biết, cựu Nhật chi chủ đã chết. Giang Trần Tử năm đó ẩn cư, trong lòng còn thờ phụng cựu Nhật chi chủ, hắn cùng thủ hạ môn đồ, toàn bộ giấu giếm tin tức, không để cho đời sau người biết, thật ra thì cựu Nhật chi chủ chết. Giang Trần Tử các hậu nhân, đều ở đây cung phụng cựu Nhật chi chủ, hương khói cường thịnh, tín ngưỡng nóng rực. Giang Trần Tử cái này cách làm, nhưng thật ra là cố ý sáng lập lời nói dối, muốn lợi dụng tín ngưỡng lực lượng, đem cựu Nhật chi chủ hồi phục. Lời nói dối lập lại 1000 lần, cũng sẽ biến thành chân thực. Giang Trần Tử là mua tạo thần. Hắn tích góp hậu nhân tín ngưỡng lực, muốn hồi phục cựu Nhật chi chủ, đem rơi xuống chân tướng, thay đổi là thần linh quật khởi. Dĩ nhiên, cái này sắp đặt chỉ là vô căn cứ. Cựu Nhật chi chủ đã sớm chết, hơn nữa còn là bị Vũ Hoàng Cổ Đế chém xuống, không phải là đơn giản lời nói dối cùng tạo thần kế hoạch, có thể nghịch chuyển. Giang Trần Tử làm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là an ủi mình, tác dụng tâm lý thôi. Diệp Thần bắt được dẫn hồn quỷ tất cả nhân quả, tự nhiên biết cái này sau lưng chân tướng, chỉ cảm thấy Giang Trần Tử có chút đáng thương. Bất quá, Giang Trần Tử sự việc, hắn cũng không quản được quá nhiều, chỉ muốn mời đối phương rời núi, cứu vãn huyết thần mà thôi. Luân hồi người thừa kế Diệp Thần, cầu gặp tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử tiền bối. Diệp Thần cao treo ở trời, cao giọng thét dài, trực tiếp tỏ rõ thân phận, muốn gặp mặt Giang Trần Tử. Hắn thanh âm, mênh mông mà lảnh lót, xa xa truyền khắp toàn bộ dẫn hồn quỷ. Dẫn hồn quỷ bên trong, mấy triệu sinh linh, nghe được Diệp Thần tiếng hô, đều là chấn động ngạc. Ở chỗ sâu một mảnh phế tích bên trong, một cái ông già tóc trắng, nghe được cái này kêu gọi, trong mắt đục ngầu nhất thời bùng nổ thành tựu xuất sắc, nhưng cái này thành tựu xuất sắc, rất nhanh lại yên tĩnh lại, tựa hồ có băn khoăn gì, hắn như cũ yên lặng đứng ở trong phế tích, chung quanh xương trắng âm hồn làm bạn, không có động tác gì. Diệp Thần thanh âm truyền ra sau đó, hắn chính là yên lặng chờ đợi. Nhưng đợi một hồi, không gặp Giang Trần Tử xuất hiện, ngược lại có một từng đạo cường đại bóng người, từ chân trời xa bão tố bắn tới. Những thứ này bóng người,
cả người cũng tràn ra một cổ hung hãn hồn lực năng lượng, võ đạo tuy bình thường, nhưng linh hồn lực lượng cường hãn dị thường. Dẫn hồn quỷ bản thân chính là luân hồi thánh hồn thiên một khối mảnh vỡ biến thành, mà luân hồi thánh hồn trời, đại biểu linh hồn lực lượng trình độ cao nhất. Cho nên, cuộc sống ở dẫn hồn quỷ trong đất võ giả, mặc dù võ đạo vậy, nhưng linh hồn chi đạo và thần hồn tu vi, vô cùng lợi hại, mặc dù nhất định là kém hơn Diệp Thần, nhưng cùng một vậy võ giả so sánh, vậy là cường hãn hơn. Vậy từng đạo bóng người, phá không bay tới, trên mặt đều là mang một chút vẻ cảnh giác. Đem Diệp Thần vây quanh vòng tròn. Dẫu sao, Diệp Thần là một cái người ngoài, mà dẫn hồn quỷ, mười mấy vạn năm tới, cho tới bây giờ không có người ngoài xông tới. Đối đãi người ngoài, dẫn hồn quỷ là tuyệt đối bài xích, bọn họ cũng không muốn bị từ bên ngoài đến người, đánh loạn mình tu luyện tiết tấu. Ngươi là người nào, vì sao phải xông vào thánh hồn thiên đường? Một cái võ giả hướng Diệp Thần chất vấn nói. Chỗ này kêu dẫn hồn quỷ. Nhưng ở người địa phương trong mắt, nơi đây là một khối thiên đường, là sắp đặt luân hồi thánh hồn thiên pháp bảo mảnh vụn thiên đường, không chịu ngoại giới phân tranh ảnh hưởng. Tại hạ Diệp Thần, chính là đời này luân hồi chi chủ, có chuyện muốn cầu gặp Giang Trần Tử tiền bối. Diệp Thần lần nữa tỏ rõ mình thân phận. Luân hồi chi chủ, chưa nghe nói qua, ngươi nói ngươi là luân hồi người thừa kế, có chứng cứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt thánh hồn mảnh vỡ? Đám người nghe được Diệp Thần danh hiệu, nhưng là chau mày, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì luân hồi chi chủ, nhưng nếu quan hệ đến luân hồi, bọn họ vậy cảnh giác, chỉ lấy là Diệp Thần mưu đồ gây rối, muốn cướp đoạt thánh hồn mảnh vỡ. Luân hồi thánh hồn thiên một khối mảnh vỡ, đại biểu diệt quỷ hồn đạo khối kia, liền chôn trên đất mạch bên trong. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới bọn họ lại chưa từng nghe qua luân hồi chi chủ. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lập tức rõ ràng, bọn họ tổ sư gia Giang Trần Tử, sống động niên đại, luân hồi chi chủ còn chưa có xuất thế, cho đến Giang Trần Tử ẩn cư sau đó, luân hồi chi chủ mới ra đời ra, cho nên bọn họ cũng không biết. Luân hồi huyết mạch lúc ban đầu, là tương tự mạch long mạch vậy tồn tại, vắt ngang tại thế giới trung ương, điều này huyết mạch sinh ra thời điểm, có rất nhiều kèm thiên tài địa bảo, vũ pháp thần thông vân. Vân, ví dụ như luân hồi thánh hồn trời, chính là luân hồi huyết mạch kèm pháp bảo. Sau đó, điều này luân hồi huyết mạch, cuối cùng từ thiên địa chóc, truyền thừa đến kiếp trước luân hồi chi chủ trong cơ thể, hiện tại lại truyền đến Diệp Thần trên mình. Mà lúc mới bắt đầu nhất, luân hồi huyết mạch chính là luân hồi huyết mạch, là địa mạch vậy tồn tại, thế gian không người có tư cách có thể chấp trường. Ta không muốn cướp đoạt thánh hồn mảnh vỡ, chỉ muốn gặp Giang Trần Tử tiền bối một mặt, xin truyền đạt một tiếng. Diệp Thần duy trì lễ phép, nói. Ai biết ngươi là người tốt người xấu, trước đeo cái này lên phong trời khóa nói sau. Những cái kia võ giả như cũ tràn đầy cảnh giác, không ai dám tin tưởng Diệp Thần, có người móc ra một bộ gông xiềng, cấp cho Diệp Thần đeo lên. Cái này gông xiềng, phía trên có khắc rất nhiều cấm chế phù văn, có thể giam cầm người võ đạo cùng tinh thần. Diệp Thần lui về phía sau một bước, tự nhiên sẽ không mặc cho người bố trí. Đám người gặp hắn không chịu đeo lên gông xiềng. Trong lòng lại là cảnh giác, bầu không khí lộ vẻ được khẩn trương. Không biết là cao nhân phương nào, đại giá đến chơi thánh hồn thiên đường, bổn tọa Tiêu Giao Quỷ Tôn, chính là nơi đây trưởng giáo, không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Vừa lúc đó, bầu trời phương xa, truyền tới một đạo vang dội thanh âm. Sau đó, nghìn vạn đạo màu đen cầu vồng, nam bắc xuyên qua, quỷ khí dày đặc như mưa đáp xuống, quỷ mưa rực rỡ tới giữa, một cái thêu ác quỷ ấn xanh nam tử. Cả người tản ra uy nghiêm hơi thở, ngự gió đạp hồng tới. Nam tử tự xưng Tiêu Giao Quỷ Tôn, Diệp Thần cảm thụ một tí hắn tu vi hơi thở, ước chừng là bách gia cảnh ba tầng thiên, dõi mắt toàn bộ địa tâm vực, đều có thể nói được cho là một khối cự phách, tuyệt đối cường giả. Dĩ nhiên, ở Diệp Thần trong mắt, loại cấp bậc này cường giả, chính là con kiến hôi tồn tại, hắn một kiếm liền có thể giết chết. Hiện tại Diệp Thần võ đạo chiến lực, chân thực cường hãn, bảy luân huyết nguyệt. Hủy diệt đạo ấn 9 tầng trời, đại thiên trọng lâu trưởng, luân hồi thần mạch, si xui kiếm đạo, tùy tiện một môn thần thông, đều đủ để nghiền ép phổ thông bách gia cảnh cường giả. Bất quá, cái này Tiêu Giao Quỷ Tôn, trừ mặt ngoài võ đạo bên ngoài, hồn lực vậy khá là cường hãn. Diệp Thần nhìn Tiêu Giao Quỷ Tôn thời điểm, vậy bắt được đối phương thần hồn chỗ sâu, vậy cổ hung mãnh hồn lực, không thể khinh thường. Tại hạ Diệp Thần, gặp qua Tiêu Giao Quỷ Tôn tiền bối.
Diệp Thần ôm quyền, như cũng duy trì lễ phép. Vậy Tiêu Dao Quỷ Tôn nói, nguyên lai là Diệp Thần Diệp đạo hữu, người nói ngươi là luân hồi huyết mạch người thừa kế. Diệp Thần nói, chính phải. Tiêu Dao Quỷ Tôn ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, ngươi chính là còn thật cảnh tầng 8 trời, lại có thể chịu đựng luân hồi lực lượng. Đây không phải là ta không tin ngươi, chỉ là ta muốn khai mở nhãn giới, xin Diệp đạo hữu biểu diễn một tí, luân hồi đạo pháp uy lực. Diệp Thần nghe được cái này Tiêu Dao Quỷ Tôn mà nói, liền biết vậy tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử, chân tướng giấu giếm được cực sâu, liền Tiêu Dao Quỷ Tôn, địa vị là trưởng giáo, lại cũng không biết chuyện của ngoại giới, tự nhiên không biết Diệp Thần thân phận. Xem ra toàn bộ dẫn hồn quỷ, chân chính biết được ngoại giới chân tướng, có lẽ chỉ có Giang Trần Tử một người, những người khác cũng thuộc về ngu dốt trạng thái. Hư Linh Thần Mạch, mở. Nếu đối phương muốn kiến thức luân hồi huyết mạch lực lượng, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng hư bia, cũng mở Hư Linh Thần Mạch. Hắn chẳng muốn quá mức kinh thế hãi tục, cho nên chỉ phô bày hư bia, chỉ mở Hư Linh Thần Mạch. Hư Linh Thần Mạch mở một cái, nhất thời ở giữa thiên địa, không gian phong bạo nổ tung, hô hô vang dội, có vô số chảy loạn, như đao kiếm vậy gào thét, thật may bị Diệp Thần nắm trong tay ở, không có bốn phía chém chết, nếu không, người ở chỗ này đều phải chết. Thật là cường hãn không gian chi lực. Đây chính là luân hồi huyết mạch lực lượng sao? Ta đúng là bắt được luân hồi hơi thở, cùng thánh hồn mảnh vỡ tương thông. Chẳng lẽ vắt ngang tại thế giới trung ương luân hồi huyết mạch, đã bị người thừa kế? Cái này thế gian, lại có người có thể chịu đựng luân hồi uy lực. Đám người cảm nhận được bốn phía bạo động không gian chảy loạn, còn có sau lưng ẩn chứa luân hồi uy nghiêm, đều là vô cùng kinh hãi, rối rít lui về phía sau, dùng không thể tin ánh mắt, đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần bề ngoài tu vi, tuy chỉ có còn thật cảnh tầng 8 trời, nhưng từ mới vừa triển hiện thủ đoạn tới xem, nếu quả thật đang đánh, chỉ sợ Tiêu Dao Quỷ Tôn cũng không phải là địch thủ của hắn. Tiêu Dao Quỷ Tôn ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, lúc đầu các hạ thật thừa kế luân hồi huyết mạch. Người có thể biến dạng hư không đi vào, chính là dựa vào huyết mạch này uy lực chứ. Hắn ánh mắt khá là cay nghiệt, đã nhìn ra vậy Hư Linh Thần Mạch cường hãn. Dẫn hồn quỷ không gian khép kín, căn bản không có ra vào miệng, nhưng Diệp Thần có thể đi vào, rõ ràng cho thấy dựa vào Hư Linh Thần Mạch uy lực, trực tiếp xé nát nơi có không gian bình phong che chở. Diệp Thần cười một cái, nói, lỗ mãng viếng thăm, xin các hạ thứ lỗi, ta hôm nay muốn gặp Giang Trần Tử tiền bối một mặt, các hạ có thể hay không truyền đạt một tiếng. Tiêu Dao Quỷ Tôn sắc mặt trầm xuống, nói, sư phụ ta bế quan nhiều năm, đừng nói là ngươi. Liền ta ngày thường vậy rất khó gặp một lần, người muốn gặp hắn, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lúc đầu hắn là tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử học trò. Một tên học trò, tu vi đều có bách gia cảnh ba tầng thiên, có thể tưởng tượng được vậy Giang Trần Tử thực lực. Diệp Thần nói, làm phiền các hạ truyền đạt một tiếng. Tiêu Dao Quỷ Tôn trầm tư một hồi, liền móc ra một tấm phủ chiếu, linh khí thúc dục, nói, ngươi lại vân. Vân. Ta hỏi một chút sư phụ ý kiến, hắn có chịu hay không gặp ngươi, vậy phải xem lão nhân gia ông ta tâm tình. Phù này chiếu, lộ vẻ lại chính là đưa tin phù chiếu. Tiêu Dao Quỷ Tôn đưa tin đi qua, hướng Giang Trần Tử hỏi phải chăng gặp khách, chỉ chốc lát sau, vậy phù chiếu lóe ra một hồi quỷ dị màu đen mang khí. Tiêu Dao Quỷ Tôn con ngươi co rúm một cái, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, tựa hồ sư phụ hắn bên kia, có kinh người gì tin tức truyền tới. Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói, Giang Trần Tử tiền bối nói thế nào? Sư phụ ta nói, Tiêu Dao Quỷ Tôn sắc mặt rất là cổ quái, chần chờ một chút tử, sau đó trong mắt đột nhiên bạo khởi nhọn sát khí, quát lên. Sư phụ ta nói, ngươi cái này luân hồi chi chủ là giả. Ngươi là Vũ Hoàng cổ đế gian tế, ngươi muốn đến mưu hại võ thiên đế. Dừng một chút, hướng người chung quanh hạ lệnh, người đâu, cái này gian tế muốn mưu hại võ thiên đế. Mau đem hắn bắt. Hắn trong miệng võ thiên đế, chính là cựu nhật chi chủ võ tuyệt thần. Thiên đế, là một cái xưng hô, đại biểu địa vị trí cao vô thượng. Ví dụ như kiếp trước luân hồi chi chủ, ngực khối kia linh khí dư thừa nhất đạo cốt, gọi làm thiên đế cốt, thiên đế hai chữ, chính là trí cao vô thượng ý. Mà cựu nhật chi chủ xưng bá thời đại, chính là bị người tôn xưng là võ thiên đế. Đương kim thiên đế, chính là Vũ Hoàng cổ đế. Bất quá Vũ Hoàng cổ đế tên thật, từ mang đế uy, cho nên hắn không hề xưng đế.
Vũ Hoàng cổ đế trinh phạt luân hồi chi chủ, chính là Hạ Chiếu nói Diệp Thần mưu toan lật đổ thiên địa, tự xưng Diệp Thiên Đế, cho nên hắn muốn trinh phạt Chu Diệt, là vì duy trì thiên địa đại cuộc ý. Đám người nghe được Diệp Thần lại là gian tế, còn muốn mưu hại Võ Thiên Đế, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Cái này một tí nổi lên biến cố, liền Diệp Thần cũng là tại chỗ ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới vậy Giang Trần Tử, lại nói mình là gian tế, còn muốn phái người bắt hắn. Hồn kỹ, Xâm La Quỷ Diệt. Tiêu Dao Quỷ Tôn trước tiên động thủ trước, bàn tay như núi cao vậy gào thét ra, hướng Diệp Thần đầu vỗ tới. Một trường này, nhưng là hồn kỹ, hàm chứa hào hùng linh hồn năng lượng. Tiêu Dao Quỷ Tôn biết rõ Diệp Thần võ đạo mạnh mẽ, nếu như bình thường tỉ thí, mình chỉ sợ không chống nổi ba chiêu, sẽ bị chém chết. Cho nên, hắn ra tay một cái, chính là vận dụng hồn kỹ, muốn lợi dụng linh hồn lực lượng, đem Diệp Thần hoàn toàn trấn áp. Một chiêu này Xâm La Quỷ Tiêu diệt ra, quỷ khí dày đặc, chung quanh hư không, bị Tiêu Dao Quỷ Tôn trưởng phong kích động, lại nổ tung ra vô cùng âm hồn, vô cùng quỷ quái, như ong vỡ tổ hướng Diệp Thần đạp chết ra. Mà đây chút âm hồn quỷ quái, thật ra thì đều là ảo tưởng, cũng không có thực chất thân thể, không tổn thương người máu thịt, chỉ xâm nhập phạt người tinh thần hồn phách. Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, chút nào không phòng bị dưới, bỗng nhiên bị Tiêu Dao Quỷ Tôn nhất kích, chỉ cảm thấy hô hấp ngưng động chất, linh hồn có dũng khí biến dạng vậy đau đớn, dường như muốn bị muôn vàn ác quỷ nghiền nát. Võ Tổ Đạo Tâm, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức mở Võ Tổ Đạo Tâm, ổn định tâm thần. Võ Tổ Đạo Tâm mở một cái, Diệp Thần tinh thần, lập tức chấn định lại, thân thể như có một tầng kim quang bảo vệ, vô luận lại hung mãnh quỷ quái, đều không cách nào đến gần hắn chút nào. Hồng Mông Đại Tinh Không, lên. Hạ một sát, Diệp Thần bàn chân đạp một cái, một phiến khoáng đạt tinh không, từ sau lưng hắn nổi lên, ngay tức thì mở rộng, xung nhét nguyên phiến thiên địa. Lúc đầu âm phong thảm đạm dẫn hồn quỷ, hoàn toàn bao phủ ở Diệp Thần Hồng Mông Đại Tinh Không dưới, nhưng đổi được ánh sao lóng lánh, sáng chói mà quang minh, lại cũng không thấy được một chút quỷ khí. Cùng lúc đó, Diệp Thần tự thân hồn lực, cũng là điên cuồng gào thét ra, cùng Tiêu Dao Quỷ Tôn đối kháng. Hắn trừ võ đạo cường hãn bên ngoài, tự thân hồn lực, cũng là kinh thiên, chút nào không kém. Cái gì? Tiêu Dao Quỷ Tôn thấy Diệp Thần thủ đoạn, vô luận là Võ Tổ Đạo Tâm, vẫn là Hồng Mông Đại Tinh Không, hay hoặc là vậy động trời hồn lực, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đây quả thực không phải là người thủ đoạn, là Thái Thượng Thiên Thần, vô cùng cường hãn. Mà ở chung quanh các võ giả, cảm nhận được Diệp Thần vậy động trời hồn lực, cũng là dọa sợ không nhẹ. Thằng nhóc này, hồn lực làm sao như vậy khủng bố? Đám người một hồi run rẩy, ở Diệp Thần hồn lực bao phủ hạ, bọn họ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, linh hồn dường như muốn bị chiếm đoạt chôn vùi vậy. Diệp Thần hồn lực bao phủ ở đám người, cả người phơi bày ra một cổ thiên đế chiến thần, không thể chiến thắng uy nghiêm, hắn cũng không có động sát thủ, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Dao Quỷ Tôn nói. Ta không có ác ý, ta cũng không là gian tế, trong này nhất định có hiểu lầm. Kêu sư phụ ngươi Giang Trần Tử đi ra gặp ta, hết thảy cũng có thể giải thích. Bị người dùng như vậy thô bạo thủ đoạn đối đãi, Diệp Thần giọng vậy mang một chút khó chịu, nhưng hắn miễn cưỡng kềm chế, cũng không có quá mức tức giận. Tiêu Dao Quỷ Tôn cười hắc hắc, nói, ngươi chính là gian tế, sư phụ ta chẳng lẽ còn có thể hiểu lầm ngươi. Đừng lấy vì ngươi tu vi cường hãn, liền có thể là tùy ý là, này phương thánh hồn thiên đường, chính là chúng ta thiên võ tiên môn địa bàn. Còn chưa tới phiên ngươi tới ngang ngược. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Dao Quỷ Tôn nhất thời một cái pháp quyết, chợt quát lên. Thiên Phú Sáu nói, luân hồi thánh hồn thiên, lên. Pháp quyết này vừa rơi xuống, dẫn hồn quỷ đất địa mạch, nhất thời kịch liệt lắc lư. Động đất đáng, bản khối dạn nứt, sơn hà đong đưa hám, chim muông kinh bay. Một khối đen nhánh tinh thể mảnh vỡ, từ địa mạch chỗ sâu bay ra. Khối này tinh thể mảnh vỡ. Đen nhánh mà trong suốt, toàn thân còn quấn từng tầng một nghiêm ngặt quỷ khí, lại không có phát hiện thật phép tắc tồn tại, một mắt nhìn sang, chỉ thấy không không vậy hư không, làm người ta có dũng khí cảm giác mất mát to lớn, dường như muốn bị chiếm đoạt vậy. Đây là, luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ. Diệp Thần thấy đen nhánh kia tinh thể mảnh vỡ, nhất thời kinh hãi. Thiên Phú Sáu nói, luân hồi thánh hồn trời, pháp bảo này phân chia 6 khối mảnh vỡ. Mỗi một khối mảnh vụn đạo pháp, mỗi người không giống nhau. Khối này đen nhánh tinh thể mảnh vỡ,
rõ ràng chính là 6 khối mảnh vỡ một trong, đại biểu diệt quỷ hồn nói. Tinh thể mảnh vỡ chỗ sâu, đóng dấu trước một cái yêu dị quỷ chữ, tản mát ra vô cùng minh mông linh hồn năng lượng. Cái này cổ linh hồn năng lượng cường đại, thậm chí liền Diệp Thần, đều cảm thấy một chút run rẩy. Luân hồi thánh hồn trời, không hổ là xếp hạng thứ nhất thái thượng thần khí, quả nhiên là cường hãn, chính là một khối mảnh vỡ, lại liền ta đều cảm thấy kiêng kỵ. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, trong lòng lại là một hồi vui sướng, nếu như hắn có thể chấp trưởng luân hồi thánh hồn trời, há chẳng phải là vô địch. Cái này luân hồi thánh hồn trời, đối với linh hồn tăng thêm hiệu quả, đặc biệt to lớn, nếu như có thể chấp trưởng luyện hóa, dĩ nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng mà, kinh ngạc vui mừng ý niệm, chỉ kéo dài ngay tức thì, liền rất nhanh tắt xuống. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng xuống, hiện tại khối này thánh hồn mảnh vỡ, nhưng đang công kích hắn. Mặc dù Tiêu Dao Quỷ Tôn, cũng không có luân hồi huyết mạch, không cách nào phát huy thánh hồn mảnh vụn uy lực chân chính, nhưng hắn dẫu sao điều nghiên diệt quỷ hồn đạo mấy chục ngàn năm, cũng có thể điều động một chút thánh hồn mảnh vụn uy nghiêm, nhưng là không thể khinh thường. Diệt quỷ hồn nói, vạn quỷ sát tâm, phá. Tiêu Dao Quỷ Tôn quát lên một tiếng lớn, lấy thánh hồn mảnh vỡ là chịu đựng, tương diệt quỷ hồn đạo hồn kỹ năng tính, hoàn toàn bộc phát ra. Khắc khắc khắc, khắc khắc, từng trận nhọn cổ quái, khàn khàn khó nghe, làm người ta sợ hãi tiếng kêu, quỷ khóc sói chu, từ vậy thánh hồn mảnh vỡ bên trong truyền ra, sau đó là chi chít ác quỷ, không biết có nhiều ít ngàn vạn, ùn ùn kéo đến, đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ ở. Cái này ngàn vạn ác quỷ, đều là từ thánh hồn mảnh vỡ bên trong diễn hóa ra tới, mỗi một đầu đều tràn đầy cường hãn linh hồn năng lượng, có thể xâm nhập phạt người tinh thần, đem người thần hồn, sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Nhưng gặp vậy ngàn vạn con ác quỷ, điên cuồng hướng Diệp Thần đạp chết tới, cũng không phải tổn thương Diệp Thần thân xác, mà là trực tiếp đạp chết hắn thần hồn. Đây là vạn quỷ sát tâm thần thông. Diệp Thần mắt xem vô cùng ác quỷ nhào tới, cảm giác sâu sắc nguy cơ, hai tay mơ hồ có thế giới vô biên minh mông khí tượng nổi lên, liền chuẩn bị thi triển Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, trực tiếp phá đánh ra. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng môn thần thông này, cực kỳ cương mãnh, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Bất kể là cái gì cường địch, cái gì âm hồn quỷ quái, đều có thể một trường đánh bể. Mặc dù thi triển Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, tiêu hao to lớn, nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, nếu như lại không phá đánh ra, chỉ sợ ở bị bắt ở. Mộ chủ đại nhân, chậm đã. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, cửu U Tà Quân thanh âm nhưng là truyền ra, muốn ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần nói, tiền bối. Làm sao? Cửu U Tà Quân nói, người Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng uy thế quá lớn, chỉ sợ sẽ tổn hại vậy thánh hồn mảnh vỡ. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Đúng là, hắn Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, cả thiên địa vũ trụ đều có thể đánh bể, nếu như dùng sắp xuất hiện tới, chỉ sợ sẽ thương tổn tới vậy thánh hồn mảnh vỡ. Tuy nói chưa đến nỗi kích hủy, nhưng nhất định là tổn thương nặng, đến lúc đó muốn tu bổ, vậy thì phiền toái. Cửu U Tà Quân nói tiếp, vậy Giang Trần Tử lại còn nói ngươi là gian tế, hắn nhất định là cố ý muốn chế tạo hiểu lầm, nhưng ngươi cùng hắn không thù không oán, hắn không có lý do còn muốn hại ngươi. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi nói như thế nào? Cửu U Tà Quân nói, trước hay là giả vờ đầu hàng, yên lặng theo dõi kỳ biến, ta cùng vậy Giang Trần Tử cũng coi là đồng môn, ở không biết hắn mưu đồ trước, còn chưa muốn xé rách ra mặt cho thỏa đáng. Hắn biết rõ Diệp Thần mạnh mẽ, nếu như Diệp Thần bạo lái, chỉ sợ người ở chỗ này đều phải chết, đến lúc đó cũng không tốt thu thập. Nếu muốn mời Giang Trần Tử rời núi, vậy dĩ nhiên không thể xé rách ra mặt. Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn không rõ ràng, vì sao Giang Trần Tử muốn bêu xấu hắn, nói hắn là gian tế. Những nghi vấn này, không có tháo ra trước, Diệp Thần cũng cảm thấy được Cửu U Tà Quân nói có lý, vẫn là đừng xé rách ra mặt cho thỏa đáng. Lập tức Diệp Thần rút ra sát kiếm, giả vờ huy động mấy kiếm, đánh lui gần người ác quỷ yêu đám người, sau đó liền giả vờ không địch lại, thu kiếm giơ cao hai tay nói, tốt lắm, đừng đánh, ta đầu hàng. Thấy Diệp Thần đầu hàng, Tiêu Dao Quỷ Tôn mặt đầy vui mừng, nói, rất tốt, người cái này gian tế ngược lại cũng thức thời, người đến, đem hắn áp xuống, mang nhập thiên táng cửa. Thu hồi thánh hồn mảnh vỡ, lại trân trọng, lần nữa phong tồn tại mạch bên trong. Chừng võ giả kêu, ưng. Thì có hai cái võ giả,
cho Diệp Thần đeo lên phong trời khóa, niêm phong ở hắn tu vi, đem hắn giải đi. Nếu như là ở lúc trước, Diệp Thần còn thật sẽ bị giam cầm ở. Nhưng hiện tại, hắn võ đạo cường hãn, đặc biệt là luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng sau đó, hắn võ đạo, đã không phải là bất kỳ thủ đoạn có thể giam cầm. Cái này phong trời khóa, đối với hắn mà nói, chính là trưng bày, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm liền có thể cựa ra. Bất quá, Diệp Thần vẫn không muốn xé rách ra mặt, muốn xem vậy Giang Trần Tử, rốt cuộc có cái gì mưu đồ, tại sao phải nói hắn là gian tế. Lập tức Diệp Thần tỉnh bơ, đừng thật bị trấn áp giam cầm hình dáng, cũng không có phản kháng. Vậy hai cái võ giả, cuối cùng áp giải hắn, đi tới dẫn hồn quỷ đất bắc bên, một miếng âm u kinh khủng môn hộ trước mặt. Cánh cửa này hộ, khảm nạm ở vách núi tới giữa, đen nhánh quỷ dị, tràn ngập từng tia táng diệt uy nghiêm, tựa hồ cả thiên địa đều có thể mai táng, vô cùng cường hãn. Nhìn kỹ lại, ở đó môn hộ trên, lại có rất nhiều loang lổ vết rách. Môn hộ này, đã mài mòn. À, là thiên táng cửa, cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Cửu U Tà Quân nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nhắc nhở. Lúc đầu cánh cửa này hộ, tên là trời táng cửa, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong. Hồng hoang cửu môn bên trong, Diệp Thần đã gặp qua vạn ác cửa. Mà đây thiên táng cửa, hơi thở so với vạn ác cửa còn đáng sợ hơn, phơi bày ra một loại táng diệt thiên địa đại khí phách, tựa như thế gian hết thảy đồ, đều có thể hoàn toàn mai táng, cực kỳ cường hãn. Diệp Thần âm thầm lưu ý, dùng nguyện vọng thiên tinh bảo vệ tâm hồn, lại dùng hoàng tuyển đồ, bảo vệ thân xác, làm xong tuyệt đối phòng ngự. Vào đi thôi, qua mấy ngày chính là võ thiên đế sinh nhật, người cái này gian tế, ngược lại là rất thích hợp cầm tới làm tế phẩm tế trời. Một cái võ giả cười hắc hắc, đem Diệp Thần đẩy vào thiên táng cửa bên trong. Thiên táng cửa nội bộ, nhưng là một phiến luyện ngục vậy cảnh tượng, vạn cổ tới nay, bị cánh cửa này hộ, mai táng qua kẻ địch. Dày đặc xương trắng, vô cùng máu tươi, đều ở đây môn hộ bên trong ứ đọng, mùi máu tanh xông lên cái mũi, nhìn thấy mà đau lòng. Thật may Diệp Thần sớm có chuẩn bị, vô luận là thân xác, vẫn là thần hồn, đều có pháp bảo bảo vệ, cho nên cũng không có bị hoàn cảnh chung quanh tồi tệ ảnh hưởng. Phịch! Vậy dẫn hồn quỷ đất võ giả, đem Diệp Thần tống giam sau khi đi vào, liền đóng chặt lại liền cửa. Diệp Thần xác định bốn phía không người sau đó. Tự đi tháo ra phong trời khóa, lại sử dụng nguyện vọng thiên tinh, linh khí thúc dục, quát lên, ta cầu nguyện, xương trắng tản đi, máu tươi đuổi hết. Cái này cầu nguyện thanh âm vừa rơi xuống, Diệp Thần chung quanh xương trắng cùng máu tươi, toàn bộ tan đi, xuất hiện một khối thiên đường, liền không khí cũng đổi được mát mẻ đứng lên. Diệp Thần liền ngồi xếp bằng xuống, thoáng an thần tâm thần, suy nghĩ Giang Trần Tử cử động, rốt cuộc là tại sao. Nhưng suy đi nghĩ lại. Diệp Thần cũng không biết, vì sao Giang Trần Tử muốn cố ý bêu xấu mình, còn nói hắn là gian tế. Ở trên trời táng cửa bên trong, Diệp Thần vượt qua 3 ngày. 3 ngày sau, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. Diệp Thần từ thiên đường bên trong đi ra, máu tươi đem vậy phiến thiên đường chìm ngập, hắn lại lần nữa đeo lên phong trời khóa, ngụy trang ra một bộ bị hành hạ suy sụp tinh thần hình dáng. Thiên táng cửa mở ra. Một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, chính là Tiêu Dao Quỷ Tôn. Ở Tiêu Dao Quỷ Tôn sau lưng, còn đi theo mấy tên hộ vệ. Tiêu Dao Quỷ Tôn cười hắc hắc, nhìn về Diệp Thần, nói, thằng nhóc, người cái này gian tế, mưu toan mưu hại võ thiên đế, thật may bị sư phụ ta con mắt tinh tường đoán được, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Thần gương mặt không thay đổi, nói, các ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Tiêu Dao Quỷ Tôn nói, dĩ nhiên là muốn bắt ngươi tế trời, ngày hôm nay vừa lúc là võ thiên đế sinh nhật, người máu tươi cùng tánh mạng, chính là tốt nhất tế phẩm. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Dao Quỷ Tôn vung tay lên, sau lưng hai tên hộ vệ đi ra, một trái một phải đem Diệp Thần giam ở, lộ ra thiên táng cửa. Sau đó, Diệp Thần bị Tiêu Dao Quỷ Tôn đoàn người, dẫn tới dẫn hồn quỷ đất trung ương. Cái này trung ương vùng, xây dựng một tòa quảng trường. Lúc đó chính gặp sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, liền dẫn hồn quỷ đất âm khí, cũng tiêu tán rất nhiều, bầu trời khó khăn được trời tạnh. Mà ở trên quảng trường, tiếng người ồn ào, chen đầy các nơi chạy tới tín đồ, người trên mặt người cũng tràn đầy vui mừng sung sướng thần sắc. Bởi vì ngày hôm nay, chính là võ thiên đế sinh nhật, cũng là dẫn hồn quỷ trọng yếu nhất ngày lễ.
dẫn hồn quỷ trong đất mọi người, cũng không biết bọn họ trong lòng Võ Thiên Đế, thật ra thì đã sớm bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, bây giờ bên ngoài cũng không có Võ Thiên Đế tồn tại, chỉ có Cựu Nhật Chi Chủ truyền thuyết. Diệp Thần bị giải đến trên quảng trường, bị ném vào heo chó dê bỏ vân. Vân xúc sinh trong hàng ngũ, chuẩn bị muốn bắt tới làm tế phẩm, tế bái Võ Thiên Đế. Võ Thiên Đế pho tượng, đứng sừng ở quảng trường nhất trung tâm vùng, pho tượng động tác, phơi bày tay đè chuôi kiếm tư thái, hùng vĩ anh phát, xem tướng hình dáng chính là Cựu Nhật Chi Chủ Võ Tuyệt Thần. Bất quá pho tượng kia tư thái hình dáng, so với Diệp Thần đã gặp Cựu Nhật Chi Chủ, vậy phải hùng vĩ được nhiều, Cựu Nhật Chi Chủ hoàn toàn tịch mịch, nhưng thì không cách nào cùng pho tượng vậy oai hùng anh phát hình dáng so sánh. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, cũng không gặp Tuyệt Diệt Hồn Sư Giang Trần Tử bóng người, chàng này tế bái buổi lễ, là do Tiêu Dao Quỷ Tôn chủ trì. Giang Trần Tử tên kia còn không xuất hiện, nếu như hắn còn muốn đánh chơi chữ, vậy đừng trách ta vô tình. Diệp Thần nội tâm âm thầm lướt qua một chút dùng mình, hắn đã quá khách khí, mấy ngày nay không có làm chút nào phản kháng, chính là chờ Giang Trần Tử ra để giải thích. Nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới, cũng tới hôm nay, Diệp Thần cũng chuẩn bị phải bị cầm đi tế trời, Giang Trần Tử còn chưa phát hiện thân. Diệp Thần nóng nảy có hạn, nếu như đối phương tiếp tục đánh chơi chữ mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể xé rách ra mặt. Nếu như hắn muốn động thủ, chỉ sợ toàn bộ dẫn hồn quỷ, mấy triệu sinh linh, cũng không ngăn nổi hắn sát phạt, mấy nén hương thời gian, liền đủ hắn giết mặc cái thế giới này. Cửu U Tà Quân trầm giọng nói, trước xem nói sau. Hắn vẫn là chưa tin, Giang Trần Tử sẽ vô duyên vô cớ tổn thương Diệp Thần. Các vị, hôm nay là Võ Thiên Đế sinh nhật, mọi người làm xong cung phụng tuần lễ, tất có thể đạt được Võ Thiên Đế che chở. Tiêu Dao Quỷ Tôn đứng ở trên quảng trường phương trên đài cao, chủ trì tế tự buổi lễ, giọng tràn đầy kích động cùng thành kính ý. Hắn vậy tin phụng Võ Thiên Đế. Tại chỗ các tín đồ, người người nhảy cẫng hoan hô, cao giọng kêu gào, tất cả mọi người đều mang cung kính thành kính thần sắc, bọn họ đều là Võ Thiên Đế tín đồ. Diệp Thần trong lòng ngầm cười, nếu như bị những thứ này tín đồ, biết Võ Tuyệt Thần rơi xuống chân tướng, chỉ sợ tín ngưỡng của bọn họ, sẽ lập tức sụp đổ, tinh thần điên mất vậy nói không chừng. Nhưng gặp từng cái tín đồ, hạng thắp nhang, lục tục dâng lên tất cả loại thiên tài địa bảo lễ vật, dùng để cung phụng Võ Thiên Đế. Tiêu Dao Quỷ Tôn thủ hạ tế tự nghi quan, bắt đầu xẻ thịt dê bò ra súc, lấy máu tươi cung phụng lên trời. Rất nhanh, đến phiên Diệp Thần. Hai cái tế tự nghi quan, đem Diệp Thần giải đến Võ Thiên Đế pho tượng trước, muốn cho Diệp Thần quỳ xuống, nhưng Diệp Thần lưng thẳng tắp, lại không có quỳ xuống. Vậy hai cái nghi quan, đá Diệp Thần đầu gối, nhưng cảm thấy đá gậy sắt, nhất thời ngạc nhiên, mơ hồ phát hiện không đúng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn xem Võ Tuyệt Thần pho tượng, nguyên cái pho tượng tràn ngập từng vòng ánh sáng trắng, những thứ này ánh sáng trắng, là tín ngưỡng lực lượng, hội tụ mấy triệu tín đồ nguyện lực, mênh mông như đại dương vậy. Ông, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể hoang ma thiên kiếm, tựa hồ khác thường động. Cựu Nhật Chi Chủ hồi phục sau tàn hồn, đang hắn hoang ma thiên kiếm bên trong. Hiện tại, Cựu Nhật Chi Chủ tàn hồn, lại cùng pho tượng sinh ra đồng tình. Dẫn hồn quỷ đất mấy triệu tín đồ, vốn chính là cung phụng Cựu Nhật Chi Chủ, Cựu Nhật Chi Chủ chính là Võ Thiên Đế, Võ Thiên Đế chính là Cựu Nhật Chi Chủ. Cái này một tí, Võ Thiên Đế pho tượng lên tín ngưỡng ánh sáng, lại cùng Diệp Thần hoang ma thiên kiếm đồng tình, tựa hồ chuẩn bị phải hướng hắn dòng nước chảy đi. Các vị, ngày hôm nay chúng ta chộp được một cái vùng khác xông vào gian tế, hắn muốn mưu hại Võ Thiên Đế, các ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này, Tiêu Dao Quỷ Tôn còn không phát hiện khác thường, mắt nhìn toàn trường, lớn tiếng nói. Làm thịt hắn, cầm hắn máu tươi, cung phụng Võ Thiên Đế. Toàn trường đám người xôi trào, rối rít tức giận mắng Diệp Thần, ánh mắt vậy mang tức giận nhìn sang, còn có người hướng Diệp Thần ném đồ lặt vặt. Tiêu Dao Quỷ Tôn gật đầu nói, rất tốt, nếu là gian tế, vậy dĩ nhiên phải đem hắn làm thịt, người đến, giết hắn. Lúc này dưới mệnh lệnh tới, kêu vậy hai cái nghi quan, giết chết Diệp Thần. Vậy hai cái nghi quan rút ra một cái đao, liền chuẩn bị cắt vào Diệp Thần cổ. Ngay tại lúc này, dị biến xảy ra. Nhưng gặp vậy Võ Thiên Đế pho tượng, tất cả minh mông tín ngưỡng nguyện lực, điên cuồng đi Diệp Thần thân thể hội tụ đi. Trong phút chốc, mấy triệu tín đồ tín ngưỡng, đều bị Diệp Thần hấp thu hết. Diệp Thần cả người bốc ra một cổ thần thánh chói lọi,
phơi bày so thái dương còn muốn sáng chói màu trắng bạc, làm người ta hoa mắt. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thành võ thiên đế hóa thân, chỉ là tùy ý đi vậy một chạm, đều có một cổ động trời khí phách, tựa như hắn chính là nắm giữ thế gian đế hoàng. Đây là, chuyện gì xảy ra? Võ thiên đế cung phụng tín ngưỡng, làm sao bị hắn hấp thu? Chẳng lẽ hắn là võ thiên đế chuyển thế? Điều này sao có thể? Mọi người thấy kinh người này dị tượng, hoàn toàn sợ ngây người, chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản cung phụng cho võ thiên đế tín ngưỡng, lại có thể toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần cả người linh khí nổ tung, có từng cổ một không gian lực lượng nổ đi ra, trực tiếp đem phong trời khóa nghiền nát, khôi phục tự do. Chung quanh nghi quan, bọn hộ vệ, bị Diệp Thần khí thế sở kích, đều là kinh hoàng sau lui ra. Vậy hào hùng tín ngưỡng năng lượng, nhưng là bị Linh Nhi hấp thu hết. Chặc chặc, những năng lượng này ngược lại là tinh thuần, rất thích hợp ta tư bổ. Linh Nhi liếm môi một cái, nhưng là nàng chủ động hấp thu hết những tín đồ kia tín ngưỡng lực. Ở bàng bạc tín ngưỡng năng lượng bồi bổ hạ, nàng trạng thái thật to khôi phục, mà Diệp Thần hư bia, vậy vào giờ khắc này lột xác viên mãn, hư linh thần mạch lực lượng, đổi được cường đại hơn. Coi như Diệp Thần không có tận lực động thủ, hắn huyết mạch chỗ sâu không gian lực lượng thần uy, đều là trực tiếp bùng nổ, nghiền nát trói buộc hắn phong trời khóa. Hiện tại, Diệp Thần hư bia, cũng cùng Trần bia, Viêm bia, Phong bi vân. Vân bia đá như nhau, hoàn toàn lột xác viên mãn, linh khí đạt tới đỉnh cấp. Cái này cổ viên mãn cảm giác, để cho Diệp Thần cả người hơi thở dồi dào, có vẻ thoải mái. Người hấp thu hết cựu Nhật chi chủ tín ngưỡng, chú ý hắn trách phạt ngươi. Diệp Thần cảm thấy được Linh Nhi động tác, nhưng là lườm một cái. Linh Nhi nói, điểm này tín ngưỡng, đối với cựu Nhật chi chủ mà nói, còn chưa đủ nhét kẻ răng, ngược lại không như tiện nghi chúng ta coi là. Cựu Nhật chi chủ đỉnh cấp thời đại, thống lĩnh toàn bộ thái thượng thế giới, thế lực phóng xạ chư thiên vũ trụ, tín đồ trăm triệu tỷ vạn, không thể tính. Mà dẫn hồn quỷ trong ruộng, nói xé trời chỉ có mấy triệu người, cái này mấy triệu tín đồ năng lượng, đối với cựu Nhật chi chủ mà nói, dĩ nhiên là không đáng giá để ra. Bất quá, phần này năng lượng, đối với hư bia mà nói, nhưng rất trọng yếu, có thể để cho hư bia đi về phía viên mãn, cũng có thể để cho Linh Nhi trạng thái thật to khôi phục. Cho nên, Linh Nhi dứt khoát mình nuốt, vậy không khách khí. Diệp Thần cũng không nói gì nhiều, dẫu sao Linh Nhi điểm nhỏ này động tác, đều là chuyện nhỏ, cùng chân chính đại cuộc so sánh, không đáng giá để ra. Mà Tiêu Dao Quỷ Tôn, thấy Diệp Thần hấp thu hết võ thiên đế tín ngưỡng, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Một màn trước mắt, hiện ra vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn ngạc nhiên lẩm bẩm nói, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, sư phụ cũng không nói à, chẳng lẽ đây là kế hoạch ra khảo nghiệm. Hắn mờ mịt luống cuống, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Hắn cùng chung quanh mấy triệu tín đồ như nhau, cũng là vô cùng sùng bái võ thiên đế, nội tâm tín ngưỡng mãnh liệt. Nhưng hiện tại, thấy Diệp Thần hấp thu hết võ thiên đế thơm năng lượng hỏa, hắn lại có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Mà toàn trường các tín đồ, cũng là rơi vào hỗn loạn cùng hỗn loạn bên trong, tất cả người mặt đầy bất an cùng sợ hãi, hoàn toàn muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà đang ở toàn trường hỗn loạn để gặp, bầu trời sấm sét chấn động, bỗng nhiên bị một phiến hắc khí bao phủ. Hắc khí cuồn cuộn sôi trào, như ngày tận thế hạ xuống. Đầy trời hắc khí bên trong, dần dần hiển hóa ra một tấm già nua mặt người, mang mãi mãi bể râu, tịch mịch, còn có trí khôn, uy nghiêm vân. Vân thần sắc, tổ sư gia hiển linh. Tổ sư gia muốn xuất quan sao? Có tổ sư gia ở chỗ này, tất có thể giải quyết trước mắt cổ quái. Một đám các tín đồ, thấy trên trời hiện ra già nua mặt người, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, rối rít quỳ xuống, cùng kêu lên hô. Bái kiến tổ sư gia. Lúc đầu trên bầu trời mặt người, chính là dẫn hồn quỷ phía sau màn nắm giữ, cũng là nơi này tất cả mọi người tổ tiên, ngày xưa thiên võ tiên môn cường giả, quỷ đạo thánh hồn mảnh vụn người chấp trường, tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử. Tiêu Dao Quỷ Tôn chỉ là Giang Trần Tử học trò, hắn bề ngoài là trưởng giáo, nhưng chỗ này chân chính nắm giữ, chính là sư phụ hắn Giang Trần Tử. Bái kiến sư tôn. Thấy Giang Trần Tử xuất hiện, Tiêu Dao Quỷ Tôn vậy không ngừng bận rộn quỳ xuống. Giang Trần Tử ánh mắt nhưng chỉ nhìn chăm chú Diệp Thần, nói, Diệp đạo hữu, lão phu hiểu lầm, người thật ra thì không phải gian tế, mời đi theo tụ họp một chút.
Nghe được Giang Trần Tử mà nói, tại chỗ các tín đồ, lại là ngạc nhiên. Lúc đầu Diệp Thần không phải gian tế, đây chỉ là một trận hiểu lầm sao? Diệp Thần hừ một tiếng, mấy ngày nay thời gian, hắn không có bị một chút sùng lễ, còn muốn bị cầm tới giết chết tế trời, đổi ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Bất quá, hắn vậy muốn nghe một chút Giang Trần Tử giải thích, liền ngự gió lên, ở Giang Trần Tử dưới sự hướng dẫn, một đường phá không, cuối cùng đi tới dẫn hồn quỷ đất một nơi trong phế tích. Chỗ này phế tích, phủ đầy xương trắng âm hồn. Mà Giang Trần Tử chân thân, thì lẻ loi đứng ở đầy đất xương trắng bên trong, lộ vẻ được thê lương tịch mịch. Hình ảnh này, Diệp Thần đã sớm rình rập qua, cho nên cũng không cho là lạ. Giang Trần Tử tiền bối, xin ngươi hãy cho ta một cái giải thích. Diệp Thần từng bước một đạp bể xương trắng, đi tới Giang Trần Tử trước mặt. Nếu như không phải là hắn võ đạo cường hãn, hắn sớm bị phong trời khóa nhốt, cuối cùng thậm chí phải bị cầm đi tế trời. Giang Trần Tử cười khổ một tí, quay đầu lại, đục ngầu ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đại giá ngươi đến chơi ta cái này địa phương rách, không biết ngươi có cái gì phải làm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn muốn mời Giang Trần Tử ra tay, cứu vãn huyết thần, nhưng mấy ngày này gặp gỡ, để cho hắn hiện tại không chịu yếu thế mở miệng, liền nói. Giang tiền bối, vẫn là ngươi trước giải thích một chút, bêu xấu ta là gian tế, thậm chí muốn bắt ta tế trời, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Giang Trần Tử ho khan, thở thật dài, mặt đầy suy hủ yếu ớt tư thái, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là địa tâm vực tiên đoán bên trong phá cục người, không chỉ là đất xấu tim vực cục, còn có cũ nát ngày cục, ta muốn khảo nghiệm một chút ngươi thôi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, phá cục người. Ngươi muốn khảo nghiệm ta. Giang Trần Tử nói, đúng vậy, võ thiên đế đã chết, ta thiên võ tiên môn đạo thống đoạn tuyệt, ta tuy ẩn cư, nhưng thật ra là bức bách không biết làm sao, trong lòng một mực có muốn chấn hưng môn phái ý niệm, đáng tiếc không cách nào thực tế. Mà ngươi xuất hiện, lại để cho ta thấy được hy vọng, nếu như ngươi có thể xuất thủ, có lẽ có thể chấn hưng ta thiên võ tiên môn đạo thống. Nhưng, ta không thể xác định ngươi thực lực, cho nên cần khảo nghiệm, ta an bài Tiêu Dao Quỷ Tôn ra tay, bêu xấu ngươi là gian tế, nhưng thật ra là muốn cố ý chọc giận ngươi, ép ngươi toàn lực bùng nổ, ta cũng tốt xem ngươi thực lực. Diệp Thần sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười một tiếng, nói, ngươi muốn khảo nghiệm ta thực lực, võ đạo so tài chính là, cần gì phải cố ý bêu xấu. Giang Trần Tử lắc đầu một cái, nói, giống vậy so tài, thí nghiệm không ra cái gì, chỉ có sống chết trước mắt, mới có thể làm chứng một người chân chính thực lực, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể kìm nén, vẫn không có động thủ. Diệp Thần nói, ta chẳng muốn xé rách ra mặt thôi. Giang Trần Tử thở dài nói, là ta đường đột, ta ẩn cư bế quan quá lâu, đối nhân xử thế đã mơ hồ, kém không nhiều là cái lão hồ đồ, nếu như có cái gì chỗ đắc tội, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Vừa nói, Giang Trần Tử cúi người xuống đi, hướng Diệp Thần cúi người nhận lỗi. Diệp Thần cảm ứng một tí Giang Trần Tử hơi thở, ước chừng là bách gia cảnh 5 tầng trời, thật ra thì võ đạo không hề yếu, nhưng lại cho người một loại đặc biệt suy hủ yếu ớt cảm giác, tựa như gió thổi một cái thì phải đổ. Hiển nhiên, Giang Trần Tử là cựu Nhật thời đại võ giả, ở nơi này thời đại mới, không có cái mới đổ đựng, hắn võ đạo tuy mạnh hãn, nhưng cũng đã đi về phía suy hủ, trước mắt chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Dừng một chút, Giang Trần Tử nói tiếp, ngươi mới vừa lại có thể hấp thu võ thiên đế tín ngưỡng, xem ra ngươi cùng võ thiên đế sâu xa không cạn, ta muốn ủy thác ngươi chấn hưng thiên võ tiên môn, đó là dư thừa. Nếu Diệp Thần cùng võ thiên đế, có sâu sắc sâu xa, vậy hắn có cơ hội, tự nhiên sẽ xuất thủ, trọng trấn thiên võ tiên môn, vậy cũng không cần Giang Trần Tử nói nhiều. Cựu Nhật chi chủ võ thiên đế, tàn hồn ngay tại Diệp Thần bên trong kiếm, Diệp Thần trầm mặc, lại không có tùy tiện bại lộ điều bí mật này. Trầm tư một hồi, Diệp Thần chính là nói, Giang tiền bối, đánh vỡ ngày cũ cục, trấn hưng thiên võ đạo thống, cái này ta tự nhiên hiểu được, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu như thuận tiện, thay ta cứu vãn một người bạn. Hắn tình cảnh rất là không ổn. Nếu hiểu lầm đã tiêu tan, vậy Diệp Thần cũng không nói nhảm, nói thẳng minh ý đồ. Giang Trần Tử hơi đông lại một cái, nói, à, cần ta làm những gì, ta cái này lão xương, đã rất là suy hủ, nếu như là muốn chém chém giết giết, chỉ sợ không làm được. Diệp Thần sử dụng hoàng tuyền đồ, đem huyết thần thân thể, phóng thích ra ngoài, thu xếp ở bên cạnh, nói,
không phải chém chém giết giết, ta vị bằng hữu này, bị ngày cũ máu tươi quấn quanh, sắp muốn bị đoạt xác, ta muốn mời tiền bối ra tay, hóa giải được vậy ngày cũ máu tươi ách nan. Giang Trần Tử nhìn chăm chú huyết thần một mắt, trong mắt đục ngầu bên trong, nhất thời bắn ra tinh mang, trầm giọng nói, người vị bằng hữu này, bất tử bất diệt huyết mạch, ngược lại là thiên địa nhất lưu. Hắn ánh mắt bên trong, thậm chí thấm ra một chút thèm thuồng. Bởi vì, huyết thần cổ thân thể này, bất tử bất diệt, là đặc biệt hoàn mỹ đồ đựng. Nếu như có thể đoạt xác nói, hắn vậy có thể khôi phục ngày cũ nguyên khí. Nhưng, Giang Trần Tử trong mắt thần thái, chỉ là thoáng hiện một tí, ngay sau đó liền yên tĩnh lại. Hắn hơi thở, đã quá mức suy hủ, đại hạn buông xuống, bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào vãn hồi, coi như đem huyết thần đưa cho hắn đoạt xác, hắn cũng không lực cướp lấy. Giang Trần Tử than thở một tiếng, khá là tự thương, dò xét dò huyết thần mạch đập, có chút kinh ngạc nói, nguyên lai là bị thường mạch quân quấn lấy sao. Hắn cũng là thiên võ tiên môn người, tự nhiên biết thường mạch quân. Diệp thần vội vàng nói, tiền bối có thể có biện pháp hóa giải. Giang Trần Tử suy nghĩ sâu xa chốc lát, hắn vốn không muốn dính, nhưng hiện tại xem, không thể không dính, liền nói, có chút phiền toái, bất quá thật may cái này thường mạch quân, chân thân đã bị chém chết, chỉ còn lại một điểm cuối cùng máu tươi ý chí, muốn tiêu trừ không khó lắm, chỉ là cần một chút thời gian. Diệp thần nói, cần phải bao lâu? Giang Trần Tử nói, 3 ngày cỡ đó, đoạn thời gian này, người thay ta hộ pháp, ta có dự cảm, tựa hồ thời tiết muốn thay đổi, cái này 3 ngày có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói có đại sự gì? Giang Trần Tử nói, ta cũng không biết, nhưng trong sâu thẳm, ta bắt được một chút vô cùng nguy hiểm thiên cơ, tóm lại cái này 3 ngày, người thay ta hộ pháp là được. Diệp thần mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nói, ưng. Nói xong Diệp thần liền xuôi tay đứng ở một bên, ngưng thần mà đợi. Giang Trần Tử hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, ánh mắt nhìn chăm chú huyết thần thân thể. Hắn con người bên trong lưu chuyển cổ xưa phù văn, tựa như thuộc về cựu Nhật thời đại. Huyền diệu, lại thâm ảo. Thường mạch quân, người khí số đã sớm tăng tấn, làm sao đắng vùng vẫy. Cựu Nhật thời đại đã là đi qua, tiêu tán, không cố chấp, mới là chánh đạo. Giang Trần Tử thanh âm thê lương, khô lão bàn tay vung lên, phương xa có một đạo âm u máu tanh ánh sáng, phóng tới. Diệp thần ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp tia sáng kia, là một cánh cửa hộ tản mát ra. Cánh cửa kia hộ, chính là hồng hoang cửu môn thiên táng chi môn. Thậm chí giờ phút này thiên táng chi môn đều cho Diệp thần một loại cực kỳ cường đại cảm giác bị áp bách. Vật này ở Giang Trần Tử trong tay tác dụng, thật là khủng bố. Thiên táng chi môn, cho ta mai táng. Giang Trần Tử cho đòi tới thiên táng chi môn, quát to một tiếng, vậy thiên táng chi môn mở ra, một cái địa ngục vậy máu tanh dữ tợn thế giới, chính là nổi lên. Giờ khắc này, bên cạnh Diệp thần cảm thụ càng sâu sắc. Cũng may Diệp thần kịp thời vận chuyển hồng mông đại tinh không, mới không có bị bất kỳ ảnh hưởng đến. Xem ra, hồng hoang cửu môn, đúng là không bình thường. Cũng không biết, cái này cửu môn sau lưng tồn tại, cũng là dạng gì lai lịch. Chẳng lẽ đều cùng cựu Nhật thời đại có liên quan? Vẫn là nói hồng hoang cửu môn, cũng là một bàn cờ. Diệp thần lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hắn tin tưởng, sau này hắn tất nhiên sẽ đụng phải còn dư lại mấy cửa. Thậm chí, còn có thể chấp chưởng trong đó mấy cửa. Dưới mắt, mấu chốt nhất vẫn là huyết thần an nguy. Bất kể như thế nào, huyết thần đối Diệp thần mà nói, còn là rất trọng yếu. Giao. Huyết thần cả người khí huyết trào đắng, có một món ngày cũ máu đen bị hút kéo ra, một hồi vặn vẹo, biến ảo hình người, chính là thường mạch quân bóng người. Vậy thiên táng chi môn, bộc phát ra đặc biệt kinh khủng hấp lực, phải đem thường mạch quân lôi kéo đi vào, hoàn toàn mai táng chiếm đoạt. Thường mạch quân hai tròng mắt mở ra, cảm nhận được thiên táng chi môn chiếm đoạt, nhất thời hô hấp ngưng động chất, nhìn chằm chằm Giang Trần Tử, hét lớn, Giang Trần Tử, tại sao là ngươi? Lúc đầu ngươi còn chưa có chết, ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám chiếm đoạt ta. Giang Trần Tử năm đó, phụng cựu Nhật chi chủ mệnh lệnh, mai phục ở địa tâm vực bên trong, thường mạch quân chỉ lấy là hắn đã sớm chết rồi, không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải hắn. Ha ha, thường mạch quân, nhận mệnh đi. Giang Trần Tử cũng không nói nhảm, cả người linh khí tràn ngập ra, thúc giục thiên táng chi môn,
cửa kia hộ bộc phát ra kinh khủng hơn dính dấp lực lượng, không ngừng đem Thường Mạch Quân thân thể kéo đi qua. Kinh cức huyết kiếm, giết! Thường Mạch Quân vành mắt hết sức nứt ra, nhưng không cam lòng lúc này diệt vong, sử dụng kinh cức huyết kiếm, hướng Giang Trần Tử chém chết đi. Giang Trần Tử không chút kinh hoàng, như cũ thúc dục thiên táng chi môn, cũng không có phòng ngự dự định, bởi vì Diệp Thần liền đứng ở hắn bên cạnh. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần một trường huy động, một tòa Phật tháp từ hắn lòng bàn tay toát ra, hung hăng chấn rơi xuống đi, kim quang nổ tung tới giữa, đem Thường Mạch Quân kinh cức huyết kiếm, hoàn toàn chấn diệt. Thường Mạch Quân à một tiếng hét thảm, mặt đầy vẻ thống khổ. Giang Trần Tử thừa dịp này cơ hội, thúc giục thiên táng chi môn, đem hắn kéo vào, thì phải đóng cửa, hoàn toàn đem hắn mai táng. Nhưng Thường Mạch Quân ý chí hung hãn, đến đây là còn không muốn chết, hai cánh tay đi bên ngoài chống một cái, lại ngăn cản cửa lớn đóng. Giang Trần Tử, người không giết được ta, ta là thiên võ tiên môn trưởng giáo, kinh cức phương quan người chấp trưởng, thế gian không người có thể giết được ta. Thường Mạch Quân ngửa mặt lên trời gầm thét, cặp mắt bung ra máu loáng, liều chết vùng vẫy ngoan cố kháng cự, chết cũng không để cho cửa khép lại. Hắn rất rõ ràng, một khi thiên táng chi môn đóng cửa, hắn thì phải hoàn toàn bị đánh vào hồng hoang địa ngục, hình thần câu diệt, lại cũng không có mạng sống hy vọng. Mà ở Thường Mạch Quân liều mạng chống cự hạ, Giang Trần Tử gương mặt cũng là hơi biến thành màu đen, hô hấp đều có điểm tán loạn, nhưng hắn vẫn duy trì ấn quyết, giữ thiên táng chi môn vận chuyển, không để cho Thường Mạch Quân thoát thân đi ra. Hai người lúc này rơi vào giằng co. Giang Trần Tử muốn đóng cửa thiên táng chi môn, phong sát Thường Mạch Quân, mà Thường Mạch Quân sống chết trước mắt, thì ở liều mạng ngoan cố kháng cự. Diệp Thần thấy vậy, tiến lên trước một bước, hỏi tiền bối, nếu như ta hỗ trợ. Giang Trần Tử nói, không cần, nếu là có người ngoài nhúng tay, rất có thể nhiễu loạn ta hơi thở, ta nói, cần 3 ngày thời gian, người tiếp tục thay ta hộ pháp là được. Diệp Thần nói, ưm. Giang Trần Tử hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển thiên táng chi môn, hắn phỏng đoán 3 ngày sau, liền có thể hoàn toàn mai táng Thường Mạch Quân. Thường Mạch Quân tự biết khó mà thoát thân, trong miệng lớn tiếng mắng, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể khẩn cầu kỳ tích phát sinh. Diệp Thần bảo vệ ở Giang Trần Tử bên người, yên lặng bảo vệ. Như vậy qua được 2 ngày, Diệp Thần bỗng nhiên cảm nhận được, trong sâu thẳm, có một món nguy hiểm hơi thở đến gần. Thật chẳng lẽ có việc lớn muốn phát sinh? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ tới Giang Trần Tử mà nói, cái này 3 ngày có thể phải thời tiết thay đổi, có biến cố lớn bùng nổ. Mà hiện tại, liền Diệp Thần cũng bắt được nguy hiểm hơi thở, tựa hồ có thiên đại tai biến buông xuống. Diệp Thần nhìn Giang Trần Tử một mắt, Giang Trần Tử hơi thở nặng suy, ở miễn cưỡng duy trì thiên táng chi môn vận chuyển, đối với ngoại giới biến hóa, cũng không có phản ứng gì. Mà Thường Mạch Quân vùng vẫy 2 ngày, cũng sắp đến rồi đèn cạn dầu tình cảnh, liền mắng khí lực cũng không có. Mà đây thời gian 2 ngày, Linh Nhi vậy rơi vào ngủ say, hư bia hấp thu cựu Nhật chi chủ tín ngưỡng năng lượng, lột xác viên mãn, hiện tại Linh Nhi cần thời gian tiêu hóa. Như vậy lại qua 1 ngày, rốt cuộc, Thường Mạch Quân mất đi tất cả khí lực, 2 cánh tay buông, vậy thiên táng chi môn liền ùng ùng đóng cửa. Võ Giao tiểu thư, thật xin lỗi. Ở sinh mạng cuối cùng, Thường Mạch Quân tròng mắt nhưng một hồi mê ly, không có ngày thường vậy cổ căm ghét lệ khí hình dáng, chỉ có vô tận bi thương cùng tiếc nuối, trong mắt chảy ra máu loáng, giống như nước mắt vậy. Phịch. Cuối cùng, thiên táng chi môn đóng lại, Thường Mạch Quân hoàn toàn bị mai táng, tất cả ý chí cùng thanh âm đều biến mất. Diệp Thần nghe được Thường Mạch Quân sau cùng chăn trối, trong lòng khó hiểu một trận rung động. Luân hồi chi chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Giang Trần Tử mai táng rất Thường Mạch Quân, thư ra một ngụm chọc khí, gương mặt một hồi biến thành màu đen, lại một trận trắng bệch, thở hồng hộc, vậy là một bộ đèn cạn dầu hình dáng. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần thậm chí lo lắng, hắn sẽ một hơi không thở nổi, trực tiếp chết đi. Không có sao, tạm thời còn chưa chết, ta chí ít còn có 1000 năm tuổi thọ. Giang Trần Tử thu hồi thiên táng chi môn, nói. 1000 năm tuổi thọ. Đối phàm nhân mà nói, có lẽ đặc biệt rất lâu, nhưng đối với Giang Trần Tử loại cảnh giới này võ giả mà nói, bất quá búng ngón tay một cái lúc đó, có thể nói là đại hạn buông xuống. Diệp Thần trầm mặc, lúc này, lại nghe Huyết Thần một tiếng kêu đau, tỉnh lại. Thường Mạch Quân chết đi, quấn quanh ở trên người hắn máu tươi ý chí,
cũng là hoàn toàn tiêu tán, hắn lấy được Thường Mạch Quân bộ phận máu tươi tinh hoa, tự động hấp thu dung hợp, cả người nhưng là có huy hoàng huyết quang tràn ra tới. Cái này huy hoàng huyết quang, lại nảy sinh ra từng cái sát phạt tràn ngập bụi gai, cường hãn dị thường. Huyết thần tiền bối, người tỉnh. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, cảm nhận được huyết thần hơi thở, tựa hồ lớn mạnh rất nhiều, rõ ràng đã tới bách gia cảnh. Hiển nhiên, Thường Mạch Quân ý chí tiêu tán, huyết thần rốt cuộc thoát khỏi trói buộc, thuận lợi chém ra đột phá, trước mắt hắn tu vi, là bách gia cảnh một tầng thiên. Diệp Thần, người vừa cứu ta một lần. Huyết thần tỉnh hồn lại, chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh, liền biết Diệp Thần vừa cứu hắn. Diệp Thần nói, người hiện tại cảm giác như thế nào? Huyết thần hơi cảm ứng mình một chút hơi thở, nói, chém ra 72, trước mắt là bách gia cảnh một tầng thiên. Diệp Thần nói, rất tốt, người không có sao liền tốt. Thấy huyết thần rốt cuộc không có sao, Diệp Thần cũng lại yên tâm lại. Hơn nữa, lần này kiếp nạn, còn để cho huyết thần phá rồi sau đó lập, đạt tới bách gia cảnh một tầng thiên, tu vi lột xác khá là to lớn. Diệp Thần sau này có này trợ lực, đối kháng vạn khư vậy sẽ ung dung rất nhiều. Giang Trần Tử thấy một màn này, cũng là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Ung ung. Vừa lúc đó, bầu trời bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó, thụy khí thiên điều nhô lên, hà thải vạn nặng mãnh liệt. Cuồn cuộn thiên hà thụy khí tới giữa, có một tòa đỉnh lớn, phá không nổi lên, như mộng ảo vậy ảo ảnh, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Đây là, vạn khư cửu đỉnh đại trận, tòa thứ hai đỉnh. Diệp Thần thấy chỗ tòa này đỉnh lớn, nhất thời con người co rúc lại. Đây là vạn khư cửu đỉnh đại trận khí tượng. Hơn nữa, là tòa thứ hai đỉnh. Trước vạn khư cửu đỉnh đại trận, chỉ có thứ nhất đỉnh hạ xuống, hơn nữa đồ đằng còn không viên mãn. Nhưng hiện tại, ở thứ nhất đỉnh không viên mãn dưới tình huống, thứ hai đỉnh nhưng trước thời hạn hạ xuống. Hiển nhiên. Vũ Hoàng Cổ Đế cảm giác được Diệp Thần lột xác, binh được hiểm trước, cho dù là không có viên mãn, vậy cố ý muốn trước thời hạn hạ xuống thứ hai đỉnh, mục đích là vì áp chế Diệp Thần. Diệp Thần đã luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, nếu như lại không áp chế, vậy thật muốn vô địch, vạn khư cũng không ngăn nổi kỳ phong mang. Cái này thứ hai đỉnh ý chí, rõ ràng mang theo địch ý mãnh liệt. Diệp Thần hô hấp một hồi nghẹt thở, chỉ cảm thấy huyết mạch đều bị áp chế. Cái này thứ hai đỉnh, là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên thời tiết muốn thay đổi sao? Giang Trần Tử híp mắt, ngước nhìn bầu trời cự đỉnh. Dẫn hồn quỷ ngăn cách với đời, nhưng vạn khư cự đỉnh khí tượng, lại có thể phá ra hư không, truyền đạt tới nơi này, có thể gặp cái này thứ hai đỉnh cường hãn. Nhưng gặp ở thân đỉnh bên trên, từng đạo đồ đằng sáng lên, ước chừng 9 đạo đồ đằng, toàn bộ bị thắp sáng. Cái này 9 đạo đồ đằng. Là giống nhau như đúc 9 đóa hoa, toàn bộ là địa ngục hoa, cũng chính là trong truyền thuyết bờ bên kia hoa, Mạn Châu xa hoa. Địa ngục hoa, Mạn Châu xa hoa, chẳng lẽ và đế thích gia tổ sư, đế thích vạn diệp có liên quan? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ lại đế thích gia tổ sư ra, đế thích vạn diệp. Đế thích vạn diệp, là đế thích gia lão tổ, 10 đại thiên quân lão tổ một trong, cũng là vạn khư thần điện cao tầng. Cửu thiên thần thuật Mạn Châu xa hoa trải qua người chấp trưởng. Năm đó vạn khư thần điện, cũng không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế một người sáng lập, cái khác thiên quân lão tổ, đều có xuất lực. Xem đế thích gia lão tổ, đế thích vạn diệp, chính là người hùn vốn một trong. Lần này thứ hai đỉnh hạ xuống, 9 đạo đồ đằng lại toàn bộ thắp sáng, hơn nữa toàn bộ là địa ngục hoa khí tượng, rõ ràng cùng đế thích vạn diệp có liên quan. Hơn nữa trước đây. Thứ nhất đỉnh 3 đạo ý chí, vạn khư chừng 12 đạo ý chí hạ xuống, khoảng cách 9981 viên mãn cảnh giới, đại bộ mại tiến liền một bước. Diệp Thần sắc mặt rất là khó khăn xem, hắn trước có thể một trưởng đánh bể vạn khư 3 đạo ý chí, nhưng đối mặt 9 đạo ý chí tề tụ cục diện, hắn vậy rất khó tiêu diệt. Cái này vạn khư ý chí, không đơn giản à. Huyết Thần ngửa đầu nhìn phía bầu trời, nhìn vậy cự đỉnh thời điểm, vậy cảm thấy một hồi nghẹt thở. Dừng một chút, Huyết Thần hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta mới vừa đột phá, tu vi còn cần củng cố, tạm thời không giúp được ngươi, ta cần hồi huyết tử ngục một chuyến, bế quan tu luyện, chờ ta xuất quan, ta lại tới cùng ngươi sóng vai tác chiến. Diệp Thần nói, được, Huyết Thần tiền bối, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, vạn khư nguy cơ tuy nghiêm trọng,
nhưng dẫu sao có 3 năm thời gian, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời. Huyết thờ nư một tiếng, lúc này cáo từ. Giang Trần Tử mở ra dẫn hồn quỷ cấm chế, đưa huyết thần đi ra ngoài. Luân hồi chi chủ, vạn khư thứ hai đỉnh hạ xuống, người có gì ứng đối phương pháp? Giang Trần Tử nhìn Diệp Thần, hỏi. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói ta cần muốn tìm người thương lượng một chút. Hắn trong lòng nghĩ nổi lên Nhâm Phi Phàm, hiện tại vạn khư thứ hai đỉnh hạ xuống, nhất định phải cùng Nhâm Phi Phàm thương lượng một tí đối sách. Giang Trần Tử cười nói, ngươi là muốn đi tìm Nhâm Phi Phàm sao? Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới Giang Trần Tử lại có thể đoán được, nói tiền bối, ngươi vậy biết Nhâm Phi Phàm. Giang Trần Tử ánh mắt lơ lửng liền một tí, tựa hồ nhớ lại cái gì cổ xưa sự việc, nói, Nhâm gia thiên mệnh, luân hồi hộ đạo giả, người nào không biết. Năm đó Vũ Hoàng cổ đế phi thăng, thiên võ tiên môn đạo thống tiêu diệt trăm năm sau đó, ta từng rời đi địa tâm vực, tìm kiếm đại lộ, nếu muốn báo thù. Khi đó, ý ta bên ngoài gặp phải liền Nhâm Phi Phàm, cùng hắn so tài luận đạo, kết quả thua ở thủ hạ hắn, ai, có lẽ thật sự là mệnh. Diệp Thần nghe được Giang Trần Tử nói tới chuyện cũ, nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giang Trần Tử lại có thể biết nhận thức Nhâm Phi Phàm, còn đã từng giao thủ so tài qua. Bất quá lấy Giang Trần Tử thực lực, rõ ràng không phải Nhâm Phi Phàm địch thủ. Nhâm Phi Phàm là thiên quân cấp cường giả khác, bảo thủ phỏng đoán cũng là vô lượng cảnh, lấy hắn thực lực trước mắt, thiên hạ cao thủ hạng, trước 5 không dám khẳng định, nhưng trước 10 khẳng định là không thành vấn đề. Giang Trần Tử nói tiếp, sau đó, ta trở về lại địa tâm vực, cùng thập phương kiếm thánh luận đạo, thu được ích lợi không cạn, hôm nay ta đại hạn buông xuống, trong lòng chỉ có một cái nguyện vọng. Diệp Thần nói, nguyện vọng gì? Giang Trần Tử nói, ta muốn tạm biệt Nhâm Phi Phàm một mặt, ta rất hoài niệm hắn phong thái, muốn sẽ cùng hắn so tài luận đạo. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhìn xem Giang Trần Tử suy hủ yếu ớt hình dáng, hắn cái này trạng thái, còn như thế nào cùng Nhâm Phi Phàm so tài? Phải biết, Nhâm Phi Phàm những năm này thời gian, đã luyện thành Hy Hoàng Lôi Ấn, hơn nữa này trước đây không lâu, ở địa tâm vực bên trong lại có kỳ ngộ. Đạt được Nhâm gia cự kình thần thụ, đột phá tu vi liền rất nhiều. Nhâm Phi Phàm thổi một hơi, phỏng đoán đều có thể tiêu diệt Giang Trần Tử ngàn vạn lần, hai bên tuyệt không so tài cần thiết, thực lực chênh lệch quá xa. Giang Trần Tử mỉm cười nói, ta biết ta tu vi hơi thở, cùng Nhâm Phi Phàm chênh lệch quá lớn, nhưng cái này lần so tài, không phải đấu võ, chỉ là ngồi luận đạo, ta muốn ở trước khi chết, cùng hắn trò chuyện một chút mà thôi. Luân hồi chi chủ. Hy vọng ngươi có thể tác thành, giúp ta cho biết Nhâm Phi Phàm một tiếng. Diệp Thần do dự một hồi, nói tiền bối, ta có thể đáp ứng giúp ngươi truyền lời, nhưng Nhâm Phi Phàm có chịu hay không gặp ngươi, ta cũng không có thể bảo đảm. Hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, bình thường thời điểm, Nhâm tiền bối sẽ không bại lộ. Giang Trần Tử cười nói, ngươi chịu giúp ta truyền lời liền tốt, làm thù lao, khối này thánh hồn mảnh vỡ, ta liền đưa cho ngươi. Vừa nói. Giang Trần Tử ngoắc tay, mặt đất nứt ra, một khối tinh thể mảnh vỡ lơ lửng đi ra. Khối này tinh thể mảnh vỡ, in một cái quỷ chữ, chính là Luân Hồi Thánh Hồn Thiên mảnh vỡ một trong. Luân Hồi Thánh Hồn Thiên 6 khối mảnh vỡ, Giang Trần Tử trên tay một khối, chính là Diệt Quỷ Hồn Đạo đại biểu. Trong truyền thuyết Luân Hồi Thánh Hồn Trời, luyện hóa sau có thể thức tỉnh Luân Hồi Hồn Thể, nắm giữ cường hãn nhất linh hồn lực lượng, quả thực là không phải chuyện đùa. Mặc dù trước mắt không tính là ở 33 thiên thái thượng thần khí hạng bên trong, nhưng đã từng nhưng mà cường hãn nhất thứ nhất tồn tại, chỉ là sau đó bởi vì không người có thể chấp trường, mới chóc ra hạng. Diệp Thần thấy vậy thánh hồn mảnh vỡ, chỉ cảm thấy từng cơn minh mông linh hồn hơi thở, truyền tới. Cái này mảnh vỡ, nếu như hắn có thể hấp thu, tự thân hồn lực nhất định có thể thật to tăng lên. Tiền bối, người phải đem thánh hồn mảnh vỡ đưa cho ta. Diệp Thần hô hấp có chút đình trệ, nói. Giang Trần Tử mỉm cười nói, không sai, cái này luân hồi thánh hồn trời, vốn chính là luân hồi huyết mạch kèm pháp bảo, là thuộc về ngươi đồ, ta đưa cho ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Đem mảnh vỡ sử dụng, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp lấy thánh hồn mảnh vỡ, chỉ cảm thấy khối này mảnh vỡ, nhẹ bỗng không có một chút sức nặng, bề ngoài thoạt nhìn là một khối tinh thể, nhưng trong thực tế là linh hồn kết tinh. Bầu trời vũ trụ diễn hóa, cũng không có chân thật sức nặng, chỉ có linh hồn uy năng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Trần Tử nói, theo ta biết,
Luân hồi thánh hồn thiên còn có một khối mảnh vỡ, đại biểu tu la hồn đạo lực lượng, cùng thân đồ thế gia có liên quan, người sau này có cơ hội, có thể đi thân đồ gia tộc xem. Diệp thần nói, có một khối thánh hồn mảnh vỡ, ở thân đồ nhà trong tay. Giang Trần Tử nói, ta không xác thực định, nhưng có thể khẳng định, vậy mảnh vỡ cùng thân đồ nhà có liên quan, bọn họ coi như không có siêu tầm, cũng biết vậy mảnh vụn rơi xuống. Diệp thần nói, được, ta biết, đa tạ tiền bối cho biết. Giang Trần Tử ừ một tiếng, nói, như vậy, luân hồi chi chủ, xin mau sớm thông báo Nhâm Phi Phàm, ta tuổi thọ không nhiều lắm, chỉ còn lại ngàn năm, nhìn như rất lâu, nhưng chỉ ở trong nháy mắt, nếu như lại không thấy được Nhâm Phi Phàm mà nói, ta sợ ta không cơ hội. Hắn giọng bên trong, thấm ra ngưỡng mộ ý, hiển nhiên rất là ngưỡng mộ Nhâm Phi Phàm phong tư, trước khi chết, muốn tạm biệt gặp Nhâm Phi Phàm, ngồi luận đạo, cũng không uổng cuộc đời này. Diệp thần con người đông lại một cái, nói, được, ta đi liền lập tức thông báo Nhâm tiền bối. Giang Trần Tử gật đầu một cái, lại nói, ngoài ra, thay ta ở thập phương kiếm thánh trước mộ, lần trước nén hương, ta năm đó cùng hắn luận đạo, thu được ích lợi không cạn, hắn là gần gũi nhất kiếm đạo trung cực, si xui đoạn bọc người, đáng tiếc bỏ mình, cái này thế gian, hẳn không người có thể lại dẫn ngộ, truyền thuyết si xui kiếm đạo bí ẩn. Hắn giọng bên trong, không khỏi thổn thức, hiển nhiên đối thập phương kiếm thánh chết, vậy cảm giác sâu sắc thương tiếc. Diệp thần trần chờ một tí, thật ra thì kiếm đạo trung cực, si xui đoạn bọc, hắn đã lĩnh ngộ, một luận kiếm đạo mà nói, hắn đã là vô địch thiên hạ. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp thần cuối cùng vẫn là không có mở miệng, miễn được đã quấy rầy Giang Trần Tử tâm thần. Tiền bối, người yên tâm, ta sẽ thay người tế bái thập phương kiếm thánh. Diệp thần đáp ứng. Giang Trần Tử vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, liền mở ra dẫn hồn quỷ đất cấm chế, đưa Diệp thần rời đi, ngược lại cũng không cần hắn lại lợi dụng hư bia lực lượng. Diệp thần lập tức rời đi dẫn hồn quỷ, gửi một phong phi kiếm truyền thư, hướng Nhâm Phi Phàm nói rõ nhân quả, cho biết Giang Trần Tử chuyện. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp thần liền tại chỗ chờ. Cùng lúc đó, một tòa mờ mịt chi địa. Một cái con ngươi lưu chuyển huyết nguyệt người đàn ông ngồi xếp bằng. Hắn quanh thân cổ xưa phù văn lưu chuyển, hơi thở cũng không phải là đỉnh cấp, hiển nhiên bị chút tổn thương. Đột nhiên, người đàn ông cảm giác được cái gì, mở mắt ra, năm ngón tay nắm chặt, một đạo phi kiếm truyền thư liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hơi cảm ứng, liền lộ ra một đạo đã lâu nụ cười. Xem ra, luân hồi chi chủ là đi tới bước này. Bất quá, hồi lâu không gặp, cũng nên gặp vừa gặp. Bất quá, ta còn cần 5 ngày thời gian, trước cầm thương thế giải quyết một tí, đáng chết đế thích vạn diệp, lần sau như lại để cho ta thấy ngươi, thì không phải là nửa cái đầu chuyện, mà là để cho ngươi thần hồn câu diệt. Nhâm Phi Phàm sau đó ngón tay bắt pháp quyết, một đạo phi kiếm truyền thư liền hướng một cái phương hướng bay đi. Sau đó hắn cũng sẽ không tu luyện, mà là đứng lên, hai tròng mắt đóng chặt. Ước chừng mấy giây, hắn tròng mắt đột nhiên mở ra, trước mặt hư không biến dạng. Một đạo mơ hồ cô gái bóng người xuất hiện. Nhâm Phi Phàm nhìn về phía phụ nữ kia, nhàn nhạt nói, Khuynh Thành, thật lâu không gặp. Diệp Khuynh Thành lộ ra một đạo cười một tiếng bách mị xanh nụ cười, nói, người giao cho chuyện ta, đã làm xong. Tiếp theo đâu? Nhâm Phi Phàm trầm tư chốc lát, liền nói, hôm nay bàn cờ này càng ngày càng phức tạp, vẫn là phải cùng luân hồi chi chủ trưởng thành. Thành tựu luân hồi hộ đạo người, đây là trước mắt ta nhiệm vụ chủ yếu. Diệp Khuynh Thành nhẹ khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nói, nếu như luân hồi chi chủ thất bại, đó không phải là đại biểu ngươi vậy thất bại. Đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, thật tốt sao? Phi Phàm, ta không phải là không tin tưởng luân hồi chi chủ, mà là càng tin tưởng ngươi. Nhâm Phi Phàm ánh mắt ngay tức thì thay đổi là nghiêm túc, nhưng thấy Diệp Khuynh Thành vẫn là cuối cùng hóa là ôn nhu. Đưa tay ra, vuốt ve vậy Diệp Khuynh Thành hư ảnh, nói, bàn cờ này, ta tuy có thể là người cầm cờ, nhưng điều khiển không được bàn cờ này, chỉ có luân hồi huyết mạch mới có thể làm được. Cho nên, bất kể như thế nào, đều phải do Diệp thần chủ đạo. Diệp Khuynh Thành biết mình nói thêm cái gì cũng không dùng, chỉ có thể gật gật đầu nói, vậy được, người thật tốt chữa thương. Sau đó, hư không khép lại, hết thảy phảng phất từ không tồn tại qua. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái thương khung, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hết thảy, đi tới địa tâm vực. Hắn khẽ cau mày,
lẩm bẩm nói, cựu đỉnh thứ hai đỉnh lại có thể trước thời hạn hạ xuống, xem ra có vài người ngồi không yên. Cũng đúng, nếu như ta là Vũ Hoàng cổ đế mà nói, biết có người luyện thành cửu thiên thần thuật xếp hạng thứ nhất tồn tại, cũng là sẽ ngồi không yên. Bất quá, tình huống hôm nay, chỉ dựa vào Diệp Thần cũng không tốt giải quyết. Thôi, trước tu luyện, nói sau. Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Cùng lúc đó, hình ảnh quay về, địa tâm vực. Cái này thứ hai đỉnh hạ xuống, chỉ sợ không dễ dàng đối phó. Diệp Thần nhìn bầu trời bên trong, đã có hai tòa cự đỉnh lơ lửng. Vạn Khư cửu đỉnh, hai đỉnh chấn thiên, vậy mới phủ xuống thứ hai đỉnh, hơi thở vẫn là viên mãn trạng thái, chín đạo đồ đằng toàn bộ lóng lánh, làm người ta cảm thấy từng cơn áp lực, một hồi nghẹt thở. Vô luận ở địa tâm vực nơi nào, đều có thể thấy cái này hai đỉnh khí tượng. Chờ nửa ngày thời gian, chân trời huyết nguyệt kiếm mang lóe lên, có đóng kín một cái phi kiếm truyền thư phát tới, chính là Nhâm Phi Phàm thơ hồi âm. Nhâm tiền bối thơ hồi âm. Diệp Thần vội vàng tiếp lấy phi kiếm kia truyền thư, đem thư mở ra. Nhưng gặp thư trên viết nói, ta tại dưỡng thương, 5 ngày sau đi tìm ngươi. Diệp Thần nhìn nội dung trong thơ, nhất thời kinh hãi, trong đầu nghĩ, Nhâm tiền bối bị thương. Là ai tổn thương? Lại cẩn thận nhìn tiếp, Nhâm Phi Phàm ở thư trên, đơn giản nói rõ nhân quả. Lúc đầu, hắn phát hiện một tòa viễn cổ đại đế nghĩa địa, muốn đi vào tìm bảo. Nhưng không ngờ, ở đại đế đó trong mộ, hắn lại gặp thập đại lão tổ bên trong Đế Thích Vạn Diệp. Đế Thích Vạn Diệp, chính là Đế Thích gia tổ sư gia, chấp trưởng Mạn Châu xa hoa trải qua người. Xa như vậy cổ đại đế bảo tàng, Đế Thích Vạn Diệp vậy rất có hứng thú. Nhâm Phi Phàm cùng Đế Thích Vạn Diệp gặp nhau, hai bên bùng nổ chiến đấu. Cuối cùng, Nhâm Phi Phàm toàn thắng, hoàn toàn đánh bại Đế Thích Vạn Diệp, chém rớt đối phương nửa bên đầu, người sau bị thương rất nặng. Mà Nhâm Phi Phàm, vậy bị thương không nhẹ, trước mắt ở điều dưỡng. Nhâm tiền bối lại có thể đánh bại Đế Thích Vạn Diệp, còn chém hết đối phương nửa bên đầu. Diệp Thần xem sách nội dung trong thơ, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Hắn biết Nhâm Phi Phàm cường hãn, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này. Phải biết, Đế Thích Vạn Diệp nhưng mà 10 đại thiên quân lão tổ một trong, hơn nữa chấp trưởng cửu thiên thần thuật, bàn về thực lực, ở thập đại lão tổ bên trong, đứng sau Vũ Hoàng cổ đế. Như nhân vật cường hãn như vậy, lại có thể bị Nhâm Phi Phàm đánh bại, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nội tâm vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại có chút lo lắng. Dẫu sao, ở đó trong chiến đấu, Nhâm Phi Phàm vậy bị thương, trước mắt ở điều dưỡng, thậm chí không thể chạy tới gặp Diệp Thần, phải chờ tới 5 ngày sau. Nhâm tiền bối sẽ không xảy ra chuyện liền chứ? Diệp Thần khá có chút lo âu, nhưng nghĩ tới Nhâm Phi Phàm thần thông quảng đại, khí vận bàng bạc, muốn đến sẽ không có cái gì đáng ngại. Lập tức Diệp Thần yên lòng, liền an tâm chờ đợi. Cái này 5 ngày thời gian, ta liền luyện hóa thánh hồn mảnh vỡ, tăng tiến hồn lực nói sau. Diệp Thần móc ra luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, liền ngồi xếp bằng xuống, yên lặng bắt đầu hấp thu luyện hóa. Mà lúc này, địa tâm vực một nơi hoang vu cổ thành di tích bên trong. Nhưng gặp một cái anh soái đẹp đẽ, nam nữ không biện luận tóc trắng nam tử, đứng ở thành hoang đỉnh núi, ngước nhìn trời lên cự đỉnh, hắn vẻ mặt cũng là khá là ngưng trọng. Vạn Khư thứ hai đỉnh hạ xuống, nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, Huyền Cơ Nguyệt đã đi huyền hải, không có vận mạng trợ lực, như thế nào có thể đối kháng. Tóc trắng nam tử chính là Đế Thích Thiên. Huyền Cơ Nguyệt cùng Diệp Thần tranh đấu, cuối cùng lấy Huyền Cơ Nguyệt thất bại, may mắn bị tiếp đi huyền hải thu tràng, hắn cũng là có lòng Thích Thích Nhiên. Một mặt, hắn lo lắng không có Huyền Cơ Nguyệt, khó mà đối kháng Vạn Khư. Mặt khác, hắn vậy cảm thấy tự thân nguy hiểm. Diệp Thần quá mạnh mẽ, nếu quả thật đánh, hắn không chống nổi Diệp Thần một chiêu. Hắn cũng không có Huyền Cơ Nguyệt như vậy vận khí, nếu quả thật chiến đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như hiện tại Vạn Khư nguy cơ, Diệp Thần tạm thời sẽ không giết hắn, nhưng sớm muộn có binh khí gặp nhau một khắc. Bấm ngón tay suy tính dưới, Đế Thích Thiên phát hiện tự thân khí số mong manh, tùy thời có bị tiêu diệt nguy hiểm. Hắn cũng không để bụng mình sống chết, nhưng nghĩ tới thành lập lý tưởng thế giới, thẩm phán rửa sạch thiên hạ nghiệp lớn, còn chưa hoàn thành, trong lòng không khỏi vạn phần thổn thức. Mà ở Đế Thích Thiên sau lưng, là Hồng Liên Tử Kim Cung, một phiến phiến cung điện kiến trúc,
có rất nhiều cường giả ở trấn thủ. Đây là Đế Uyên Điện Sơn Môn. Vì tăng lên khí vận, tăng cường thực lực, Đế Thích Thiên đem Đế Uyên Điện Sơn Môn, vậy di chuyển rời đến địa tâm vực. Có Đế Uyên Điện đạo thống khí vận, Đế Thích Thiên trước mắt tu vi, tăng lên tới bách gia cảnh 2 tầng thiên, bất quá nếu quả thật đánh, vẫn là không ngăn được Diệp Thần một chiêu. Luân hồi chi chủ, tốc độ tiến bộ của ngươi, thật là làm người ta thán phục à. Đế Thích Thiên cảm khái không thôi, nhìn bầu trời ở giữa mới đỉnh, vậy mới trên đỉnh đồ đằng, chín đóa giống nhau như đúc địa ngục hoa, trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa, rõ ràng cùng Đế Thích gia có liên quan. Đế Thích gia lão tổ, Đế Thích Vạn Diệp, chính là cửu thiên thần thuật, đại biểu Phật môn cuối cùng Mạn Châu xa hoa trải qua người chấp trưởng. Đế Thích Thiên thấy vậy Mạn Châu xa hoa đồ đằng, tìm nghĩ nếu như có Đế Thích lão tổ trợ lực, mình tất có thể chiến thắng luân hồi chi chủ. Nhưng, ở Vũ Hoàng cổ đế uy áp hạ, cho dù là Đế Thích Vạn Diệp, cũng phải ném xuống tư tình, không cách nào tương trợ Đế Thích Thiên, phải toàn lực áp chế địa tâm vực, kể cả Đế Thích Thiên cũng phải một thể trấn áp. Giao giao. Đế Thích Thiên đang trong suy nghĩ, bỗng nhiên trên trời cự đỉnh, một hồi lay động, nhô lên ra sáng chói sáng mờ. Sau đó, một đóa địa ngục hoa, hạ xuống. Đế Thích Thiên thấy vậy phủ xuống địa ngục hoa, con người nhất thời hơi co rúc lại. Nhưng gặp vậy địa ngục hoa, bay tới trước mặt hắn, biến ảo thành một cái thiếu niên. Cái này thiếu niên, cả người bạch bào, nửa bên mặt đặc biệt anh Tuấn, so Đế Thích Thiên còn muốn anh Tuấn rất nhiều, cả người tản ra lớn siêu độ, lớn quang minh Phật môn chánh khí, lại là Đế Thích Vạn Diệp phân thân. Đế Thích Vạn Diệp, tướng mạo vĩnh viễn là một bộ thiếu niên hình dáng. Đế Thích Thiên thấy vạn lá nửa bên mặt, quả nhiên như trong truyền thuyết vậy anh Tuấn, nhưng ngoài ra nửa bên mặt. Không, chính xác mà nói, hạ xuống xuống Đế Thích Vạn Diệp, chỉ có nửa bên mặt, ngoài ra nửa bên là không tồn tại. Hắn đầu lâu bị người từ bên trong bổ ra, chém tới liền một nửa. Vậy chém phách vết thương, đặc biệt bình đủ bóng loáng, bao phủ một tầng nồng nặc huyết nguyệt trói lọi, tựa như vạn cổ vĩnh hằng cũng sẽ không tiêu tán. Chỉ có nửa bên mặt Đế Thích Vạn Diệp, anh Tuấn được yêu dị, dữ tợn được tà ác, chỉ là vậy bề ngoài, liền làm người ta rợn cả tóc gáy. Lão tổ, là ngươi làm sao hạ xuống? Đế Thích Thiên thấy vạn lá, kinh ngạc được tột đỉnh, hoàn toàn không nghĩ tới Đế Thích Vạn Diệp sẽ hạ xuống. Địa tâm vực có quy tắc hạn chế, thập đại lão tổ đều khó trở lại cái này phiến cố hương. Đế Thích Vạn Diệp nói, Vũ Hoàng cổ đế bố trí cửu đỉnh. Hiện tại thứ hai đỉnh hạ xuống, địa tâm vực quy tắc bị thật to áp chế, phân thân ta có phủ xuống cơ hội, nhưng không thể ở lâu, ta có vô cùng trọng yếu sự việc, muốn cùng ngươi thương lượng. Hắn nửa bên mặt đều bị lột bỏ, bị thương rất nặng, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt, thấm ra Phật môn cuồn cuộn khí phách, tựa như thân xác chỉ là thân xác thối tha, vô luận tổn thương gì, đều sẽ không dao động hắn tinh thần, hắn vẫn là chững chạc, trầm tĩnh, thong thả hình dáng. Đế Thích Thiên cũng là chấn định lại, nhìn Đế Thích Vạn Diệp trên vết thương, tầng kia huyết nguyệt trói lọi, mơ hồ đoán được cái gì, nói, lão tổ, người muốn thương lượng cái gì? Người thương thế rất nặng, là ai cầm người bị thương như vậy? Đế Thích Vạn Diệp nói, là Nhâm Phi Phàm bút tích, người này là luân hồi chi chủ hộ đạo giả, thực lực cường hãn, trước kia ta còn có thể cùng hắn đổi một lần một, nhưng hiện tại không phải là địch thủ của hắn. Ban đầu nho tổ ước chiến thời điểm. Đế Thích Vạn Diệp có tư cách cùng Nhâm Phi Phàm cực hạn đổi một lần một. Ở ảo cảnh kết quả bên trong, cùng Nhâm Phi Phàm cực hạn đổi một lần một người, thật ra thì chính là hắn. Vậy ảo cảnh kết cục, Đế Thích Vạn Diệp vậy dòm ngó gặp được. Nhưng sau đó, Nhâm Phi Phàm khác có kỳ ngộ, chấp trưởng Nhâm gia cự kình thần thụ, tu vi có rất lớn đột phá, thực lực bây giờ đã vượt qua Đế Thích Vạn Diệp. Thậm chí, Đế Thích Vạn Diệp liền đổi một lần một cũng không làm được. Chỉ có bị đánh bại kết quả, có thể gặp Nhâm Phi Phàm khủng bố. Đế Thích Thiên trong lòng giật mình, hắn tuy biết Nhâm Phi Phàm cường hãn, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này, liền Đế Thích Vạn Diệp đều không phải là địch thủ. Lão Tổ, ngươi là phân thân cùng hắn tác chiến, cho nên thất bại sao? Đế Thích Thiên từ đầu đến cuối không dám tin tưởng, hỏi. Đế Thích Vạn Diệp lắc đầu một cái, nói, không phải, là thật thân quyết chiến. Thậm chí vận dụng cửu thiên thần thuật, nhưng còn không phải là địch thủ của hắn, người này không hổ là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, thực lực đột phá quá nhanh, khó trách cả ngày Lý đều sợ hắn, liều mạng cũng muốn đem hắn chu diệt. Đế Thích Thiên càng chấn động, chân thân tác chiến,
thậm chí thi triển cửu thiên thần thuật, Đế Thích Vạn Diệp vẫn không đánh thắng Nhâm Phi Phàm, vậy Nhâm Phi Phàm thực lực, không khỏi quá mức ngoại hạng. Lão Tổ, vậy ngươi muốn tìm ta thương lượng cái gì? Ta tu vi quá mức nông cạn, đừng nói Nhâm Phi Phàm, chính là hôm nay luân hồi chi chủ, ta cũng không địch. Đế Thích Thiên giọng rất nhiều thổn thức ý, trước kia hắn thân là Đế Uyên Điện Điện Chủ, hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần, không nghĩ tới nhanh như vậy bị nghịch chuyển cục diện. Đế Thích Vạn Diệp nói, Thiên Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, để cho ngươi đi vào bản võ thiên đế lăng mộ, tìm tuyết táng tinh trần, một khi đạt được tuyết táng tinh trần, tâm ma của ngươi tu vi, có thể bước vào tầng thứ 9 ngưỡng cửa, đến lúc đó, ngươi liền vô địch hậu thế lúc đó, tuy nói còn không làm được thẩm phán thiên hạ bước, nhưng muốn dòm ngó gặp người trong thiên hạ nội tâm, nhưng là dễ như trở bàn tay. Đế Thích Thiên con ngươi co rúc lại, tâm ma đại chú kiếm tầng thứ 9, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có ai đạt tới qua. Một khi đem tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 9, vậy cơ hồ có thể nói là vô địch thiên hạ, có thể coi thường cảnh giới chênh lệch, lợi dụng tâm ma, tập sát tất cả người. Nhưng tâm ma tầng thứ 9, quá khó khăn đột phá, Đế Thích Thiên khổ khổ cảm ngộ hồi lâu, thậm chí động tới một ít thời gian pháp tắc thủ đoạn, ở một ít bí cảnh bên trong ngồi chơi mấy trăm ngàn năm, đều không cách nào dòm ngó gặp tầng thứ 9 bí ẩn. Nhưng hiện tại, Đế Thích Vạn Diệp lại nói, có một phần cơ duyên, đủ để cho hắn đột phá. Đế Thích Thiên liền vội vàng hỏi, bàn võ thiên đế. Tuyết táng tinh trần, hai người này sau lưng, có gì nhân quả? Đế Thích Vạn Diệp nói, bàn võ thiên đế, chính là thời đại viễn cổ một vị đại nhân vật, đời người đã không thể thi, bởi vì quá rất xưa, so cựu Nhật thời đại còn muốn rất xưa, là đã từng hùng bá một cái kỷ nguyên cường giả, hắn trong bảo tàng, có một kiện pháp bảo. Tên là Tuyết Táng Tinh Trần, chính là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, hạng thứ 2 tồn tại, đối đạo tâm tu vi có cực lớn tăng thêm. Ta vốn là muốn cướp lấy Tuyết Táng Tinh Trần, lại dùng Đế Thích Gia huyết mạch rèn luyện, cuối cùng lại ban cho ngươi, để cho ngươi hấp thu luyện hóa, đột phá tâm ma cảnh giới, nhưng tiếc là ở đó bản võ thiên đế trong cổ mộ, ý ta bên ngoài gặp phải liền Nhâm Phi Phàm, hắn cũng muốn cướp lấy Tuyết Táng Tinh Trần, cuối cùng ta cùng hắn quyết chiến. Hoàn toàn là bị nghiền ép đánh bại, may mắn chạy khỏi đi ra, cuối cùng không chết. Hôm nay, ta muốn cho ngươi tự mình đi bàn võ đế mộ, cướp lấy bảo tàng. Vừa nói, Đế Thích Vạn Diệp lấy ra một phần bản đồ, giao cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhận lấy vừa thấy, bản đồ này, chính là bàn võ đế mộ bản đồ. Từ Hồng Quân lão tổ thời đại, thẳng đến hiện tại, cách nhau hàng tỷ năm, thời gian trải qua vô số kỷ nguyên. Ngày cũ kỷ nguyên chỉ là một, mà ở ngày cũ trước, lại có rất nhiều viễn cổ kỷ nguyên. Mà đây vị bàn võ thiên đế, chính là viễn cổ kỷ nguyên một vị cường giả, trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí, hạng thứ 2 tuyết táng tinh trần, liền từng do bàn võ thiên đế chấp trưởng, hôm nay ở lại hắn đế mộ bên trong. Đế Thích Thiên trong lòng động một cái, trong truyền thuyết tuyết táng tinh trần, đối đạo tâm tu vi tăng thêm to lớn, nếu quả thật có thể có được nói, hắn tâm ma thần thông. Nói không chừng thật có thể, đạt tới tột cùng nhất tầng thứ 9. Chỉ là, tuyết táng tinh trần đặc biệt bí mật, thế gian không người biết ở nơi nào. Mà hiện tại, từ Đế Thích Vạn Diệp trong miệng, Đế Thích Thiên mới biết, lúc đầu tuyết táng tinh trần, ngay tại bản võ thiên đế trong cổ mộ. Đế Thích Thiên nói, cái này bản võ đế mộ, Nhâm Phi Phàm vậy theo dõi, ta một mình đi trước, có đoạt bảo có thể. Hắn chỉ sợ mình còn không có thấy tuyết táng tinh trần. Sẽ bị Nhâm Phi Phàm một chiêu tiêu diệt. Đế Thích Vạn Diệp nói, không sao, ta cùng Nhâm Phi Phàm đánh một trận, mặc dù sa sút, nhưng vậy đã thương hắn, hắn nguyên khí hao tổn không nhỏ, người chỉ muốn chú ý hành động, liền không sẽ đưa tới hắn chú ý. Đế Thích Thiên trong lòng rét một cái, nghe Đế Thích Vạn Diệp mà nói, tựa hồ cũng không thể bảo đảm hắn an toàn. Cái này đoạt bảo, vẫn có cực lớn nguy hiểm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, muốn cho tâm ma thần thông. Đột phá đến tầng thứ 9, nơi nào có như thế dễ dàng. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, muốn cướp lấy phần cơ duyên này, tự nhiên phải chịu đựng nguy hiểm cực lớn. Dừng một chút, Đế Thích Vạn Diệp nói tiếp, người bắt được tuyết táng tinh trần sau đó, bước vào tâm ma tầng thứ 9 ngưỡng cửa, liền có thể thấy rõ thiên địa, dòm ngó hôm nay hạ tới giữa, tâm linh của mỗi người, biết tất cả mọi người bí mật. Tâm ma thần thông, tột cùng nhất cảnh giới, vô cùng lợi hại. Có thể dòm ngó thấy nhân tâm. Cái này thế gian, quỷ thần cũng không đáng sợ, nhân tâm mới là vật đáng sợ nhất. Mà nhân tâm,
liền quỷ thần đều không cách nào theo dõi, lại là thế gian thần bí nhất tồn tại. Nhưng, tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9, có thể chém hết tất cả sương mù dày đặc, nhắm thẳng vào chủ tâm, dòm ngó gặp tất cả người nội tâm bí mật, vô cùng lợi hại. Nguyên nhân chính là biết tất cả mọi người bí mật, cho nên tâm ma thẩm phán, mới có thể chân chánh làm được rửa sạch thiên hạ, bảo đảm sẽ không oan uổng người bất kỳ. Chỉ cần nội tâm có tội ác tồn tại, sẽ bị bại lộ ở tâm ma kiếm phong hạ, không người có thể ẩn núp. Đế Thích Thiên nói, lão tổ, cần ta trả giá cái gì? Hắn rất rõ ràng, lớn như vậy cơ duyên, đưa đến trước mặt mình, không thể nào là tặng không, sau lưng nhất định khác có giá phải trả. Đế Thích Vạn Diệp nói, ta cần ngươi làm một chuyện. Đế Thích Thiên nói, chuyện gì? Ta tâm ma luyện đến thứ 9 tầng thiên, nhất định đẩy được thẩm phán thiên hạ kế hoạch. Lão tổ, người tu luyện Mạn Châu Sa Hoa Kinh, có Phật môn hào khí hộ thân, ta tâm ma thẩm phán không được ngươi, ngươi không cần sợ ta. Đế Thích Vạn Diệp nói, ta tự nhiên không sợ, chỉ là muốn mời ngươi ra tay, giúp ta theo dõi một cái bí mật. Đế Thích Thiên nói, bí mật gì? Đế Thích Vạn Diệp nói, liên quan tới Thiên Quân Phong Thần Bia bí mật. Đế Thích Thiên nói, Thiên Quân Phong Thần Bia. Đế Thích Vạn Diệp nói, không sai. Năm đó cũng mới tranh bá chiến tranh, Thiên Võ Tiên Môn Thiên Quân Phong Thần Bia, bị chúng ta thập đại lão tổ đánh rớt, cũng bị một người trong đó nhặt. Nhưng chúng ta thập đại lão tổ, không người thừa nhận là ai cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Có người muốn nuốt một mình pháp bảo này, chiếm cứ đại khí vận, người giúp ta theo dõi, rốt cuộc là ai cướp đi, ha ha, nếu như có thể tra đi ra ngoài, chúng ta liền có thể tiên hạ thủ vi cường, đem Phong Thần Bia đoạt trở lại. Thiên Quân Phong Thần Bia, trước mắt 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, chỉ cần đem tên chữ viết lên, là được đạt được thiên đại khí vận thêm thân, hồng tinh chiếu sáng, có vô cùng chỗ tốt. Cái này Phong Thần Bia, Đế Thích Vạn Diệp cũng là thèm thuồng vạn phần, đáng tiếc không có cơ hội cướp lấy. Nếu như thành công đạt được, vậy nói không chừng liền có thể thay đổi hết thảy trước mắt chiếm cứ. Thậm chí Đế Thích gia tộc là có thể quật khởi. Bàn cờ này càng gần đến mức cuối, liền càng phức tạp, một món đồ, một cái thật nhỏ vật, liền có thể thay đổi hết thảy. Đế Thích Thiên bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Đế Thích Vạn Diệp, giúp hắn đột phá tâm ma tu vi, là muốn cầm hắn làm con cờ, tra ra Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Bởi vì tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 9 sau đó, có thể coi thường cảnh giới chênh lệch, nhìn thấu tất cả mọi người nội tâm. Cho nên, chỉ cần Đế Thích Thiên luyện đến tầng thứ 9. Hắn là có thể theo dõi giữa trời đất, tất cả người lòng bí ẩn. Đến lúc đó, là ai cướp đi Thiên Quân Phong Thần Bia, tự nhiên không gạt được hắn dòm ngó. Đế Thích Thiên nhìn một cái lão tổ, trong đầu nghĩ, lão tổ là muốn bắt ta làm con cờ, lợi dụng hoàn ta sau đó, liền đem ta giết. Ta tuy là Đế Thích gia tộc, nhưng ta phải đi ra thuộc về mình đường. Hắn vô cùng thông minh, đã đoán được Đế Thích Vạn Diệp sát tâm. Lòng hắn ma thẩm phán, thành lập lý tưởng nước to lớn nguyện vọng, coi như là Đế Thích Vạn Diệp, cũng sẽ không hiểu. Ở Đế Thích Vạn Diệp trong lòng, Đế Thích Thiên Thủy Chung là hoàn toàn người điên, như vậy người điên, lợi dụng xong, tự nhiên phải nhanh một chút giết chết cho thỏa đáng, miễn có thiên hạ thật bị thẩm phán, vậy tất cả mọi người đều chết sạch, miễn cưỡng chỉ còn lại mấy ngàn người lý tưởng nước, thống trị lại có ý gì? Được, lão tổ, như ta tâm ma tu vi, thật đạt tới tầng thứ 9. Ta liền giúp ngươi theo dõi Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Đế Thích Thiên đáp ứng, biết rõ là phải bị lợi dụng làm con cờ kết quả, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn cũng có mình tính toán, nếu như tâm ma đại chú kiếm, thật luyện đến tầng thứ 9, hắn nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, đến lúc đó Đế Thích Vạn Diệp muốn giết hắn, vậy cũng không dễ dàng. Đế Thích Vạn Diệp đại hỉ, tựa hồ thấy được rực rỡ, cười nói, vậy rất tốt, chúc ngươi thuận lợi tìm được Tuyết Táng Tinh Trần. Ngươi cần phải chú ý, không nên kinh động liền nhâm phi phàm, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, ta tin tưởng ngươi, chuyến này tất nhiên sẽ thành công. Đế Thích Thiên nghĩ đến nhâm phi phàm mạnh mẽ, trong lòng rét một cái, nói lão tổ mời yên tâm, ta sẽ chú ý. Dừng một chút, lòng hắn bên trong lại muốn, không biết ta tâm ma thẩm phán, có thể hay không thẩm phán nhâm phi phàm. Người này tâm ma vậy là cái gì? Đế Thích Vạn Diệp nói, ta đi trước, địa tâm vực quy tắc vẫn là có rất lớn hạn chế, ta không thể ở lâu, hơn nữa rất dễ dàng bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện,
sau này như có cơ hội, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đế Thích Thiên nói, lão tổ, người thương thế. Đế Thích Vạn Diệp nói, thân xác chỉ là thân xác thối tha, chút thương thế này không có gì đáng ngại, người không cần lo lắng ta đi trước. Nói xong liền ngự gió rời đi, thân thể ẩn trong mây bưng, hoàn toàn biến mất không thấy. Đế Thích Thiên nhìn Đế Thích Vạn Diệp rời đi bóng người, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hắn biết đây là mình cơ hội cuối cùng, nếu như cướp lấy Tuyết Táng Tinh Trần thất bại, hắn đời này lại không ra mặt chỗ trống. Nhưng muốn cùng Nhâm Phi Phàm cạnh đoạt, nơi nào có như thế dễ dàng. Hơn nữa Đế Thích Vạn Diệp lần này hạ xuống, cũng không tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu như bị Vũ Hoàng Cổ Đế biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Vũ Hoàng Cổ Đế cay nghiệt thiếu tình cảm tính cách, nếu như biết Đế Thích Vạn Diệp ở sau lưng hại mưu gây rối, hắn sẽ không bỏ qua Đế Thích ra. Mà Đế Thích Vạn Diệp sau khi rời đi, cũng không có lập tức trở lại Thái Thượng Thế Giới, mà là hướng một chỗ lao đi. Chỗ đó, chính là dẫn hồn quỷ. Vào lúc này, ngoại giới biến cố, Diệp Thần tự nhiên không biết. Hắn cũng không biết, Nhâm Phi Phàm nói viễn cổ đại đế nghĩa địa, thật ra thì chính là bàn võ thiên đế lăng mộ. Sau lưng chôn giấu trong truyền thuyết đạo tâm thần khí, Tuyết Táng Tinh Trần. Diệp Thần đang yên lặng luyện hóa luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, mà theo hắn luyện hóa, vậy thánh hồn mảnh vỡ, dần dần cùng hắn thân thể dung hợp, cũng ở hắn bàn tay trái tim, hiển hóa ra một cái quỷ chữ. Cái này quỷ chữ, đen nhánh âm u, tràn ngập vô cùng là khí tức quỷ dị, chính là diệt quỷ hồn đạo mảnh vỡ. Oanh! Theo khối này thánh hồn mảnh vỡ, luyện hóa thành công. Diệp Thần trong cơ thể truyền ra một hồi núi lửa bộc phát vậy nổ âm, trong thức hải linh hồn năng lượng, đang điên cuồng tăng vọt. Hồn thể đổi thành dưới, linh hồn này năng lượng, hóa thành hắn thể chất lực lượng, hắn chỉ cảm thấy tự thân thể chất, ở trong nháy mắt mạnh mẽ rất nhiều, nhẹ nhàng nắm chặt quyền, thì có vô cùng minh mông lực lượng đang lưu chuyển, tựa như có thể tùy ý nghiền diệt đại lộ, chui luyện tinh không vậy, cực kỳ cường hãn. Đây chính là luân hồi hồn thể lực lượng sao? Diệp Thần ánh mắt lóe sáng, cảm thụ tự thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều khí lực, nội tâm cũng là một hồi mừng rỡ. Luân hồi hồn thể nguyên vẹn trạng thái, là 6 đạo tề tụ, hiện tại Diệp Thần chỉ góp nhặt một đạo, cũng không có đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Nhưng lập tức liền không hoàn mỹ, Diệp Thần đều cảm thấy luân hồi hồn thể mạnh mẽ, nếu như lúc này, hắn sẽ cùng Thường Mạch Quân chiến đấu, tuyệt sẽ không giống ban đầu như vậy chật vật. Trước mắt Diệp Thần toàn thân thực lực đã có thể chém chết một ít thực lực giống vậy bách gia cảnh 5 tầng thiên cường giả, cho dù đối mặt 6 tầng thiên, kịch chiến dưới cũng có liền sẽ có thể thủ thắng. Nếu như có thể thu thập 6 khối mảnh vỡ, chấp trưởng luân hồi thánh hồn trời, thức tỉnh hoàn chỉnh luân hồi hồn thể, không biết sẽ có cường đại dường nào. Diệp Thần ánh mắt bên trong, thấm ra một chút nóng rực ý, đối tương lai không khỏi tràn đầy mong đợi. Nhìn bầu trời một chút, tính một chút thời gian, 5 ngày cũng đi qua. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Nhâm tiền bối sắp tới chứ. Đang trong suy nghĩ, quả nhiên thấy phương xa chân trời, truyền tới một hồi lanh lảnh cá voi minh, một đầu ảo mộng vậy cự kình, vượt qua biển mây, phá không bay vút lên tới. Nhâm Phi Phàm bóng người, đang đứng ở cự kình bên trên. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm tới, nhất thời đại hỉ. Nhâm Phi Phàm khẽ vuốt cằm, lăng không đáp xuống, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, thật lâu không gặp. Diệp Thần quan sát một tí Nhâm Phi Phàm, gặp hắn gương mặt mang chút trắng bệch vẻ, lo lắng nói, Nhâm tiền bối, người bị thương. Nhâm Phi Phàm cười nhạt, nói, không có gì đáng ngại, một chút bị thương nhẹ mà thôi, Đế Thích Vạn Diệp không làm gì được ta, hắn ngược lại bị ta tổn thương nặng, muốn đến thì không cách nào sẽ cùng ta cướp đoạt bàn võ thiên đế bảo tàng. Diệp Thần có chút kỳ quái, nói, bàn võ thiên đế. Nhâm Phi Phàm nói, ừ. Bàn võ thiên đế, chính là thời đại viễn cổ một vị trí tôn cường giả. Lập tức đem bàn võ thiên đế bảo tàng, Tuyết Táng Tinh Trần bí mật, còn có hắn cùng Đế Thích Vạn Diệp tranh đấu, đơn giản nói một lần. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, nói, lúc đầu vậy hạng thứ 2 thái thượng thần khí, ngay tại bàn võ thiên đế lăng mộ bên trong. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, vậy Tuyết Táng Tinh Trần, đối đạo tâm tu vi có cực lớn tăng thêm, ta tu vi đình trệ ở cổ trai. Cần đạo tâm đột phá, cảnh giới mới khá đột phá, cho nên Tuyết này Táng Tinh Trần, ta chí ở tất được. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt có chiến ý sôi sục. Diệp Thần cho tới bây giờ không có gặp qua,
Nhâm Phi Phàm có như thế nóng rực thần thái, hiển nhiên vậy Tuyết Táng Tinh Trần vô cùng trọng yếu, liền Nhâm Phi Phàm cũng không có so khát vọng. Nhâm tiền bối, nếu như hữu dụng phải ta địa phương, xin cứ mở miệng. Diệp Thần nói. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, nói, ngươi chịu hỗ trợ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, vậy bàn võ thiên đế lăng mộ, khắp nơi đều là không gian cấm chế, hoạt động đặc biệt phiền toái, ngươi chấp trưởng hư bia, có lẽ có thể giúp ta phá vỡ hư không, thuận lợi cướp lấy vậy Tuyết Táng Tinh Trần. Diệp Thần nói, đế thích vạn diệp bên kia. Nhâm Phi Phàm nói, hắn bị ta chém hết nửa bên đầu, muốn đến không dám lại ló đầu, mà vậy bàn võ thiên đế bảo tàng, cũng bị ta dùng hy hoàng lôi trận phong tỏa, người ngoài tuyệt không khả năng cướp lấy, chờ thêm mấy ngày ta nguyên khí hoàn toàn khôi phục, đi liền đoạt bảo. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm ho khan hai cái, rõ ràng cho thấy cùng đế thích vạn diệp tranh đấu, tổn thương nguyên khí, mặc dù không đau đạt tới gân cốt, nhưng vậy cần thời gian điều dưỡng. Diệp Thần nhớ tới cùng Giang Trần Tử ước định, nói, Nhâm tiền bối, vậy mấy ngày nay thời gian, ngươi theo ta đi một chuyến dẫn hồn quỷ, gặp vị kia tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, cũng tốt, coi như là giải sầu, gặp bạn cũ. Thỏa thuận xong, Nhâm Phi Phàm liền đi theo Diệp Thần, đi dẫn hồn quỷ. Diệp Thần đã luyện hóa diệt quỷ hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, cùng dẫn hồn quỷ hơi đất cơ hội tương liên. Rất dễ dàng liền phá vỡ hư không, trực tiếp bước vào dẫn hồn quỷ bên trong. Mà làm hai người bước vào dẫn hồn quỷ sau đó, nhưng phát hiện nơi đây khí tượng lớn dị, khắp nơi tràn ngập sáng chói Phật quang màu vàng, cuồn cuộn nghiêm túc, trong hư không có Phật hát phản âm vang khắp. Hô hô hô, trường phong gào khóc tới giữa, có một phiến lá phong, đầy trời phiêu vũ, vô cùng nguy nga. Mạn Châu xa hoa, phong diệp vũ, là đế thích vạn diệp thủ đoạn. Nhâm Phi Phàm xem đến chỗ này khí tượng, nhất thời gương mặt biến đổi, ánh mắt hiện ra tức giận cùng cảnh giác. Trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Thuật, Mạn Châu Sa Hoa Kinh, tổng cộng chia 3 tầng, tầng thứ nhất Lá Phong Vũ, tầng thứ hai Hồng Liên Yên Tĩnh Tuyết, tầng thứ ba Bờ Bên Kia Vô Lượng Thiên. Hiện tại dẫn hồn quỷ bên trong, khắp nơi Lá Phong phiêu vũ, chính là Mạn Châu Sa Hoa Kinh tầng thứ nhất khí tượng. Đế Thích Vạn Diệp đã tới nơi này. Cái gì? Đế Thích Vạn Diệp hạ xuống. Diệp Thần vô cùng kinh hãi, ngước nhìn bầu trời ở giữa cự đỉnh, vậy chín đóa địa ngục hoa, đang lóe lên chói mắt ánh sáng rực rỡ, đó là Thái Thượng Đế Thích ra ký hiệu. Chẳng lẽ Đế Thích Vạn Diệp uy nghiêm, lại dọc theo cái này cự đỉnh, hạ xuống. Diệp Đại Nhân. Vừa lúc đó, một người đàn ông mang mười mấy cường giả, ngự gió bay đến bầu trời, đi tới Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm trước mặt hai người. Cái này nam tử chính là Tiêu Dao Quỷ Tôn. Tiêu Dao Quỷ Tôn ánh mắt đỏ bừng, cánh tay quấn một cái trắng mang, mặt đầy bi thương vẻ. Tiêu Dao Tôn giả, sư phụ ngươi đâu? Diệp Thần mơ hồ cảm thấy không ổn, hỏi. Sư phụ đã chết, bị một cái chỉ có nửa bên mặt thiếu niên nam tử giết chết. Tiêu Dao Quỷ Tôn giọng tràn đầy bi thương, còn đối với Diệp Thần giọng nói chuyện, nhưng so với trước kia thân thiện liền rất nhiều, rõ ràng cho thấy Tử Giang Trần Tử trong miệng, biết Diệp Thần thân phận. Nhưng hiện tại, Giang Trần Tử nhưng đã chết. Diệp Thần nghe được Giang Trần Tử tin chết, trong lòng chấn động một cái, quả nhiên là bị Đế Thích Vạn Diệp giết chết. Vị này là Nhâm gia thiên mệnh sao? Tiêu Dao Quỷ Tôn lại nhìn hướng Nhâm Phi Phàm, giọng mang cung kính hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, không dám làm. Tiêu Dao Quỷ Tôn nói, sư phụ ta ngưỡng mộ các hạ phong tư, thường xuyên nhắc tới các hạ, hắn muốn ở trước khi chết, gặp ngươi một mặt, đáng tiếc không thể như nguyện. Hôm nay ta sư phụ chết rồi, hắn trước khi lâm chung từng nói, muốn cho các hạ tự tay thu liễm hắn hài cốt, sau này cùng thiên võ tiên môn chấn hưng, liền mang về an táng. Nhâm Phi Phàm trong mắt hơi chăm chú, nói có thể. Tiêu Dao Quỷ Tôn chắp tay nói, đa tạ các hạ, đại ân đại đức, không bao giờ quên. Liền ở phía trước dẫn đường, dẫn Diệp Thần Nhâm Phi Phàm hai người đi tới trước. Diệp Thần một đường đi tới trước, mắt gặp ở giữa thiên địa, Phật quang cuồn cuộn. Lá phong phiêu vũ, trong lòng ngầm thất kinh thán Đế Thích Vạn Diệp uy nghiêm, nói, Nhâm tiền bối, cái này Đế Thích Vạn Diệp, thật đúng là lợi hại, hắn làm sao sẽ hạ xuống đến địa tâm vực. Không phải có quy tắc hạn chế sao? Nhâm Phi Phàm nói, thứ hai đỉnh hạ xuống, hơn nữa chín đạo ý chí viên mãn, địa tâm vực quy tắc bị thật to áp chế, hắn có phủ xuống cơ hội, mặc dù chân thân khó mà đến, nhưng muốn hạ xuống một đạo phân thân, đó là dễ như trở bàn tay, hắn không đánh lại ta.
nhưng tới gieo họa ta trước kia bằng hữu, là ta hại chết bạn cũ. Thanh âm mang một chút tức giận cùng tự trách. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lúc đầu Đế Thích Vạn Diệp phủ xuống, chỉ là một đạo phân thân, lại có thể cũng có như thế mênh mông thần thông khí tượng, nếu như là chân thân mà nói, vậy còn liền được. Nghĩ đến Nhâm Phi Phàm cùng Đế Thích Vạn Diệp, đỉnh cấp tỷ thí lúc hình ảnh, Diệp Thần trong lòng cảm thấy rung động, lại thản nhiên say mê, không biết như vậy cấp bậc chiến đấu, sẽ là như thế nào khoáng đạt tình cảnh. Ở Tiêu Dao Quỷ Tôn dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm, cuối cùng gặp được Giang Trần Tử di thể. Thật may Đế Thích Vạn Diệp phủ xuống, chỉ là một đạo phân thân, hắn cũng không dám quá mức làm loạn, miễn phải gặp bị quy tắc cắn trả, cho nên hắn giết chết, chỉ là Giang Trần Tử một người, dẫn hồn quỷ người vô tội các loại, ngược lại là giữ được tánh mạng. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn Giang Trần Tử di thể. Nhưng gặp Giang Trần Tử thi thể, phi đầy lá phong, những thứ này lá phong, cùng hắn ra máu thịt hòa chung một chỗ, tựa như trời xanh vậy, vô cùng lộng lẫy, có Phật môn mênh mông thở mạnh voi. Cái này tự nhiên là Đế Thích Vạn Diệp bút tích, trong truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa Kinh, đại biểu Phật môn cao nhất thần thông, là thế gian Phật Pháp ngọn nguồn, cho dù là giết hại, vậy tràn đầy Phật môn uy nghiêm đại khí phách, làm người ta rung động. Tiêu Dao Quỷ Tôn nói, sư phụ bị người nọ giết chết sau đó, Thiên Táng Chi Môn cũng bị cướp đi, Diệp Đại Nhân, Nhâm Tiền Bối, hai vị sau này như có cơ hội, nhất định phải đem vậy Pháp bảo đoạt trở lại. Các ngươi giữ lại mình dùng, cũng tốt hơn rơi vào tay địch. Diệp Thần con ngươi hơi co giúp một cái, Thiên Táng Chi Môn, chính là Hồng Hoang Cửu Môn một trong, giá trị không phải chuyện đùa, bây giờ bị Đế Thích Vạn Diệp cướp đi, Thái Thượng Đế Thích ra kiêu căng, nhất định càng nóng rực. Ta biết, yên tâm đi. Nhâm Phi Phàm đáp ứng, sau đó liền sử dụng cự kình thần thụ, thu liễm Giang Trần Tử hài cốt, tạm thời an trí ở thần thụ bên trong. Diệp Thần nhìn Giang Trần Tử hài cốt, nghĩ đến đối phương giải cứu huyết thần ân tình, còn có tặng thánh hồn mảnh vỡ ân, nội tâm một hồi thương cảm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, thương cảm cũng là vô ích, chỉ có thể sau này nghĩ biện pháp báo thù, liền hướng Nhâm Phi Phàm nói. Nhâm Tiền Bối, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Là muốn đi bàn võ thiên đế lăng mộ sao? Nhâm Phi Phàm ánh mắt sâm lạnh xuống, nói, không cần phải gấp gáp, Đế Thích Vạn Diệp dám giết chết bạn của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cự đỉnh, ánh mắt nổ lên sát ý. Bầu trời bên trong, có hai tòa cự đỉnh, trong đó một tòa, là mới phủ xuống, địa ngục hoa khí tượng sáng chói, Đế Thích Vạn Diệp chính là lấy đỉnh này làm căn cơ, hạ xuống đến địa tâm vực. Sau này cùng cửu đỉnh đều hiện, hạ xuống, thì không phải là Đế Thích Vạn Diệp như thế đơn giản, mà là Vũ Hoàng Cổ Đế. Hy Hoàng Lôi Ấn, phá cho ta. Nhâm Phi Phàm quát to một tiếng, bàn tay đột nhiên kết ấn, đầy trời sấm sét lóng lánh, màu vàng tia chớp lao nhanh, mỗi một đạo sấm sét tia chớp, đều mang đế hoàng vậy uy nghiêm vô thượng, vô cùng cường hãn. Phịch! Nhâm Phi Phàm một trường bạo giết ra, đầy trời sấm sét ngưng tụ thành một cái to lớn trường ấn, hung hăng đánh phía vậy hai tòa cự đỉnh. Ầm! Tòa thứ nhất cự đỉnh, đầu tiên nổ tung, hóa thành lưu quang tiêu tán đi. Tòa thứ hai cự đỉnh, phía trên chín đạo địa ngục hoa đồ đằng, ở Hy Hoàng Lôi Ấn đánh xuống, ánh sáng trong nháy mắt tắt đi xuống. Sau đó, chỗ tòa này cự đỉnh, vậy hoàn toàn táng diệt ở sấm sét bên trong, hoàn toàn nổ tung biến mất. Thời gian đảo mắt, hai tòa cự đỉnh bạo diệt tiêu tán, địa tâm vực nguy cơ khí tượng, lập tức tản đi, thiên địa khí voi, địa mạch nhân quả, khôi phục vững vàng. Tựa hồ vậy vạn khư cửu đỉnh đại trận, chỉ như vậy bị Nhâm Phi Phàm một trường đánh bể. Nhâm Tiền Bối, ngươi! Diệp Thần thấy một màn này, kinh hãi được tột đỉnh. Hắn sớm biết Nhâm Phi Phàm lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến tình cảnh này. Hắn thi triển đại thiên trọng lâu trưởng dưới, chỉ có thể đánh bể ba đạo đồ đằng, nhưng cũng khó mà tổn thương cự đỉnh chân thân. Bởi vì cái này cự đỉnh, sau lưng mang theo vạn khư ý chí cùng uy áp, liền liền Diệp Thần đại thiên trọng lâu trưởng, đều không thể kích phá. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm ra tay một cái, nhưng trực tiếp đánh bể hai tòa cự đỉnh, thực lực này vậy quá đáng sợ. Nhâm Phi Phàm, là ngươi. Vậy hai tòa cự đỉnh nổ tung sau đó, có hai đạo thanh âm, tràn đầy tức giận cùng kinh hãi, hòa lẫn từ bầu trời phát ra. Đó là núp ở cửu đỉnh đại trận sau lưng, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Lý thanh âm. Cửu đỉnh đại trận trước hai đỉnh,
Vũ Hoàng cổ đế khổ tâm cô nghệ bố trí mà thành, nào nghĩ tới lại bị Nhâm Phi Phàm một chiêu đánh bể. Đi mau! Nhâm Phi Phàm đánh bể cự đỉnh sau đó, lập tức kéo Diệp Thần, nhanh chóng biến dạng hư không rời đi. Hắn chỉ sợ bại lộ, bị Vũ Hoàng cổ đế để mắt tới. Vũ Hoàng cổ đế tính cách điên cuồng, rất có thể liều mạng cực hạn đổi một lần một, cũng phải đổi Nhâm Phi Phàm. Cho nên, Nhâm Phi Phàm không thể mạo hiểm như vậy. Hắn mang Diệp Thần, biến dạng hư không, trực tiếp trốn vào mình mở ra huyết nguyệt trong thế giới, mới miễn cưỡng thở dốc xuống. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm gương mặt, trắng bệch vẻ sâu hơn, hơi thở khá là yếu ớt, nói, Nhâm tiền bối, ngươi không có sao chứ? Không có sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, móc ra một viên chữa thương đan dược uống. Hắn trước đây cùng đế thích Vạn Diệp đánh một trận, nguyên khí vốn là có liền hao tổn, hiện tại trực tiếp ra tay, đánh bể vạn khư cửu đỉnh đại trận, hao tổn kịch liệt hơn. Nhâm tiền bối, ngươi có phải hay không đã phá hư cửu đỉnh đại trận? Diệp Thần thanh âm mang một chút vui vẻ nói. Nhâm Phi Phàm nói, nơi nào có như thế đơn giản. Vạn khư ý chí, không như vậy dễ dàng tan biến, Vũ Hoàng cổ đế sẽ không bỏ rơi bảy trận, hắn sau này còn sẽ đúc lại đỉnh lớn, ta lần này xuất thủ, chỉ là cho đế thích Vạn Diệp một cái dạy bảo mà thôi, vậy tòa thứ hai đỉnh, toàn bộ là hắn người gia tộc, bây giờ là bị ta một trường tiêu diệt. Diệp Thần biết rõ cái này ra tay mang đến hậu quả, ngưng trọng nói, Nhâm tiền bối, ngươi trực tiếp ra tay, vậy quá mạo hiểm, thật sợ ngươi bị Vũ Hoàng cổ đế để mắt tới. Nghĩ đến mới vừa Vũ Hoàng cổ đế thanh âm tức giận, Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, hiện tại ta thực lực, so với trước kia tinh tiến rất nhiều, một lần xuất thủ nhân quả, đủ để chịu đựng, nhưng cũng chỉ có thể ra tay một lần, sau này cửu đỉnh đại trận đúc lại, ta không thể lại giúp ngươi, cần ngươi tự mình giải quyết, Linh Khư Thiên Châu và trận tự quyết, ngươi thân nhau sinh lợi dụng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, sau đó gật đầu nói, được, Nhâm tiền bối, ngươi đã giúp qua ta rất nhiều, sau này ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nhâm Phi Phàm nói, rất tốt, hiện tại chúng ta đi đường đi, một bên đi đường một bên nghỉ ngơi, chờ ta nguyên khí khôi phục, lập tức tiến vào bàn võ đế mộ. Diệp Thần gật đầu một cái, liền và Nhâm Phi Phàm hướng một phương hướng đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần phát hiện mình và Nhâm Phi Phàm đi tới một nơi cổ quái chi địa. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện chỗ này địa phương cũng không ở địa tâm vực, cũng không ở hắc ám biển cấm, hơn nữa cùng thái thượng thế giới, cũng không có tương liên khí cơ, lãnh thổ đặc biệt đặc thù. Nhâm Phi Phàm nói, nơi này là một phiến đặc thù khu vực, không thuộc về bất kỳ thế giới nào, nếu như cứng rắn muốn phân chia, vậy hẳn là đến gần thất lạc thời không, ở thất lạc thời không bên ngoài duyên, thật may ta trước thời hạn tìm được vậy lăng mộ, nếu không vậy lăng mộ, thì phải rơi vào thất lạc thời không bên trong, vĩnh viễn thất lạc. Nơi này cách thất lạc thời không rất gần. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng khẽ run lên, nhớ lại bầu trời long hồn. Vậy thiên không chi vương long hồn, đánh rơi đến thất lạc thời không bên trong, hiện tại cũng không người nào biết đi nơi nào, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện lại ở thế giới hiện thật. Mà truyền thuyết kia bên trong bản võ thiên đế lăng mộ, đã sắp rơi vào thất lạc, bảo tàng bên trong, nếu như lại không cướp được nói, vậy sẽ phải hoàn toàn mất đi. Nhâm tiền bối, vậy chúng ta lập tức đi đi, Diệp Thần nói. Nhưng mà, Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu một cái, ngón tay bắt pháp quyết, bố trí một nơi trận pháp, ngồi xếp bằng, ta cần khôi phục thương thế, đại khái muốn một ít ngày giờ, nếu không chúng ta tiến vào vậy lăng mộ, phần thắng sẽ rất thấp, dẫu sao cũng không ai biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Đoạn thời gian này, người có thể ở bên cạnh ta cảm ngộ võ đạo, cũng có thể vùng lân cận đi vòng vòng. Nhưng nhớ lấy không muốn một người đi đến vạn bên trong ngoài thất lạc không gian. Vậy tận lực không muốn quá nhiều vận dụng cửu thiên thần thuật, cùng với cao thâm võ đạo, trừ phi là ở lăng mộ bên trong. Còn nữa, khu vực này cũng có không thiếu cường giả, người tốt nhất không muốn quá nhiều dính những cái kia võ giả chuyện. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không dự định chạy loạn, trực tiếp ngồi xếp bằng, ở lại Nhâm Phi Phàm bên người, thay hắn hộ pháp. Nhâm Phi Phàm cùng đế thích Vạn Diệp đánh một trận, lại ra tay đánh bể hai tòa cự đỉnh, nguyên khí hao tổn quả thực không nhỏ. Muốn khôi phục đỉnh cấp chí ít cần một ít ngày giờ, mấy ngày này, mình liền thật tốt cảm ngộ gần đây thu hoạch đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần dự định đắm chìm cảm ngộ lúc đó,
vậy mình từng ở Hoa Hạ thu phục âm ma thiên thạch nhưng truyền đến một hồi cực kỳ cổ quái dị động.